Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Lý Trường Giang một khi đã quyết định thì trở lại sự kiên quyết như hồi còn làm bí thư huyện ủy. Tiến ba, chuyện này giao cho bên đội cảnh sát hình sự thực hiện. Lão Đằng phối hợp với anh, đại đội nhất định phải cẩn thận, chọn người cẩn thận, không được có thể lấy người từ các phân cục bên dưới. Ngoài ra làm như thế nào thì các anh tự cân nhắc, tìm hiểu rõ và ra tay ngay. Quyển 10, chương 83. Cụ Vận Bạch có chút lo lắng xuống xe và cẩn thận nhìn quanh. Đây là khu nghỉ dưỡng tư nhân, Triệu Quốc Đống đưa cô tới đây nhất định không chỉ có hai người. Hắn cũng nói ra ngoài ăn cơm, chẳng qua đây là lần đầu hắn đưa cô cùng đi nên Cụ Vận Bạch có chút không quen. Hai người ngoài mấy ngày sau Tết lặng lẽ sang Thái Lan cùng Malaysia là tay trong tay xuất hiện ở nơi công cộng, lúc khác Cụ Vận Bạch đều cố gắng tránh đi cùng Triệu Quốc Đống. Đi thôi. Triệu Quốc Đống đi tới ra hiệu Cụ Vận Bạch khoác tay mình. Cụ Vận Bạch có chút xấu hổ nói. Quốc Đống, hai chúng ta. Không sao, đều là bạn tốt nhất của em, chị ở nhà một mình cũng không hay, không bằng đi cùng em, coi như làm quen với bạn của em, sau này có lẽ chị sẽ gặp nhiều bọn họ. Triệu Quốc Đống tùy tiện nói. Cụ Vận Bạch rất khẩn trương, lúc trước Triệu Quốc Đống không nói gì về chuyện này, bây giờ đột nhiên có hai người bạn đến nữa làm cô phải dừng bước. Quốc Đống, như vậy không tốt, chẳng may sau này bọn họ. Cụ Vận Bạch cắn răng nói. Chị sợ nhược điểm của em rơi vào tay không? Yên tâm, hai người này chị cũng biết, chẳng qua trước không chính thức gặp mặt mà thôi. Nếu bọn họ bán đứng em tức là em mù mắt, đáng bị bán đứng. Cùng lắm không làm quan chứ sợ gì chết đói. Chẳng lẽ chị không nuôi được em ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Cụ Vận Bạch mặt nóng lên. Vậy chờ chút để chị trang điểm thêm. Triệu Quốc Đống lắc đầu, phụ nữ đúng là động vật kỳ quái. Lúc trước còn không muốn gặp người, bây giờ thật sự phải gặp thì cần chú ý trang điểm. Triệu Quốc Đống cầm tay Triệu Quốc Đống đi qua cầu gỗ vào một căn phòng gỗ thì Dương Thiên Bồi và Kiều Huy đã có mặt. Thấy Triệu Quốc Đống kéo một người phụ nữ vào, cũng không phải là Lưu Nhược Đồng hay Cổ Tiểu Âu làm hai người ngẩn ra. Quốc Đống, sao bây giờ mới tới? Kiều Huy đứng lên thân thiết nói. Em giới thiệu một chút, Vận Bạch. Đây là Kiều Huy, chị gọi là Huy ca. Bồi ca thì chị cũng đã gặp khi còn ở ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Dương Thiên Bồi cười nói. Chủ nhiệm Cù thì tôi đã gặp vài lần, lúc ấy tôi còn làm ở công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu. Tôi có ấn tượng sâu về chủ nhiệm Cù. Tổng giám đốc Dương thì tôi cũng nghe đến, mặc dù mấy năm không gặp nhưng vẫn thường xuyên nghe Quốc Đống nói tới anh. Cù Vận Bạch cười cười đầy quyến rũ. Khí chất này làm Dương Thiên Bồi và Kiều Huy thầm than bảo sao Triệu Quốc Đống không si mê. Đây là lần đầu tôi gặp Cù Tiểu Thư, nhưng cũng biết cô từ lâu. Gọi Cù Tiểu Thư có vẻ hơi xa lạ, tôi cậy lớn gọi cô là Vận Bạch. Kiều Huy rất hào phóng, y không quá để ý tới việc này. Bạn mãi là bạn, anh em mãi là anh em, sẽ không vì mấy nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng tới tình cảm. Hơn nữa y có ấn tượng tốt đối với Cù Vận Bạch, ít nhất không câu nệ như đám phụ nữ bình thường. Huy ca khách khí quá. Cù Vận Bạch khẽ cười nói. Bốn người ngồi xuống, đồ ăn khá đơn giản đều là đồ thiên nhiên. Chẳng qua có đầu bếp chuyên nghiệp làm nên khá ngon. Cù Vận Bạch không biết sao Triệu Quốc Đống lại đột nhiên mang mình tới gặp hai người này. Cô cũng hiểu qua về bọn họ. Ngoài tập đoàn Thương Lãng ra thì tập đoàn Thiên Phu là công ty tư nhân hàng đầu ở tỉnh An Nguyên. Cù Vận Bạch biết tập đoàn Thương Lãng do Triệu gia khống chế cổ phần. Nhưng chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu Dương Thiên Bồi có quan hệ gì với Triệu Quốc Đống thì cô không rõ. Triệu Quốc Đống cũng không nhắc tới Thiên Phu mấy. Bữa ăn này Cù Vận Bạch chủ yếu ngồi nghe, cô biết Triệu Quốc Đống mang mình tới không phải là vô cớ nhưng cô không hỏi lý do. Quốc Đống, thị trường bất động sản bắt đầu ấm lên nhưng nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn chưa cao, giá cũng chưa tăng, gần như 3-4 ngày lại có một khu nhà mới làm xong, đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Kiều Huy lắc đầu nói. Huy ca gấp gì chứ? Đều là nhà kinh doanh mà. Triệu Quốc Đống không chút hoang mang rót rượu nhấp một ngụm mà nói. Huy ca, thị trường bất động sản một khi ấm lên thì không ai có thể ngăn cản. Ai đi vào sớm, ai ra tay nhanh và mạnh đó là người cười cuối cùng. Lúc này mọi người vẫn còn trong trạng thái mông lung, không dám mạnh dạn ra tay, sợ chính sách thay đổi. Nhưng tôi nói với anh, tận dụng thời cơ. Bắc Kinh là thế, Thượng Hải là thế, Ando cũng thế, cả nước cũng vậy. Chẳng qua thành phố cấp một càng điên cuồng hơn. Nếu không thừa lúc mọi người còn chưa rõ ràng để kiếm lợi thì anh sẽ hối hận cả đời. Thiên Phu chúng ta xây dựng nhà cao cấp, hai khu ở Bắc Kinh đã bán hết,
tiền thu hồi cũng nhanh nhưng giá đất không ngừng tăng làm người ta sợ không dám ra tay. Kiều Huy nhăn nhó nói. Hừ, đất ở Bắc Kinh là khu đất vàng, có thể thu vào tay thì thu vào, sau dù có tiền cũng đừng mong mua được. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Cần ra tay phải ra tay, bây giờ lãi suất vay vốn ngân hàng đang thấp, nếu không nắm bắt cơ hội thì đó là kẻ ngu. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Nếu đã vào thì phải chui thật nhanh, lấy đất, xây dựng, bán, mua đất, xây dựng bán, một vòng tròn. Ai có thể lấy được đất giá rẻ, vị trí tốt thì lãi cao, cũng phải xem ánh mắt và khí phách cao tới đâu. Kiều Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đã nói với Hứa Minh Viễn đập tiền không sợ, chỉ cần có thể lấy được khu đất thích hợp thì tất cả đều đáng giá. Anh dự định bảo Hứa Minh Viễn về Ando, Thiên Phu Bắc Kinh giao cho một cấp phó của cậu ta phụ trách. Hứa Minh Viễn cần phải làm chủ ở Ando, đây là căn cứ của Thiên Phu. Vậy còn Thượng Hải? Triệu Quốc Đống nói. Bên Thượng Hải do anh tạm thời chống đỡ, anh cũng thuê một nhóm người. Anh là kẻ đã dùng thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ sẽ không dùng. Anh sẽ hướng dẫn bọn họ rồi nhanh chóng thoát đi, cùng lắm giúp bọn họ việc mua đất và điều động tài chính, sau này phải do bọn họ làm. Nếu không anh bỏ nhiều tiền thuê bọn họ để làm gì? Ừ, anh cũng tán thành ý của Tiểu Huy, chúng ta không cần phải khom người ở việc này. Thiên Phu Bắc Kinh, Thiên Phu Thượng Hải và Thiên Phu An Đô là các công ty độc lập. Địa ốc Thiên Phu Kỳ phụ trách điều động tài chính tổng thể, còn việc nắm giữ đất dự trữ, quy hoạch, xây dựng, tuyên truyền, tiêu thụ, thu hồi tiền do bọn họ phụ trách. Chúng ta chỉ cần xem mục tiêu có thành công hay không. Dương Thiên Bồi trầm giọng nói. Mảng xây dựng Thiên Phu thì anh bây giờ vẫn đang thực hiện theo nguyên tắc dù là đường cao tốc, nhà ở, cầu đều do công ty thực hiện hạng mục đó phụ trách. Tập đoàn chỉ phụ trách điều động tài chính, giám sát an toàn, chất lượng công trình, như vậy sẽ phát huy tính năng động và tích cực của công trình. Biện pháp này mặc dù tốt nhưng sợ là tập đoàn phải tăng sức khống chế mới được, đừng để mất khống chế với các công ty con, làm như thế nào phát huy tính tích cực của bọn họ lại cam đoan bọn họ không đi ra khỏi quỹ đạo là năng lực quản lý của anh. Triệu Quốc Đống nói. Cù Vận Bạch càng nghe càng mơ hồ. Triệu Quốc Đống có vẻ đang cố để cô hiểu rõ về tình hình của tập đoàn Thiên Phu. Từ sự phát triển của địa ốc Thiên Phu đến xây dựng Thiên Phu mấy năm qua đã nhận mấy công trình xây dựng đường cao tốc, cầu đường, Triệu Quốc Đống đều hỏi rất cẩn thận. Mà hai người Dương Thiên Bồi, Kiều Huy đều giới thiệu rõ ràng. Điều này làm Cù Vận Bạch rất khó hiểu, cô không rõ Triệu Quốc Đống để cô biết điều này nhằm mục đích gì. Triệu Quốc Đống không giải thích nhiều. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với không khí khá tốt, đến khi điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Cái gì, tối nay sẽ ra tay? Bắt được mấy người, đã thẩm vấn chưa, kết quả thế nào, khai rồi, tốt, tôi lập tức về. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống nói. Bồi ca, Huy ca, xin lỗi, em phải đi, bên Hoài Khánh có việc. Vận Bạch, chúng ta đi. Quyển 10, chương 8-14. Thấy Triệu Quốc Đống vội vàng kéo Cù Vận Bạch ra ngoài, Dương Thiên Bồi và Kiều Huy nhìn nhau. Dương Thiên Bồi cười khổ nói. Thằng này đúng là làm hỏng đời một người phụ nữ. Nhớ lúc trước Cù Vận Bạch là mỹ nhân hiếm có ở huyện Giang Khẩu, vậy mà hắn lại nhét vào miệng. Đời phụ nữ được mấy năm trẻ trung, cứ không danh không phận với hắn như vậy sao? Kiều Huy không cho là đúng. Bồi ca, tư tưởng này của anh ở năm nào vậy? Thời này quan niệm văn hóa, tư tưởng đều đa nguyên hóa, cần bao dung. Anh muốn sống thế nào cũng được, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không tổn hại lợi ích người khác đều được phép. Chuyện người ta lo, anh lo làm gì? Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Kiều Huy mà nói. Cậu đừng có mà đẩy tư tưởng thối nát này ra xung quanh đó. Ha ha, đều là người trưởng thành rồi, việc này có quản cũng không được. Kiều Huy cười nói. Em coi Triệu Quốc Đống là anh em còn đâu không quan trọng. Cậu ta bao gái cũng được, không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta là anh em và bạn bè. Hơn nữa em thấy Cù Vận Bạch này cũng được, không giống người mà chúng ta nghĩ. Chẳng qua hơi lớn tuổi hơn Quốc Đống một chút, em không biết Quốc Đống còn thích tình chị em. Hừ, Cù Vận Bạch trước là chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, bây giờ là trưởng phòng cục du lịch thành phố, đâu phải phụ nữ bình thường so sánh được. Dương Thiên Bồi từ tốn nó. Triệu Quốc Đống này lúc ở khu khai phát đã có ý đồ gian xảo, không ngờ Cù Vận Bạch cũng bị hắn dụ dỗ mà vào tay. Còn cả Tiểu Âu, mỗi lần lão cổ gặp tôi là thở ngắn than dài, nói có một nam một nữ. Thằng con trai thì kém cỏi, con gái lại muốn làm người phụ nữ không danh phận. Đây không phải do Quốc Đống làm hại sao?
Kiều Huy không thèm để ý mấy việc này, y cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc, phụ nữ thì sao chứ? Bồi ca, anh nói Quốc Đống mang Cù Vận Bạch đến đây làm gì? Nhiều năm không thấy cậu ta mang người phụ nữ nào đến gặp chúng ta, em thấy hôn nhân giữa Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng chỉ là hôn nhân chính trị thì phải. Không biết, đầu óc của Quốc Đống thì chúng ta không thể suy đoán nổi, chẳng qua nếu giống người bình thường thì đã không phải là Triệu Quốc Đống. Cậu ta cũng không thể đi tới hôm nay. Dương Thiên Bồi cũng đang suy nghĩ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua tôi thấy cậu ta muốn giới thiệu tình hình Thiên Phu với Cù Vận Bạch, chẳng lẽ muốn để Cù Vận Bạch thay mặt cậu ta ở Thiên Phu? Lần trước tôi đã nói chuyện với Quốc Đống, nói bây giờ cậu và tôi chủ yếu đặt ở nghiệp vụ, Thiên Phu thiếu một phó tổng giám đốc phụ trách công tác hành chính, cũng hỏi Quốc Đống xem có ai thích hợp không. Chẳng lẽ Quốc Đống muốn Cù Vận Bạch tới? Quốc Đống vốn là cổ đông lớn nhất của Thiên Phu, cũng là trung tâm của Thiên Phu. Có người đại biểu Quốc Đống cũng là việc tốt, chỉ là Cù Vận Bạch không có danh phận gì thì đại biểu cái gì? Kiều Huy nhíu mày nói. Chúng ta biết cô ấy là người của Quốc Đống. Nhưng các cổ đông khác thì không. Bỏ đi, Quốc Đống tự biết tính toán, đến bước đó rồi nói tiếp. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Thật ra đề nghị của Quốc Đống đang để cân nhắc, bây giờ là thời cơ tốt nhất để IE phát triển. Thị trường bất động sản các nơi bắt đầu hồi phụ, mặc dù còn chưa rõ nhưng đợi rõ ràng thì chúng ta sẽ chậm. Chúng ta phải nghiên cứu là tiến thêm nữa. Cậu không phải nói bên Hải Nam bắt đầu đưa ra chính sách thanh lý nhà hỏng sao? Tôi thấy đây là cơ hội để chúng ta tiến về đó. Đề nghị của Dương Thiên Bồi làm mắt Kiều Huy sáng lên. Lần đó nếu không thể thoát khỏi Hải Nam nhờ Triệu Quốc Đống nhắc thì Kiều Huy sao có được ngày hôm nay. Nhưng quay lại Hải Nam vẫn là giấc mơ của Kiều Huy. Xe Desert Print chạy như bay trên đường, Cù Vận Bạch đang rất khó hiểu nên định về nhà hỏi nhưng xem ra Triệu Quốc Đống sẽ chạy ngay về Hoài Khánh. Cù Vận Bạch không nhịn được nói. Quốc Đống! Em hôm nay mang chị gặp bọn họ làm gì? Sao, chị gặp bạn em không được ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Chị là người phụ nữ của em, bọn họ là bạn bè và người anh tốt nhất của em, cũng hợp tác trong sự nghiệp. Đương nhiên đó là công việc bên ngoài mà thôi, em giới thiệu chị với bọn họ là để bọn họ hiểu địa vị của chị trong lòng em. Cù Vận Bạch nghe không khỏi thấy cảm động. Sau khi biết Triệu Quốc Đống rất nhanh sẽ kết hôn, Cù Vận Bạch có cảm giác không nói thành lời. Cô không muốn bị hôn nhân trói buộc, cô thấy hôn nhân là nấm mộ của tình yêu. Cô là người trọng tình cảm, cô không muốn tình cảm bị gì đó trói buộc. Đương nhiên điều này không có nghĩa cô không có suy nghĩ về việc một người phụ nữ khác sẽ làm vợ của Triệu Quốc Đống. Em có phải có suy nghĩ gì không? Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút. Suy nghĩ gì? Tất cả mọi thứ chị đều cho em còn có thể có suy nghĩ gì? Triệu Quốc Đống đưa tay khẽ vuốt ve mặt Cù Vận Bạch. Em chỉ không muốn thấy chị không hài lòng với công việc mà thôi, hay chị đổi sang việc khác. Văn Ngạn Hoa đã được điều sang Cục Giáo dục làm cục trưởng, điều này làm Cù Vận Bạch mất người nói chuyện hòa hợp trong công việc, điều này làm tâm trạng Cù Vận Bạch không tốt. Vị cục trưởng mới tới lại không giỏi về nghiệp vụ, lại thích ra vẻ, mấy lần chỉ trỏ và phê bình công việc của Cù Vận Bạch, điều này làm Cù Vận Bạch cũng chán việc. Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm phát hiện điều này, Cù Vận Bạch cũng không giấu hắn. Vì thế Triệu Quốc Đống mới có ý để Cù Vận Bạch đến Thiên Phu làm phó tổng giám đốc. Bây giờ mảng bất động sản sắp nổ tung, với năng lực quản lý của Cù Vận Bạch thì làm chức phó tổng giám đốc phụ trách công tác hành chính là rất thích hợp. Đổi hoàn cảnh, em muốn chị đến tập đoàn Thiên Phu làm việc. Cù Vận Bạch không phải cô gái mới lớn nhưng vẫn động tâm về sự chăm sóc và quan tâm của Triệu Quốc Đống dành cho mình. Cảm thấy tâm trạng Cù Vận Bạch hơi kích động, Triệu Quốc Đống đi chậm lại rồi dịu dàng nói. Vận Bạch. Chị muốn làm việc ở đâu, làm gì cũng không quan trọng. Chỉ cần chị vui vẻ là được. Vai Cù Vận Bạch run lên, đầu quay sang. Triệu Quốc Đống thấy thế liền vội vàng dừng xe lại ven đường, hắn quay người Cù Vận Bạch lại. Chị sao thế? Không có gì, chị hơi xúc động thôi. Cù Vận Bạch rất hiếm khi rơi lệ trước mặt Triệu Quốc Đống nếu không phải quá xúc động. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, bây giờ trời tối nên đoạn này ít xe nên không phải ngại. Hắn thuận tay ôm lấy Cù Vận Bạch, mặt cô hơi đỏ lên, mặt đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhắm lại làm Triệu Quốc Đống không nhịn được. Hắn thuận thế ôm cô vào lòng, miệng sớm hôn lên môi cô. Hai tay Cù Vận Bạch ôm chặt lấy eo Triệu Quốc Đống, mà Triệu Quốc Đống cũng mãnh liệt hút lấy dịch ngọt trong miệng Cù Vận Bạch, hai tay đã chui vào áo, cởi khóa áo lót mà ra sức oa bóp. Đến khi ánh đèn xe đối diện chiếu tới mới làm hai người tỉnh lại.
Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch không biết hôm nay sao mình lại xúc động như vậy. Lúc này thắt lưng của Triệu Quốc Đống đã được cởi ra, mà váy của Cù Vận Bạch cũng được kéo lên, chiếc quần lót đã sớm bị kéo xuống một nửa lộ ra cặp mông trắng nõn, thiếu chút nữa hai người đã làm trò giữa đồng hoang. Tỉnh tóa lại làm hai người có chút xấu hổ, dù đã quan hệ nhiều lần nhưng hôm nay đúng là khác thường, cũng may khống chế được, nếu bị người thấy thì đúng là xấu hổ chết. Triệu Quốc Đống đưa Cù Vận Bạch về đến biệt thự Thiền Loan rồi lên xe của mình mà chạy thẳng về Hoài Khánh. Mặc dù hắn muốn ở lại với Cù Vận Bạch nhưng nghĩ tới tầm quan trọng của trận chiến này, hắn mà còn chiến tranh ở trên giường thì đúng là không thể nói nổi. Triệu Quốc Đống đành cắn răng nhịn cơn lửa dục mà chạy đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 10, chương 85. Khi Triệu Quốc Đống đi ngang qua nhà hàng Xích Nham thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang lấp lánh ánh đèn. Mấy cảnh sát vũ trang đang lập một đạo cảnh giới ngăn không cho người vào trong. Xung quanh đầy dân chúng đang chỉ trỏ, bàn tán. Xe đi qua cũng chạy chậm lại. Triệu Quốc Đống cũng cố ý hạ cửa sổ xe xuống nghe một chút tình hình. Cục công an ăn gan hùm hay sao mà dám động đến nhà của Mã Tam gia? Đây còn không phải là động sao? Bảo sao Mã Tam gia lại không lộ mặt? Nói chuyện nhỏ thôi, đừng tự chuốc phiền phức. Mấy người đang nhỏ giọng bàn tán. Đột nhiên đám người trở nên sao động, Triệu Quốc Đống dừng xe rồi thò cổ ra ngoài xem. Các xe khác cũng ngừng lại, một đám cô gái ăn mặc thiếu vải bị cảnh sát áp giải ra, thấy nhiều dân chúng bên ngoài như vậy liền vội vàng buông tóc che mặt hoặc đưa tay lên che mặt. Xe áp tải đầy phụ nữ, ba nữ cuộc sống lên xe cuối cùng chỉ có thể đứng ở cửa. Triệu Quốc Đống thấy một ả đang bị hai nữ cảnh sát đẩy lên mà vẫn không ngừng la mắng đòi gọi điện. Xem ra lần này cục công an đã chuẩn bị khá đầy đủ. Mấy điểm đồng loạt ra tay. Lý Trường Giang đã hạ quyết tâm, Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Theo dòng xe chuyển động, Triệu Quốc Đống cũng lên đường. Vào trụ sở cục công an Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống cảm nhận không khí hơi khách. Đội cảnh sát hình sự không nằm chung ở đây mà nằm ở tòa nhà 3 tầng phía sau. Trong bãi đỗ xe hầu hết là xe Santana cùng Zeta đã khá cũ, ngoài ra cũng có một hai xe Audi, Camry chắc là lấy xe của đám buôn lậu. Lão Điền, thế nào rồi? Triệu Quốc Đống vừa lên lầu thì gặp Phó Cục trưởng Điền Nhai. Mọi người đang thẩm vấn, bắt được 3 người tham gia đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cơ giới. Trong 3 người có 2 người đã khai, nhưng bọn họ chỉ nói được một người tên Triệu Lão Ngũ thuê. Điền Nhai cùng Triệu Quốc Đống lên tầng 3 và vào phòng họp nhỏ. Triệu Lão Ngũ là ai? Triệu Lão Ngũ là một đàn em đắc lực của Mã Cam Sương, chủ yếu phụ trách bên công ty thu mua phế liệu. Cũng là kẻ hay vào tù ra tội. Mấy người lão đằng đã dẫn người đi bắt y, nhưng có lẽ bắt thì cũng không nhận. Hơn nữa nếu không đùn đẩy được thì y cũng sẽ nhận hết trách nhiệm vào mình mà không bán đứng Mã Cam Sương. Bọn họ biết chỉ cần Mã Cam Sương còn thì bọn họ sẽ sống, Mã Cam Sương mà đi thì bọn họ cũng không còn hy vọng gì. Triệu Quốc Đống gật đầu ngồi xuống. Đó là tất nhiên, đám người đã vào tù đều có kinh nghiệm chống đối thẩm vấn. Thị trưởng Triệu, vấn đề nằm ở chuyện nhà máy cơ giới không có hậu quả gì, y nếu chết không thừa nhận thì chúng ta cũng không có biện pháp. Điền Nhai thở dài nói. Bây giờ phải xem có thể đột phá từ công ty phế liệu kia không. Đây là mảng Triệu Lão Ngũ phụ trách, chỉ cần đột phá được thì tội danh của y sẽ xác định, không sợ y nhảy loạn. Lão Điền, có áp lực gì không? Triệu Quốc Đống thấy mặt Điền Nhai đang nặng nề và không ngừng hút thuốc nên hỏi. Thị trưởng Triệu, không có áp lực là nói dối. Bản thân Mã Cam Sương không là gì nhưng dính dáng không ít người. Nếu như bên trên không ai khiêng được thì chúng tôi vừa bị mắng, còn đắc tội người, sau này đều ăn cơm trong chính quyền, ngẩng đầu cúi mặt đều thấy, khó tránh khỏi đôi khi nhờ đến người. Điền Nhai lắc đầu nói. Tôi hiểu, cho nên tôi mới nói phải làm thật tốt. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ mà nói. Bắt riêng Triệu Lão Ngũ thì sợ không được, y chỉ là kẻ bán mạng làm thuê mà thôi. Mã Cam Sương có thể thoát tội không? Thị trưởng Triệu, nghe nói ngài cũng từng làm cảnh sát, ngài cũng biết muốn hình thành thì phải có đủ chứng cứ, chỉ riêng khẩu cung của một hai người là không ăn thua. Nếu chứng cứ không đầy đủ thì chỉ có thể thả người. Điền Nhai cười khổ nói. Hừ, anh mà không ép y khai được thì nhiều chuyện không thể rõ. Y ở bên ngoài và ở bên trong là khác, sức ảnh hưởng cũng khác hẳn. Triệu Quốc Đống không đồng ý với quan điểm của Điền Nhai. Anh mà bắt được Mã Cam Sương thì sẽ có nhiều người nghĩ đảng ủy, chính quyền thị xã thực sự làm, phải có chứng cứ thì mới dám làm như vậy. Nhiều chuyện vốn không rõ thì sau sẽ trồi lên mặt nước.
Nếu Mã Cam Sương vẫn ở ngoài dương nanh múa vuốt, dân chúng sẽ cảm thấy chuyện này có vấn đề thì sao dám đi tố cáo y. Điền Nhai cũng phải thừa nhận lời Triệu Quốc Đống nói là thật. Chuyện phi thường cũng phải dùng thủ đoạn phi thường, thắng bại mới là thứ luận anh hùng. Chỉ cần có thể làm xong thì không cần biết anh dùng cách nào cũng là thành công. Điện thoại của Điền Nhai vang lên. Ừ, bắt được 4 đôi đang mua bán mại dâm. Ừ, còn cả hít ma túy. Mã Cam Sương không có đó sao? Là tình nhân của y. Ừ, tôi biết rồi, lập tức ghi thành tài liệu, mời ban pháp chế đi theo, tạm giam hết, đúng, chú ý để phòng bọn chúng mớm cung nhau. Lão Điền, nhà hàng Xích Nham xong rồi chứ? Triệu Quốc Đống cũng đoán được bên kia gọi tới. Hiện trường bắt được 4 đôi mua bán dâm, còn cả người hút thuốc phiện coi như thành công. Chẳng qua nơi này vốn do tình nhân của Mã Cam Sương quản lý, còn phải đợi thẩm vấn. Điền Nhai biết vụ án như thế này có tính co giãn, phải xem kẻ bị bắt khai ra sao. Khổng Kính Nguyên nhận được điện thoại mà rất giật mình. Y cố gắng muốn đứng vững nhưng đầu óc mơ hồ, người phụ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lại nhưng lại bị hắn vung tay đuổi. Cút! Ả phụ nữ hoảng hốt mặc váy ngủ, cầm đồ lót và cặp rồi vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Khổng Kính Nguyên cảm thấy giọng mình thoáng cái trở nên khàn đục. Rốt cuộc là sao? Anh không phải có nhiều người ở cục công an sao? Mẹ nó chứ, Lý Trường Giang là thằng chó, dẫn đội đều là người của đội cảnh sát hình sự, điều người toàn bên phân cục Khánh Châu. Tôi hỏi không ít người, bọn họ không biết việc này. Đầu bên kia tức giận nói. Thằng chó Lý Trường Giang nhất định là nhằm vào tôi muốn liều mạng với chúng. Dư Lâm không biết sao. Khổng Kính Nguyên cố gắng lấy bình tĩnh mà nói. Mã Cam Sương xong đời đã là gì, vấn đề nằm ở chỗ cải cách nhà máy cơ giới đang vào giai đoạn cuối cùng. Hà Chiếu Thành đã đồng ý để tập đoàn Gia Hoa mua lại, tuần sau có thể sẽ ký kết, có thể nói thằng Lợi đã ngay trước mặt. Chỉ cần ký hợp đồng thì mọi thứ sẽ xong. Thật lòng mà nói Mã Cam Sương có xong đời cũng không ảnh hưởng tới cải cách nhà máy cơ giới. Nhưng Khổng Kính Nguyên biết Lý Trường Giang không to gan như vậy, không có người sau lưng xui khiến thì sao dám làm. Trần Anh Lộc, có thể nhưng không quá lớn. Với sự gian xảo của Trần Anh Lộc thì chuyện này không dễ dàng tỏ thái độ. Đàm Lập Phong càng không thể vì đối phương không rõ về việc cải cách nhà máy cơ giới, cũng không thể xen vào. Chỉ có Triệu Quốc Đống, cũng chỉ hắn mới dám làm như vậy. Dư Lâm lên tỉnh chưa về, tôi vừa gọi điện, y lập tức sẽ về. Mã Cam Sương bên kia rất lo lắng nói. Khổng ca, chuyện này anh phải giúp tôi một chút. Tôi giúp anh, bây giờ tôi giúp như thế nào? Khổng Kính Nguyên rất tức giận nói. Mình đã sớm nhắc Mã Cam Sương đừng dính vào mấy trò đó. Đi vào đường ngay còn thích dở trò. Bên công ty vận chuyển mình đã giúp hắn như thế còn chưa đủ sao, còn muốn nhận tất cả công trình, không cho người ta ăn chút nào sao. Bên công ty phế liệu thì không cần phải nói sợ vấn đề càng lớn hơn nữa. Nghĩ vậy Khổng Kính Nguyên cũng có chút lo lắng. Nếu như không phải không tìm được người thích hợp để áp chế đám ngoan cố của nhà máy cơ giới, Khổng Kính Nguyên cũng không muốn Mã Cam Sương xen vào việc này. Anh gọi cho Lưu Liên Sương chưa? Khổng Kính Nguyên dần bình tĩnh lại, Mã Cam Sương đầu tiên chạy khỏi Hoài Khánh, chuyện nhà máy cơ giới phải tiếp tục đẩy nhanh, chỉ cần cải cách nhà máy cơ giới thành công thì mọi việc sẽ dễ nói. Để Mã Cam Sương ở ngoài nửa năm là xong, bên này mình và Lưu Liên Sương sẽ dần giải quyết. Gọi rồi nhưng bí thư Lưu không nghe, không biết có phải uống nhiều nên say không. Mã Cam Sương nghiến răng nghiến lợi mà nói, đúng lúc quan trọng mà những người này đều sợ sệt, co vòi không phải muốn mình chết sao. Đừng có đẩy mình tới bước cuối, nếu không tất cả đều chết. Cam Sương, anh đừng lo quá. Tôi vốn nhắc anh rồi, đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật mà anh không nghe. Khổng Kính Nguyên một bên an ủi một bên suy nghĩ. Tôi thấy như thế này, anh ra ngoài tránh một chút, tôi biết anh có bố trí ở bên ngoài, chuyện cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Chúng ta xử lý xong việc nhà máy cơ giới, sau đây ký kết là xong. Khổng ca, anh nói cũng như không. Tôi bây giờ đã như vậy mà còn không phải chuyện gấp sao? Mã Cam Sương lạnh lùng nói. Cam Sương, chuyện nhà máy cơ giới không phải có một phần của anh sao? Hộ chiếu anh đã cầm, tiêu hóa hết nhà máy cơ giới chỉ là 1-2 năm, chúng ta có thể bay cao bay xa. Hơn nữa bây giờ đã như thế, chuyện của anh là rất rõ ràng thì sao có thể giải quyết ngay được? Khổng Kính Nguyên thản nhiên nói. Anh yên tâm, có tôi và Lão Lưu thì bọn chúng chỉ cần không tìm được anh là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Anh em của anh nếu không khai thì không phải đơn giản sao? Khổng ca, tôi tin anh một lần,
tôi ra ngoài tránh một chút nhưng phải cho tôi thời gian chính xác. Một tháng, ba tháng, nửa năm hay một năm? Một tháng là không được, tốt nhất là nửa năm, tôi sẽ hoạt động một chút. Lão Lưu cũng là bí thư đảng ủy chính pháp, đàn em của anh dính vào việc đó nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, phải xem làm như thế nào. Chỉ cần cắn chặt miệng không thừa nhận là không sợ, anh ra ngoài tránh một chút, trong thời gian này tốt nhất đừng gọi điện, chờ tuần nữa hãy gọi. Đám cục công an chỉ có thể tạm giam một thời gian, không điều tra được sẽ phải thả người mà. Được, tôi nghe anh. Khổng ca, chúng ta buộc vào một sợi dây, tôi không thoát, anh không thoát được phải không? Mã Cam Sương nói với giọng uy hiếp. Tôi tốt, mọi người đều tốt, nếu không thì. Quyển 10, chương 86. Một đêm không ngủ nhưng Triệu Quốc Đống cũng không quá mệt. Triệu Lão Ngũ đã không thể chạy thoát, cục công an bố trí khá hoàn hảo. Trong kho của công ty phế liệu đã thu được hơn 20 tấn thép vuông, giá trên 100.000 tệ. Căn cứ phân tích nhất định đến từ nhà máy cơ khí nặng Trung Nam, đây đều là những thứ nửa mới nửa cũ, cũng có thể sử dụng thì sao lại thành sắt vụn như vậy. Triệu Lão Ngũ cũng không thể nói rõ. Kiểm tra sổ sách của công ty thì không có ghi chép gì về số sắt này, tất nhiên nó có lai lịch đáng nghi. Mà khi liên lạc với nhà máy Trung Nam lại thấy không có quá nhiều thép vuông bị trộm. Điều này làm đội cảnh sát hình sự rất ngạc nhiên. Chẳng qua bọn họ đã nhanh chóng tìm được điểm đột phá, một nhân viên làm thuê của công ty phế liệu phản ánh từng thấy một xe ô tô chạy tới kho và chuyển thép xuống. Căn cứ đầu mối, cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm được lái xe tải kia, vừa thấy cảnh sát hình sự tới, lái xe mặt mày tái mét và nhanh chóng khai ra rằng nhân viên trong nhà máy cùng với bảo vệ cấu kết để bán thép ra ngoài. Cảnh sát liền hành động cả đêm, trời vừa tối liền bắt 7 kẻ tình nghi trộm thép. Mà một tổ khác cũng gọi thêm 2 kế toán của nhà máy này đến, lấy được chứng cứ quyết định. Căn cứ theo lời khai thì Triệu Lão Ngũ không chỉ là người tiêu thụ đồ ăn cắp mà còn là người chủ mưu và kế hoạch. Y tự mình bố trí làm như thế nào để trộm linh kiện và sắt thép, sau đó lợi dụng bảo vệ dẫn một tên bảo vệ ngoài cửa rời đi để xe tải chạy ra. Mấy vụ án này kéo dài hơn 2 năm, số sắt thép thu được dự tính cũng trên 100 tấn, có giá trên 500 ngàn. Phá được vụ án này làm Triệu Quốc Đống rất vui mừng. Nhưng quan trọng nhất là vụ án này có thể bao chặt lấy Triệu Lão Ngũ. Mặc dù chỉ là khẩu cung nhưng căn cứ chứng cứ nắm giữ thì cũng đủ để hình thành một dây chuyền để bao chặt lấy y. Có những điều này để đột phá và khiến Triệu Lão Ngũ khai ra xe dê hơn nhiều. Nếu không y cứ ngậm miệng việc mình đe dọa người nhà nhân viên nhà máy cơ giới, không khai Mã Cam Sương ra thì vấn đề sẽ khó có thể tiếp tục. Đến khi trời sáng Triệu Quốc Đống mới ra khỏi phòng hội nghị thì gặp Đằng Hoa Minh hai mắt tuy đỏ bừng nhưng đầy hưng phấn. Cả hành động do Võ Tiến Ba tổ chức nhưng người chỉ huy ở hiện trường lại là Đằng Hoa Minh. Lần này y đã đạt được thành quả không nhỏ. Triệu Quốc Đống thấy xung quanh không có ai liền kéo Đằng Hoa Minh vào phòng họp. Lão Đằng, sau đây anh định làm gì? Cái này phải xem ý đồ của lãnh đạo, chỉ riêng vật chứng đã là con số lớn, không ai có thể bao che được. Hơn nữa nhà máy Trung Nam là nhà máy trực thuộc tinh, nếu muốn bọn họ ngậm miệng là không dễ. Đằng Hoa Minh khẽ cười nói. Nhà hàng Xích Nham thì vừa nặng vừa nhẹ, chủ yếu xem người làm chứng và người bị hại có thái độ như thế nào. Nếu bọn họ kiện cáo nhiều thì chuyện này phải tra tiếp. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu ý của Đằng Hoa Minh, mấy chuyện này chủ yếu là do khẩu cung mày hình thành chứng cứ, mà khẩu cung của mấy nhân vật quan trọng kia là rất cần thiết, phải lập tức làm xong mới được. Chỉ có bên công ty phế liệu là làm khá tốt, một buổi tối đã bắt hết những người cần bắt, chứng cứ cũng đầy đủ. Chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến Triệu Lão Ngũ bị tù chung thân. Bây giờ xem đối phương cứng miệng được đến bao giờ mà thôi. Lão Đằng, vụ án này giao cho anh, tôi tin anh có biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa còn phải nhanh. Triệu Quốc Đống không nói nhiều. Có gì cần thì gọi điện cho tôi. Ba công ty lớn của Mã Cam Sương trong nháy mắt đã bị đánh úp, điều này tạo thành chấn động rất lớn ở Hoài Khánh. Đối với dân chúng bình thường của Hoài Khánh mà nói sức ảnh hưởng của nó thậm chí còn lớn hơn cả vụ án cổ Diệu Hoa mang tới. Dù sao tin tức quan chức ngã ngựa không quá nhiều người biết. Nhưng Mã Cam Sương lại khác, là một trong ba người nổi tiếng ở Hoài Khánh. Anh có thể không biết bí thư thị ủy, thị trưởng là ai nhưng anh không thể không biết Mã Cam Sương là ai. Ai cũng không biết Mã Cam Sương bị diệt có nguyên nhân gì, nhưng rất nhanh có lời đồn đãi truyền ra. Mã Cam Sương làm mất lòng phó thị trưởng thường trực Triệu Quốc Đống, hơn nữa còn nói cả việc Triệu Quốc Đống gặp sự đối xử lạnh nhạt ở nhà hàng Xích Nham, trong đợt thu hồi nợ vừa rồi cũng bị Mã Cam Sương làm khó dễ nên cuối cùng mới có thể thu được nợ.
Hai chuyện này làm Triệu Quốc Đống rất tức giận cho nên mới quyết định xử lý Mã Cam Xương. Đối với việc thế lực của Mã Cam Xương bị ngã làm cho nhiều người lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng có không ít câu hỏi đặt ra. Chính là bản thân Mã Cam Xương không bắt được, chuyện này rốt cuộc có xử lý tốt được hay không là phải xem khí phách của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh. Tất nhiên Mã Cam Xương nhận được điện thoại nên mới kịp thoát khỏi nhà trước 5 phút khi người của Cục Công an ập vào bắt giữ. Nói cách khác khi cảnh sát có hành động thì Mã Cam Xương nhận được tin tức mà thoát. Thanh tra Cục Công an thị xã đang nhanh chóng triển khai điều tra rõ vụ việc này. Chẳng qua làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên chính là sáng hôm sau trong hội nghị thường trực ủy ban thì lại rất bình thường. Hà Chiếu Thành chỉ hỏi qua Lý Trường Giang về tiến triển vụ án, cũng không hỏi nhiều. Mà Khổng Kính Nguyên thậm chí không hỏi gì giống như Mã Cam Xương không có quan hệ gì đối với y vậy. Nhưng trong việc nhanh chóng ký kết hiệp định cải cách nhà máy cơ giới thì Khổng Kính Nguyên vẫn giữ thái độ kiên quyết và được Hà Chiếu Thành toàn lực ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy được vấn đề mấu chốt, tất nhiên là Khổng Kính Nguyên đã chuẩn bị tư tưởng, thậm chí Mã Cam Xương bị diệt cũng không ảnh hưởng đến việc y đẩy mạnh việc này. Chẳng qua hắn bây giờ không tìm được lý do thích hợp ngăn cản tập đoàn Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ đã từ chối đàm phán. Bọn họ cho rằng căn cứ theo đánh giá về tài sản cố định của nhà máy cơ giới thì giá cả mà ủy ban thị xã Hoài Khánh đòi là không thể chấp nhận. Xem ra Khổng Kính Nguyên hạ quyết tâm muốn đưa nhà máy cơ giới cho tập đoàn Gia Hoa. Hừ, Toàn Hữu, tôi có thể khẳng định đây là cái bẫy. Triệu Quốc Đống đi quanh phòng mà nói. Anh biết không, tôi đã thấy mấy đại biểu của tập đoàn Gia Hoa, trong đó có hai người tôi gặp đợt Tết, bọn họ lúc ấy đi cùng Khổng Kính Nguyên. Quế Toàn Hữu nói. Nhưng điều này có thể nói rõ cái gì? Tập đoàn Gia Hoa này vốn do thị trưởng Khổng giới thiệu tới, y quen là bình thường. Hơn nữa từ phương án và hợp đồng đặt ra thì không có mấy vấn đề. Duy nhất chính là các điều khoản khá mơ hồ nhưng nó không quá quan trọng, tất cả đều là do chính quyền thị xã chứng thực mà thôi. Tôi lo chính là thị trưởng Khổng tiếp tục phụ trách mảng công nghiệp mà thị trưởng Hà cưỡi hổ khó xuống nên phải tiếp tục đẩy mạnh. Nếu đã ký kết thì tập đoàn Gia Hoa có thể dùng đủ loại thủ đoạn mà ép chính quyền phải giúp bọn họ. Ví dụ như vấn đề đất, vay vốn ngân hàng, thị trưởng Hà là người muốn mặt mũi, cải cách là do một tay y xúc tiến nên không muốn nhà máy cơ giới một lần nữa rơi vào khó khăn. Mà trong hợp đồng cũng có điều khoản chính quyền toàn lực ủng hộ, không chừng nó sẽ biến thành những thứ có lợi cho tập đoàn Gia Hoa. Triệu Quốc Đống đập bàn mà nói. Đúng, tôi lo chính là điều này. Khổng Kính Nguyên đã lộ đầu ra. Đưa ra ý kiến vì tạo không gian phát triển lớn hơn nữa cho nhà máy cơ giới nên đề nghị sau này cân nhắc di rời nhà máy cơ giới. Chính quyền thị xã có thể ủng hộ về đất, hừ, vậy còn khu đất kia thì sao? Dùng vào sản xuất công nghiệp hay là nhà thương mại, tôi dám cá bọn họ đã sớm tính kỹ. Bây giờ quan trọng nhất là có thể ngăn cản được việc ký hợp đồng không? Quế Toàn Hữu nói. Làm như thế nào ngăn cản? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Không phải không có biện pháp nhưng từ thị xã là khá khó khăn, nếu như. Triệu Quốc Đống hiểu ý rồi gật đầu. Quyền 10, chương 87. Ân Cảnh Tùng nhìn vào văn bản mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy gửi xuống và bức thư tố cáo mà Ủy ban Kỷ luật nhận được. Xem ra việc cải cách nhà máy cơ giới càng lúc càng lớn chuyện này khó giải quyết. Nội dung rất đơn giản, tố cáo việc thống kê tài sản nhà máy cơ giới có chuyện, nhà máy đã cấu kết với bên kiểm toán để định giá thấp nhà máy. Đồng thời cũng tố cáo việc lãnh đạo nhà máy cấu kết với khách hàng nhằm làm chậm việc thanh toán tiền hàng. Tiền thu về cũng không đưa vào sổ sách, lãnh đạo nhà máy tự nuốt khiến tài sản quốc gia bị tổn thất nặng nề. Cái mũ này rất lớn, cũng đưa ra không ít chứng cứ. Vấn đề nằm ở chỗ bây giờ sắp ký hợp đồng về việc cải cách thì sự phản ánh này khá đột ngột theo lý thuyết việc này không cần để ý. Trước đó Ủy ban Kỷ luật đã tham gia điều tra việc cải cách nhà máy cơ giới nhưng không tra ra điều gì. Nhưng Ân Cảnh Tùng không thể không coi trọng việc này. Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Lưu Vĩnh Đào tự mình đưa ra ý kiến yêu cầu Ủy ban Kỷ luật Hoài Khánh phải cao độ coi trọng, nhất là bây giờ vấn đề cải cách công ty nhà nước đang rất nóng thì càng phải đối đãi cẩn thận. Một nguyên nhân khác là Ân Cảnh Tùng cũng thấy một chi tiết đó là cùng ngày Lưu Vĩnh Đào ghi ý kiến vào đơn tố cáo, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng thông báo đến Ủy ban Kỷ luật Hoài Khánh lên nhận thư này về, hơn nữa Chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng chuyên môn gọi cho y. Chi tiết nhỏ này làm Ân Cảnh Tùng phải suy nghĩ rất kỹ. Điều này nói rõ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng. Nhưng nếu muốn điều tra thì nhất định không thể chỉ từ mấy vấn đề trước đây mà làm, như vậy sẽ không có hiệu quả.
hơn nữa bây giờ sắp ký kết hợp đồng thì bí thư Trần cùng thị trưởng Hà sẽ thấy như thế nào. Ân Cảnh Tùng đứng lên đi qua đi lại cân nhắc xem nên xử lý việc này như thế nào. Không thể ỉm chuyện này đi, mặc kệ bí thư Trần cùng thị trưởng Hà nghĩ như thế nào, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã gửi xuống, chủ nhiệm Liễu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra thì nhất định phải tra. Ân Cảnh Tùng cầm đơn tố cáo và nghĩ phải đến gặp Trần Anh Lộc, chuyện này phải do Trần Anh Lộc quyết định. Trần Anh Lộc nghe xong Ân Cảnh Tùng báo cáo, lại nhìn ý kiến mà Lưu Vĩnh Đào phê vào đó. Cải cách nhà máy cơ giới đã gây tranh cãi lớn, không chỉ là trong phạm vi nhà máy. Nếu chỉ trong nhà máy thì rất bình thường vì nó dính tới lợi ích của hơn ngàn người, không có ý kiến thống nhất là bình thường. Chỉ cần việc này phù hợp quy định pháp luật là không sao. Nhưng bên trong thị xã cũng có ý kiến khác nhau về việc này. Triệu Quốc Đống không ngừng đưa ra dị nghị về tập đoàn Gia Hoa, cho rằng tập đoàn Gia Hoa khó có thể khiến nhà máy cơ giới khôi phục lại, lo rằng một khi không thay đổi được cục diện thì gánh nặng sẽ một lần nữa dồn lên người thị xã, hơn nữa tình hình càng khó coi hơn nữa. Mà Khổng Kính Nguyên cũng cho rằng tư tưởng của Triệu Quốc Đống nhỏ nhen, có thành kiến với công ty tư nhân. Khi không có chứng cứ gì mà lại đánh giá như vậy, đây là phán đoán chủ quan, không có lý lẽ. Hai người đã tranh cãi với nhau trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy, Hà Chiếu Thành ủng hộ Khổng Kính Nguyên, Triệu Quốc Đống thành phái ít. Hội nghị thường trực ủy ban đã thông qua ý kiến để tập đoàn Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới. Hội nghị thường vụ thị ủy cũng lập tức nghiên cứu, có lẽ đến bây giờ là không vấn đề gì. Lão Ân, anh nói xem mình có suy nghĩ như thế nào. Trần Anh Lộc nhìn đi nhìn lại ý kiến của Lưu Vĩnh Đào. Bí thư Trần, về phản ánh này thì trước đó ủy ban kỷ luật đã điều tra nhưng nói thật chỉ lấy lệ, hơn nữa thị trưởng Khổng cũng có ý kiến cho rằng công việc của ủy ban kỷ luật ảnh hưởng đến việc cải cách cho nên không tra ra vấn đề gì. Ân Cảnh Tùng nhấp ngụm nước rồi nói tiếp. Tôi không thể chắc chắn việc cải cách nhà máy cơ giới có vấn đề gì không. Bởi vì không thể được thỏa mãn lợi ích mà gây ảnh hưởng đến cải cách đã có không ít ví dụ. Nhưng lần này chủ nhiệm Liễu tự phê ý kiến, ngài xem thời gian thì thấy rất gấp. Điều này chứng minh ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất coi trọng. Thêm cả việc hiện nay quốc gia đang có nhiều tranh cãi về cải cách công ty nhà nước, cũng có ý kiến về tổn thất tài sản quốc gia cho nên tôi cảm thấy chúng ta cần thận trọng. Ừ, bây giờ đang có tranh cãi lớn về tổn thất tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước, có người ủng hộ kiên trì tiến hành theo phương hướng chính sách mà Trung ương đã xác định, nhưng chúng ta cũng cần phải có thái độ thận trọng, đề phòng những kẻ lợi dụng việc này mà khiến tài sản quốc gia tổn thất. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Ý của anh là tạm thời hoãn việc ký kết chờ điều tra xong rồi tính tiếp. Ý của tôi là như vậy, nhưng sợ phải trao đổi với thị trưởng Hà cùng thị trưởng Khổng. Mời bọn họ trao đổi với bên tập đoàn Gia Hoa tránh cho họ hiểu lầm, ảnh hưởng đến tiến trình cải cách nhà máy cơ giới. Ân Cảnh Tùng nhìn Trần Anh Lộc rồi nói. Đương nhiên đây là ý của riêng tôi, còn phải xem ý kiến của ngài. Trần Anh Lộc cũng có chút do dự. Chuyện đã được thông qua trong hội nghị thường trực ủy ban mà gác lại, Hà Chiếu Thành và Khổng Kính Nguyên nhất định không đồng ý. Hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến tính tích cực của tập đoàn Gia Hoa. Nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy coi trọng như vậy, nếu không đưa ra câu trả lời rõ ràng là không đủ. Như vậy đi, tôi sẽ sang nói chuyện với Lão Hà, Lão Khổng, bên này anh lập tức tổ chức đội có năng lực, điều tra từng vấn đề một cách cụ thể nhưng phải nhanh. Trần Anh Lộc dừng một chút rồi nói tiếp. Lúc cần thiết tôi sẽ ra mặt giải thích với tập đoàn Gia Hoa. Bí thư Trần, vấn đề phản ánh trong thư đều có nhiều vấn đề ở bên ngoài, người của ủy ban kỷ luật chúng tôi sợ khó có thể đảm nhiệm. Anh cần lấy người ở đâu thì cứ điều động, công an, viện kiểm sát thì anh đến nói chuyện với Lão Đàm, Lão Lý, chú ý phải chọn người có năng lực. Câu cuối cùng của Trần Anh Lộc làm Ân Cảnh Tùng gật đầu hiểu ý. Mã Cam Sương chạy thoát thì cục công an đã báo cáo lên ủy ban kỷ luật. Một vị phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cục công an nghi ngờ là báo tin. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đã chính thức tham gia điều tra. Vụ án của Mã Cam Sương dính tới không ít nhân viên hệ thống chính pháp, ngoài cục công an thị xã thì còn có một vị phó chi cục trưởng phân cục Hoài Châu nghe nói cũng dính vào. Thị trưởng Hà, tôi không đồng ý với ý kiến của bí thư Hà. Trước đó ủy ban kỷ luật đã điều tra mấy vấn đề này, đều là thứ không có căn cứ. Bây giờ ủy ban kỷ luật chuyển xuống đơn tố cáo rồi điều tra lại, như vậy không phải coi cải cách là trò đùa sao? Khổng Kính Nguyên ra vẻ tức giận nói. Đây là làm loạn, một bức thư có thể khiến bao công tác trước đó dừng lại, tập đoàn Gia Hoa nghĩ như thế nào? Cán bộ nhà máy sẽ nghĩ như thế nào? Hà Chiếu Thành cũng có chút khó chịu,
Khi Trần Anh Lộc trao đổi với y cũng nói điều tra có thể nhưng không ảnh hưởng đến việc ký kết, nhưng Trần Anh Lộc đã giải thích hết lời, cũng nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất chú trọng. Nếu tập đoàn Gia Hoa thật sự muốn mua nhà máy cơ giới thì tạm thời dừng lại cũng không ảnh hưởng đến thái độ của bọn họ. Hà Chiếu Thành đành phải miễn cưỡng đồng ý với quan điểm của Trần Anh Lộc. Lão Khổng, không nên kích động, đây cũng không có gì mà, kéo dài một chút thôi. Anh Sang giải thích với Gia Hoa, không được thì tôi và Bí Thư Trần sẽ ra mặt trao đổi. Hà Chiếu Thành nói, Ủy ban Kỷ luật cũng có suy nghĩ của bọn họ, bên chính quyền phải tôn trọng. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, để Ủy ban Kỷ luật điều tra cũng làm cho một số tên muốn gây khó dễ bỏ hết ý đồ xấu, nghĩ rằng như vậy có thể ngăn cản xu thế sao? Khổng Kính Nguyên cười khổ một tiếng, xem ra Hà Chiếu Thành rất tôn trọng Ủy ban Kỷ luật. Đây đâu phải ý đồ của Ủy ban Kỷ luật, rõ ràng là có người gây khó dễ. Điều Khổng Kính Nguyên lo nhất không phải là Ủy ban Kỷ luật điều tra lần nữa. Chỉ bằng đám người của Ủy ban Kỷ luật thì cho 3 tháng cũng không làm ra gì. Y lo chính là Ân Cảnh Tùng mượn lực lượng từ ngoài đến. Bên cảnh sát và viện kiểm sát đều có người giỏi về mảng kinh tế, bọn họ như chó săn, thứ gì rơi vào tay đều có thể đánh hơi được. Hơn nữa đám người này một khi thấy mùi sẽ cắn chặt không buông, lúc ấy mà muốn dùng sức từ ngoài đè xuống sẽ nguy hiểm hơn nữa. Khổng Kính Nguyên lo nhất là Ân Cảnh Tùng mượn người. Rất nguy hiểm, Khổng Kính Nguyên hít sâu một hơi. Không trông mong được vào Hà Chiếu Thành, y chỉ có thể để đám người nào đó tranh thủ thời gian giúp mình, mà bên này cũng phải bàn với Chu Đức Siêu để y bố trí ổn thỏa. Quyển 10, chương 88. Hoài Khánh rất nhanh nhận được áp lực từ trên tỉnh truyền tới. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên hỏi về tiến độ cải cách của nhà máy cơ giới, hy vọng Hoài Khánh bài trừ quấy nhiễu, đẩy nhanh tiến độ. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Phan Viên Chiêu càng đến Hoài Khánh kiểm tra công tác phát triển kinh tế liền nói chuyện với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành, Lương Khải Sơn về việc mạnh mẽ ủng hộ cải cách công ty nhà nước, phải có thái độ kiên quyết với những kẻ ngăn cản cải cách. Đảng ủy, ủy ban, Đại hội đại biểu Nhân dân cần có can đảm bật đèn xanh cho cải cách, đưa ra ủng hộ trong việc cải cách. Bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh cũng có ý kiến quan tâm việc cải cách nhà máy cơ giới của Hoài Khánh, cũng đưa ra ý kiến chỉ vì một bức thư tố cáo mà khiến việc này bị cản xuống, đề nghị đảng ủy, chính quyền các nơi phải đối xử ngang nhau giữa công ty nhà nước, công ty liên doanh và công ty tư nhân, hơn nữa phải tạo điều kiện tốt đẹp giúp kinh tế tư nhân phát triển. Trong lúc nhất thời Trần Anh Lộc liền thấy áp lực lớn. Phó Chủ tịch tỉnh Tần nói loại trừ quấy nhiễu khiến Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Cái gì là quấy nhiễu? Nguyên nhân khách quan là quấy nhiễu, nhân tố chủ quan cũng vậy, nhưng lúc này nói ra thì Trần Anh Lộc thấy chính là nhằm vào chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Lưu Vĩnh Đào. Đương nhiên ảo diện trong đó không ai chính mồm nói ra. Phan Viên Chiêu tỏ thái độ càng rõ ràng hơn, nói thẳng phải loại trừ tư tưởng hẹp hòi, tạo hoàn cảnh tốt để công ty tư nhân mua lại công ty nhà nước. Hơn nữa còn phê bình hiện tượng khiến quá trình cải cách nhà máy cơ giới chậm đi, điều này làm Trần Anh Lộc rất xấu hổ. Khi Phan Viên Chiêu làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì Trần Anh Lộc còn là phó thị trưởng thường trực Lam Sơn, y lên chức thành thị trưởng khi Phan Viên Chiêu còn đương chức. Đương nhiên không phải Phan Viên Chiêu có ơn với Trần Anh Lộc, nhưng cũng nói giúp một câu. Lúc ấy có một đối thủ rất mạnh cạnh tranh với y, cuối cùng do Phan Viên Chiêu có đánh giá tốt về Trần Anh Lộc, trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chọn thị trưởng Lam Sơn, Phan Viên Chiêu toàn lực ủng hộ Trần Anh Lộc nên Trần Anh Lộc đã thắng. Phan Viên Chiêu trước mặt Trần Anh Lộc cũng không e ngại nhiều nên nói rất thẳng. Bên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh càng làm xôn xao về tác dụng của công ty tư nhân trong việc cải cách công ty nhà nước, điểm này cũng khiến Trần Anh Lộc gặp không ít ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng đứng phía sau Khổng Kính Nguyên là rất lớn. Tần Hạo Nghiên, Phan Viên Chiêu cùng một vị phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh đều nhảy ra nói giúp tập đoàn Gia Hoa, còn chụp cái mũ rất lớn. Tư tưởng hẹp hòi, phân biệt đối xử với công ty tư nhân, cách nói này theo lý là chính xác nhưng dùng trong một vấn đề cụ thể lại khác. Đây là ý kiến mà Triệu Quốc Đống đưa ra khi báo cáo với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cũng đồng ý với Triệu Quốc Đống, nhưng vấn đề bây giờ chính là trên tỉnh có ý kiến về đợt cải cách nhà máy trực thuộc thị xã đầu tiên của Hoài Khánh, có thể nói ngoài mấy vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chưa tỏ thái độ ra thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại hội đại biểu Nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đều có người đưa ý kiến. Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc gặp áp lực lớn, muốn bài trừ vấn đề khó khăn thì phải xem kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Ân Cảnh Tùng đã rất quyết đoán lấy thêm người của bên Cục Công an,
kiểm toán vào tổ công tác, bắt đầu tiến hành điều tra. Chẳng qua những khoản tiền trong sổ sách đều từ nhiều năm trước mà thái độ của nhân viên kinh doanh của nhà máy cơ giới lại có thái độ đùn đẩy và chống đối ủy ban kỷ luật khiến tiến triển khá chậm. Một tuần trôi qua, việc điều tra hai công ty mua hàng ở khoảng cách gần mà chưa có kết quả. Hoặc là nhân viên đi Bắc Kinh công tác, hoặc là công ty đúng là rất khó khăn nên chưa thể trả tiền hàng. Triệu Quốc Đống cũng có chút khẩn trương. Mặc dù Trần Anh Lộc không gây áp lực cho hắn nhưng Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc không thể cứ kéo dài vô hạn. Bề ngoài là Ân Cảnh Tùng yêu cầu ủy ban kỷ luật điều tra, nhưng dù Trần Anh Lộc, Ân Cảnh Tùng hay là Hà Chiếu Thành, Khổng Kính Nguyên đều biết người đứng sau lưng là hắn. Đương nhiên đây là cách làm theo đúng quy định pháp luật, không ai có thể nói gì. Tất cả đều có hạn độ, Triệu Quốc Đống đoán Trần Anh Lộc chỉ có thể nhận áp lực từ 3 tuần đến 1 tháng, qua mức này thì chỉ sợ Trần Anh Lộc sẽ phải khuất phục trước áp lực. Việc điều tra đều do Đặng Hoa Minh đề cử với ủy ban kỷ luật. Ân Cảnh Tùng cũng ra vẻ không biết, tiếp nhận sự đề nghị của Cục Công an, nhanh chóng lập 3 tổ công tác triển khai công việc, 2 tổ công tác phụ trách điều tra bên ngoài, 1 tổ điều tra trong nội bộ nhà máy cơ giới nhưng đến bây giờ không có kết quả đáng mừng nào. Nhưng thật ra vụ án của Mã Cam Sương lại có tiến triển tốt. Bên công ty thu mua phế liệu đã bị bắt trọn lưới, mà bên nhà hàng Xích Nham thì cũng có Âu Tiểu Mạn và 2 tên quản lý bị tạm giữ hình sự. Còn cả người bên công ty vận chuyển cũng bị bắt giữ vì tình nghi chèn ép đối thủ cạnh tranh. Có thể nói ngoài Mã Cam Sương chạy thoát ra, tất cả nhân viên chủ chốt đều bị bắt. Nhất là khi kiểm tra công ty vận chuyển thì còn dính tới việc Mã Cam Sương nghi ngờ tàng trữ súng trái phép, điều này làm vụ án càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng lúc càng xa. Chỉ trong 2 tuần mà đã có hơn 20 người bị bắt. Mà việc để Mã Cam Sương chạy thoát cũng khiến 2 cán bộ trung tầng của Cục Công an thị xã bị bắt. Bọn họ bị viện kiểm sát bắt với việc thông đồng với tội phạm. Nhưng điều này không thể giảm bớt áp lực trong lòng Triệu Quốc Đống. Hắn bây giờ chỉ nhìn vào việc của nhà máy cơ giới. Cửa bị đẩy mạnh ra làm Triệu Quốc Đống có chút tức giận, ai không biết quy củ như vậy. Thấy Đặng Hoa Minh trông khá hưng phấn, Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được mà muốn phê bình. Hơn phân nửa là vụ án của Mã Cam Sương có tiến triển mới làm Đặng Hoa Minh hưng phấn như vậy. Chẳng qua vụ việc này tiến triển hơn nữa cũng không có bao tác dụng với Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, tin tức tốt. Sao thế lão Đằng, bắt được Mã Cam Sương à? Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào ghế. Mã Cam Sương giống như biến mất trong không khí, không có chút tăm hơi. Điện thoại di động của y sau khi được một vị phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự gọi tới liền tắt ngay, không hoạt động. Không có, Mã Cam Sương không có tin tức, là tin khác. Đặng Hoa Minh liếm liếm môi, đây là biểu hiện khi y thấy tự hào về việc gì đó. Tin tức gì vậy, anh nên báo cáo với cục trưởng Lý, chuyện bên đó tôi không có hứng thú. Ha ha, thị trưởng Triệu, cái này không chắc rồi, chuyện này cục trưởng Lý không hứng thú nhưng ngài lại có. Ồ, Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Đặng Hoa Minh mà nói. Anh nói xem. Khi Đặng Hoa Minh nói xong, Triệu Quốc Đống liền hưng phấn nói. Làm rất tốt, lão Đặng. Nếu chuyện thành thì tôi sẽ xin ban thưởng cho anh. Tôi không cần cái này. Chẳng qua thị trưởng Triệu, trang bị bên đội cảnh sát hình sự cục công an quá kém, dù là thiết bị trinh sát hay là xe cộ đều kém. Đội trưởng Võ và tôi đều có ý này, hy vọng có thể nhân đợt diệt trừ đám người Mã Cam Sương, trừ hại cho dân chúng Hoài Khánh mà xin thị ủy ban cân nhắc đầu tư một chút. Đặng Hoa Minh cười ha hả nói. Lão Đặng, đây là chuyện của cục trưởng Lý bên anh cần gì quan tâm? Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 10, chương 8-19. Đặng Hoa Minh từ từ mở quyển sổ, một bên đánh giá người đàn ông mặt mày xám xanh lại đang ngồi trước mặt mình. Người đàn ông này trên 30, ăn mặc khá hợp thời, mặc chiếc áo tê, xuất hàng hiệu, thắt lưng và giày đều sáng bóng, trên thắt lưng đeo chìa kháo xe máy phân khối lớn của Suzuki. Lý Bình, tôi không thể hiểu nổi, anh là phó trưởng phòng kinh doanh của nhà máy cơ giới lại làm chuyện này sao? Một lúc sau Đặng Hoa Minh nói. Anh chẳng lẽ không biết đây là phạm tội sao? Đội trưởng Đặng, tôi thật sự không làm mà, khẩu súng này tôi chưa dùng tới, thật đó. Anh cũng biết chúng tôi làm kinh doanh nên thường xuyên đi thu tiền và cần đồ phòng ngự. Đây là có một người bạn tìm hộ tôi nhưng tôi chưa dùng bao giờ. Lý Bình mặt mày nhăn nhó mà nhìn Đặng Hoa Minh. Vậy còn 2 khẩu súng săn trong nhà anh là sao? Đặng Hoa Minh trực tiếp nói. Đó là tôi thích đi săn thỏ. Hay vào núi săn nên nhờ bạn ở nông thôn mua cho 2 khẩu. Ngài xem, dài như vậy ai có thể lấy nó làm vũ khí? Lý Bình cố cười nói,
Ừ, còn đạn của khẩu K-54 này thì sao? Đây là do tôi đi tập quân sự không dùng hết liền mang về nhà. Lý Bình có chút khẩn trương, thấy Đằng Hoa Minh hỏi từng chuyện làm y thấy giọng điệu của đối phương không đúng. Lý Bình, tôi không biết anh có hiểu pháp luật không, không biết anh có hiểu hành vi của mình đã nghiêm trọng vi phạm pháp luật. Theo quy định pháp luật thì anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về phần anh vừa hỏi tôi lúc nào có thể về thì chỉ sợ tôi không thể nói với anh. Hơn nữa theo kinh nghiệm phá án của anh thì anh sẽ mất tự do trong một thời gian khá dài. Cho nên tôi thấy anh nên thả lỏng mà học quy định pháp luật ở trong trại tạm giam. Đằng Hoa Minh cười nói. Hả, sếp Đằng, tôi không có gây hậu quả gì, tôi cũng chưa từng dùng, ngài đây là. Lý Bình kêu lên. Lý Bình, xem ra anh thật sự không biết pháp luật, ôi, không biết sẽ có hại hay là để tôi giúp anh hiểu về quy định pháp luật. Đằng Hoa Minh thản nhiên nói. Căn cứ điều 128 trong luật hình sự thì nắm giữ. Căn cứ quy định pháp luật liên quan thì hành vi của anh đã nghiêm trọng vi phạm luật hình sự. Theo quy định anh phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thấy Lý Bình có vẻ không tin, Đằng Hoa Minh cũng không giải thích nhiều. Như vậy đi Lý Bình, hình như em vợ anh là luật sư, anh ta sẽ nhanh chóng gặp anh, chờ hai người gặp thì anh nói chuyện với anh ta. Chẳng qua tôi nhắc anh chỉ sợ anh không đi được, trừ khi... Đằng Hoa Minh nhàn nhã cùng Lý Bình đợi em vợ của đối phương tới. Hai tiếng sau Lý Bình và em rể mặt mày nhăn nhó đi ra. Sếp Đằng, tôi có thể nói chuyện với ngài không? Em vợ Lý Bình cũng cảm nhận tính nghiêm trọng của vấn đề. Tàng trữ súng ống đạn dược phi pháp thì không cần anh đã dùng ở đâu, có tạo thành hậu quả hay không thì cũng bị truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên có thể, tôi tin chúng ta sẽ có tiếng nói chung. Cuộc thẩm vấn Lý Bình kéo dài đến 3 giờ sáng. Thái độ của người này đúng là rất lạ. Nói một chút rồi im lặng không nói, lại làm công tác tư tưởng một lúc rồi nói một câu, cứ kéo dài 7-8 tiếng. Lý Bình mệt, cảnh sát thẩm vấn cũng mệt nhưng đây là cuộc chiến đấu tinh thần xem ai duy trì được đến cuối cùng. Mặc dù có em rể làm công tác nhưng Lý Bình cũng biết mình lộ ra thì đó lại là việc khác, nhưng nếu không khai thì có nghĩa mình ở trong tù ít nhất 7-8 năm. 7-8 năm qua đi không biết thế giới này sẽ thành như thế nào. Đằng Hoa Minh mắt mũi kèm nhèm đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống biết việc đã thành. Lợi dụng tâm lý sự bị truy cứu trách nhiệm hình sự của Lý Bình, Đằng Hoa Minh nhanh chóng tiến hành tâm lý chiến với đối phương. Nói gì mà lập công chuộc tội, Đằng Hoa Minh rất khôn khéo đưa tới chuyện của nhà máy cơ giới. Lý Bình đương nhiên biết ý đồ của Đằng Hoa Minh, cuối cùng đã từng chút một khai ra mấy năm qua nghe theo lệnh của Chu Đức Siêu mà hợp mưu với khách hàng ra sao. Bây giờ muốn thông qua cải cách nhà máy để diệt trừ chứng cứ. Lỗ hổng này bị phá vỡ khiến vấn đề còn lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn một tháng trôi qua, không khí ở thị ủy, ủy ban thị xã Hoài Khánh đang nằm trong tình trạng khá khẩn trương nhưng đầy hưng phấn. Hoài Khánh trở thành tâm điểm chú ý của toàn tỉnh. Nhật báo An Nguyên thậm chí còn dùng cả một chuyên đề về việc làm như thế nào thành lập chế độ cải cách công ty nhà nước một cách đáng tin cậy, tránh tổn thất tài sản quốc gia. Triệu Quốc Đống cũng đã có bài được đăng trên Nhật báo An Nguyên, thăm dò thành lập con đường mới trong việc cải cách công ty nhà nước khiến rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó là bài viết đẩy mạnh cải cách, tạo điều kiện tối ưu phát triển kinh tế phi nhà nước cũng được đăng lên. Hai bài viết này khiến danh tiếng của Triệu Quốc Đống được đẩy lên cao độ. Nhìn tờ trình mà Cục Công an thị xã đưa lên, Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Lý, việc này hội nghị thường trực ủy ban đã xác định, nắm chắc thời gian mà làm. Ừ. 5 xe DU, 5 xe Zeta, 1 xe Iveco vận chuyển. Lần này Cục Công an đã thể hiện rõ sức chiến đấu nên thị ủy, ủy ban rất hài lòng. Mặc dù có con ngựa hại đàn nhưng không thể che lấp công lao, tôi đã xin thị ủy ban khen thưởng, cuối năm sẽ có quyết định. Cảm ơn thị trưởng Triệu đã quan tâm, hai vụ án này còn nhiều vấn đề cần làm, ngoài ra còn cần trao đổi với bên viện kiểm sát. Mã Cam Sương vẫn chưa bị bắt. Cục Công an thị xã đã tăng cường lực lượng hy vọng trong thời gian ngắn nhất xử lý xong hai việc này. Lý Trường Giang lúc này cũng khá vui vẻ. Hai việc này thì Cục Công an là đội lực lượng chính, trong mắt một số người mình thành kẻ đồng lão với Triệu Quốc Đống, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là ai cười cuối cùng. Ừ, các đồng chí Cục Công an rất vất vả, tôi thay mặt thị ủy ban cảm ơn các đồng chí. Triệu Quốc Đống ký tên và nói. Tôi đã gọi điện cho lão Cố bảo thực hiện ngay. Vậy tôi cảm ơn thị trưởng Triệu đã quan tâm và ủng hộ Cục Công an. Lý Trường Giang cười cười đứng lên nói. Tối thị trưởng Triệu có rảnh không?
Cục công an muốn mời thị trưởng Triệu và anh em tham gia chuyên án tụ tập lại. Được, tôi rất thích ngồi với anh em công an. Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng. Vấn đề nhà máy cơ giới bị lộ ra khiến công tác định giá tài sản nhà máy cơ giới phải tiến hành lại, điều này cũng tương đương với tuyên bố tập đoàn Gia Hoa đã không còn hy vọng làm chủ nhà máy cơ giới. Phương án cải cách nhà máy cơ giới cũng cần điều chỉnh nhiều. Tập đoàn Gia Hoa còn muốn mua lại nhà máy cơ giới hay không cũng cần suy nghĩ. Tập đoàn Gia Hoa xảy ra chuyện. Trần Anh Lộc chắp tay đi trên công trường Hồ Yến Tử, công ty vận chuyển Cam Hưng bị xóa sổ cũng không ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng, rất nhanh có công ty vận chuyển khác đến thay thế. Sợ rằng bí thư cũng đã biết, bây giờ bên Phúc Kiến nghe nói đã bắt đầu đả kích việc buôn lậu. Tập đoàn Gia Hoa có mảng kinh doanh chính là xuất nhập khẩu, không biết có phải là bị liên quan hay không mà một vị phó tổng giám đốc của bọn họ không thấy người đâu, gọi điện cũng tắt máy, mấy người khác thì không phải tắt máy cũng tạm thời ngừng sử dụng. Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ bên đó không có số máy bàn? Trần Anh Lộc khó hiểu hỏi. Đã gọi, bên đó chỉ có nhân viên văn phòng nên không hiểu gì, chỉ nói là lãnh đạo đi chúng tôi. Triệu Quốc Đống loáng thoáng cảm nhận được tập đoàn Gia Hoa sẽ dính vào vụ án buôn lậu làm chấn động cả Trung Quốc. Chỉ là bây giờ chuyện còn chưa rõ nên chưa thể nói ra. Quyển 10, chương 90. Vậy cậu định làm như thế nào? Trần Anh Lộc gật đầu nói. Bí thư, đây không phải công việc của tôi, lão Khổng phụ trách việc này. Hơn nữa bây giờ nhà máy cơ giới đang tiến hành định giá lại. Tôi nghĩ chỉ cần định giá xong thì với tình huống của nhà máy cơ giới thì hoàn toàn có thể tìm đối tượng hợp tác thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Cơ giới An Vũ. Tôi cảm thấy có thể xem lại yêu cầu của cơ giới An Vũ. Nếu như máy móc thiết bị khôi phục lại thì nó cũng có giá mấy chục triệu, hơn nữa việc thu hồi nợ cũng đang thực hiện khá tốt khi Chu Đức Siêu bị bắt. Triệu Quốc Đống nói ra ý kiến bản thân. Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút rồi nói. Cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất cao, dù là Gia Hoa rời đi thì cũng không cần phải chọn An Vũ. Chúng ta không nên chỉ nhìn ở phạm vi tỉnh mà phải nhìn ra ngoài. Bí thư, ý tôi là ai mua lại nhà máy cơ giới không quan trọng, không cần biết là công ty nhà nước, công ty tư nhân hay là công ty liên doanh, chúng ta phải cân nhắc không chỉ ném nhà máy cơ giới đi, mà phải suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ bây giờ nằm trong 3 công ty đứng đầu cả nước về máy móc công trình. Mà cơ giới An Vũ sau khi mua lại nhà máy móc khai khoáng Tân Châu khiến sản phẩm của nhà máy này nâng cao về chất lượng, mở rộng thị trường. Tôi cho rằng cơ giới An Vũ có thể nhanh chóng đưa một công ty vào quỹ đạo, có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhà máy nên mới nghiêng về phía cơ giới An Vũ nhận mua lại nhà máy cơ giới. Ý của tôi là sau này nhà máy cơ giới không chỉ là thoát được gánh nặng, mà còn tạo thành điển hình trong công tác cải cách công ty nhà nước của Hoài Khánh chúng ta, làm một viên ngọc sáng. Máy móc công trình là sản nghiệp quan trọng nhất từng có của Hoài Khánh, nhà máy cơ giới phải thành cột trụ của Hoài Khánh chúng ta, phải tái hiện lịch sử huy hoàng của nó. Trần Anh Lộc xua tay chặn lại, Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng suy nghĩ khá sâu sắc, biểu hiện ra tâm lý một lòng vì công việc. Nhất là luôn suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của kinh tế Hoài Khánh. Không giống một số người chỉ vì mong giải quyết phiền toái trước mắt mà muốn làm thật nhanh, về phần sau này thì có lãnh đạo khóa sau phụ trách. Quốc Đống, tôi tán thành suy nghĩ của cậu, tâm trạng Khổng Kính Nguyên trong thời gian này không quá tốt, hôm qua y đã xin phép với tôi và Lão Hà, nguyên nhân là sức khỏe yếu nên muốn tới Thượng Hải chữa bệnh. Tôi và Lão Hà đã đồng ý, vì thế việc cải cách nhà máy cơ giới chỉ sợ do cậu đảm nhiệm. Thấy Triệu Quốc Đống nhăn mặt, Trần Anh Lộc vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu còn trẻ nên gánh vác nhiều việc thì càng có lợi. Cải cách nhà máy cơ giới chỉ là mở đầu, nhiệm vụ cải cách rất nặng nề, cậu phải phụ trách. Bí thư, tôi không sợ việc, cũng không đùn đẩy nhưng ngài cũng biết lượng công việc trong tay tôi là rất lớn. Bên khu khai phát mới có chút khởi sắc, chuyện nhà máy cơ giới thì tôi dự định xong thì sẽ quay sang quy hoạch khu khai phát và thu hút đầu tư, ngoài ra cũng dự định kiếm thêm tài chính. Ngài giao việc cải cách nhà máy cơ giới cho tôi thì tôi sao chịu nổi. Triệu Quốc Đống rất chân thành nói. Ý của tôi là nếu thị trưởng Khổng trong lúc nhất thời không về được, mảng công nghiệp cũng không thể để đó, có phải do một vị phó thị trưởng khác nhận thay không? Đương nhiên tôi có thể toàn lực ủng hộ người đó, nhưng không phải tôi là diễn viên chính. Ý của cậu là, Trần Anh Lộc cũng thừa nhận lời Triệu Quốc Đống là đúng. Lượng công việc trong tay Triệu Quốc Đống là rất nặng nề.
Trần Anh Lộc cũng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể nhanh chóng kéo khu khai phát Hoài Khánh ra khỏi căn bệnh trầm kha, thành động cơ khiến kinh tế Hoài Khánh phát triển. Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh đã gần 2 năm, nhìn thì thấy chỉ riêng ổn định cục diện đã mất hơn 5, khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo. Trên tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào Hoài Khánh, nhưng kinh tế Hoài Khánh mãi vẫn không thể phát triển lên được. Đây cũng là nguyên nhân y ủng hộ Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới, y đúng là không thể chờ nữa. Nếu năm nay kinh tế Hoài Khánh không có điểm sáng thì y đúng là không làm tròn chức trách của bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ có ý kiến. Thị trưởng Đặng có năng lực xuất sắc, hơn nữa làm lãnh đạo bên cung ứng điện một thời gian, cũng quen với mảng công nghiệp. Tôi thấy anh ta là thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống không hề khách khí mà nói. Ừ, lão Đặng làm rất xuất sắc trong mảng xây dựng thành thị, giao thông và đất đai, nhưng lượng công việc cũng nặng nề. Giao mảng công nghiệp sang cho anh ta thì việc trong tay anh ta sẽ giao cho ai? Trần Anh Lộc dừng lại mà nói. Bí thư Trần, có thể phân chia một chút mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thấy bây giờ lão Lý làm trợ lý thị trưởng nhưng quá ít việc. Y cũng làm bí thư huyện ủy nhiều năm, tôi thấy có thể chia sẻ công việc. Trần Anh Lộc cười cười mà nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu đó, gì cũng có thể nhìn ra, đâu có đơn giản như vậy. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết việc này cũng không đơn giản. Khổng Kính Nguyên sau chuyện này khó tránh khỏi bị liên quan. Chuyện của Mã Cam Sương cùng Chu Đức Siêu ít nhiều cũng dính dáng tới y, dù thoát tội nhưng cũng có trách nhiệm, tiếp tục ở lại Hoài Khánh là không thích hợp. Triệu Quốc Đống đoán Trần Anh Lộc bây giờ đang cân nhắc việc Khổng Kính Nguyên sẽ đi, đương nhiên còn cần phải trao đổi với tỉnh mới biết. Nhưng bây giờ Khổng Kính Nguyên không còn ở Hoài Khánh cũng cần người thay thế. Trần Anh Lộc hy vọng hắn tạm thời chủ trì công việc nhưng sớm muộn cũng cần người phụ trách mảng này. Hoài Khánh là thị xã lấy sản xuất công nghiệp làm chủ, ai phụ trách mảng này có nghĩa sẽ vào thường vụ thị ủy. Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng công việc mặc dù phong phú nhưng đối với người trong quan trường thì vào thường vụ hay không lại là hai khái niệm khác nhau. Đối với Lý Trường Giang thì chức trợ lý thị trưởng của y có vẻ hơi xấu hổ. Ngoài kiêm chức cục trưởng cục công an ra thì bên tư pháp và tiếp dân đều là việc nhỏ. Chính xác mà nói đây là công việc chỉ có trách nhiệm mà không có thành tích, làm tốt không có thành tích, không làm tốt và có chuyện thì sẽ bị ăn mắng. Nếu y có thể phụ trách mảng xây dựng thành thị hoặc giao thông thì sức nặng sẽ khác. Nói cách khác trợ lý thị trưởng bắt đầu thực hiện chức trách của một phó thị trưởng, điều này là hấp dẫn không thể từ chối. Chẳng qua đối với Đặng Nhược Hiền và Lý Trường Giang mà nói thì bọn họ muốn dựa vào mấy câu trao đổi của hắn và Trần Anh Lộc để tiến lên là không thể. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ có thể làm đến nước này mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do Đặng Nhược Hiền và Lý Trường Giang tự đi hoạt động. Khổng Kính Nguyên vì bị bệnh nên xin nghỉ đã mang tới không ít chấn động cho Hoài Khánh. Vào lúc này mà Khổng Kính Nguyên đột nhiên bị bệnh thì ai cũng biết suy nghĩ của nó. Nhưng mọi người rất nhanh liền tập trung vào việc ai sẽ phụ trách mảng công nghiệp thay Khổng Kính Nguyên. Nhưng ai cũng biết nếu thay thế Khổng Kính Nguyên thì phải tiếp thu bài học của người này. Không quan hệ tốt với phó thị trưởng thường trực trẻ tuổi thì kết quả sẽ rất khó nói. Quyển 10, chương 9-11. Thị trưởng Quốc Đống, anh đúng là hại người không sợ ảnh hưởng. Sao lại đề cử tôi phụ trách việc cải cách nhà máy cơ giới? Đặng Nhược Hiền bưng chén lên nói. Anh đây không phải đẩy tôi vào đống lửa sao? Gì mà đẩy vào lửa? Nếu là lửa thì chúng ta cùng nhảy vào. Yên tâm, chúng ta bị buộc chung nên có chết cũng chết chung. Triệu Quốc Đống cầm chén lên nhấp một ngụm rượu Thiệu Hưng. Đặng Nhược Hiền là người Chiết Giang nên không quá thích rượu tỉnh An Nguyên, thích rượu Thiệu Hưng hơn. Nếu có tội thì đổ lên đầu tôi, anh còn lo gì? Quốc Đống, tôi biết anh có ý tốt nhưng bây giờ việc đó không dễ làm. Đặng Nhược Hiền không phải không có hứng thú với công việc này. Phó thị trưởng phụ trách công nghiệp của Hoài Khánh từ trước đến giờ đều vào thường vụ. Khổng Kính Nguyên phải xin nghỉ phép. Trên thực tế chính là tuyên bố y rời khỏi vị trí lãnh đạo thị xã Hoài Khánh. Ai phụ trách mảng này cũng rất có thể vào thường vụ. Đặng Nhược Hiền thông qua vài con đường mà biết Triệu Quốc Đống đề cử mình với Trần Anh Lộc. Việc dễ còn tới lượt anh sao? Anh cho rằng bí thư Trần để anh đi nghỉ phép sao? Anh và tôi đều là trâu kéo xe, nếu muốn nghỉ thì còn lâu. Triệu Quốc Đống bỏ chén xuống mà nói. Bí thư Trần sợ rằng cũng đã nói chuyện với anh. Bí thư Trần đã trao đổi với thị trưởng Hà, công việc của Khổng Kính Nguyên tạm thời do anh phụ trách, về phần công việc hiện nay của anh thì chưa rõ ràng, chỉ sợ trong lúc nhất thời anh phải kiêm nhiệm. Ừ, bí thư Trần đã nói chuyện với tôi, thị trưởng Hà cũng đã nói chuyện, tôi nói công việc bên này cần nhanh giao ra. Xây dựng thành thị,
giao thông và đất đai đều không thể trì hoãn, nhất là bây giờ cán bộ toàn thị xã đang nhìn chằm chằm vào khu nhà đang xây dựng, kéo dài không được. Đặng Nhược Hiền gật đầu nói, y biết Triệu Quốc Đống cũng đề cử Lý Trường Giang. Tôi cũng thấy lão Lý có thể thích hợp chia sẻ công việc này. Triệu Quốc Đống chú ý đến chữ thích hợp mà Đặng Nhược Hiền nói. Biết đây là Đặng Nhược Hiền nghi ngờ việc Lý Trường Giang có thể đảm nhiệm công việc xây dựng thành thị, giao thông và đất đai, nhất là trước không có dấu hiệu gì. Ừ, để lão Lý là cũng được, dù sao lượng công việc của anh ta bây giờ khá ít. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, tôi thật ra cảm thấy có thể điều chỉnh như thế này, để Hứa Kiều phụ trách mảng công việc của tôi, sau đó giao việc của Hứa Kiều cho lão Lý, anh thấy sao? Đặng Nhược Hiền nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Vấn đề này vốn không nên hỏi Triệu Quốc Đống mà do hai người Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành quyết định. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống có quyền lên tiếng không ít với Trần Anh Lộc, thái độ của Triệu Quốc Đống sẽ ảnh hưởng đến ý kiến của Trần Anh Lộc. Ừ, Hứa Kiều là người không vào đảng, anh đã nghĩ tới việc này chưa? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Bởi vì như vậy nên tôi mới thấy là thích hợp, áp lực của lãnh đạo thì Hứa Kiều đều có thể đứng vững, hơn nữa Hứa Kiều là nữ cán bộ, lại có cá tính nên tôi thấy thích hợp. Đặng Nhược Hiền cẩn thận suy nghĩ ý kiến của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút, Hứa Kiều mặc dù không có nói hy vọng phụ trách mảng xây dựng thành thị và đất đai, nhưng so sánh với công việc cô đang phụ trách thì mảng xây dựng thành thị sẽ thể hiện năng lực của lãnh đạo hơn. Hai hôm trước Hứa Kiều cũng đã nói chuyện này với hắn, cũng có ý như vậy. Ừ, ý này rất hay, chẳng qua chỉ là ý kiến của hai chúng ta. Phải xem Bí Thư Trần cùng Thị trưởng Hà nghĩ như thế nào. Triệu Quốc Đống nói. Đặng Nhược Hiền lúc này mới thấy yên tâm, y lo Triệu Quốc Đống còn trẻ nên không nghe ý kiến người khác. Quốc Đống, việc cải cách nhà máy cơ giới thì cậu thấy sao? Đặng Nhược Hiền liền quay lại chủ đề chính. Lão Đặng, đây là việc anh cần suy nghĩ, đừng hỏi tôi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng nhưng thấy Đặng Nhược Hiền nhìn chằm chằm vào mình. Triệu Quốc Đống biết đối phương nhất định muốn nghe ra ý của mình nên nói thẳng. Cơ giới An Vũ tuy tốt nhưng điều kiện lại quá cao nên không thể đàm phán được. Đặng Nhược Hiền suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, cho nên sợ rằng anh phải tìm thêm đối tượng nữa, dù không hợp tác được thì cũng phải để cơ giới An Vũ thấy có đối thủ cạnh tranh. Về phần làm như thế nào thì phải do anh, nhưng tôi thấy nếu tính lâu dài thì tốt nhất nên chọn cơ giới An Vũ. Sau khi biết ý của Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền cũng thấy bình tĩnh. Hai người liền nói chuyện đến biến hóa trong thị xã sau khi Khổng Kính Nguyên xin nghỉ phép. Bỏ được mấy chuyện đó coi như làm Triệu Quốc Đống dễ thở hơn. Chuyện cải cách nhà máy cơ giới đã giao sang, Triệu Quốc Đống khá yên tâm và không muốn hỏi. Mã Cam Sương đã được Sở Công an phát lệnh truy nã trong cả nước. Ngồi trong xe auto của Từ Xuân Nhạn mà Triệu Quốc Đống đổ mồ hôi như mưa. Không gian xe auto này vốn nhỏ lại là xe cũ nên điều hòa không chạy được. Trời nóng nên hắn đúng là mệt. Triệu Quốc Đống có thể thấy Từ Xuân Nhạn đã thấm đẫm mồ hôi làm hằn cả dây áo lót. Từ Thu Nhạn đang lái xe, cô mặc chiếc áo cộc và quần ngố bò, chẳng qua chiếc áo cũng thấm mồ hôi. Nghĩ đến Cụ Vận Bạch và Cổ Tiểu Âu đều đi xe xịn mà hai chị em Từ Thu Nhạn đi xe cũ này, Triệu Quốc Đống đúng là có chút áy náy. Giao xe Desert Print cho hai chị em Từ Xuân Nhạn đi thì đúng là không thích hợp. Cụ Vận Bạch mặc dù ít đi nhưng nhất định có người sẽ hỏi xe đó đi đâu. Cổ Tiểu Âu thì nhất định không đồng ý đưa xe của mình cho người khác mặc dù cô đã mua xe khác, trừ khi hắn nói xe đó đã đưa cho ai. Xem ra phải mua xe mới cho hai chị em. Ando mùa hè rất nóng, hắn ngồi một lúc trong xe này đã khó có thể chịu đựng, càng không nói hai chị em Từ Xuân Nhạn ngồi mãi. Thu Nhạn, đến Thiên Mã Trang. Triệu Quốc Đống nói. Đến đó làm gì? Từ Xuân Nhạn có chút tò mò nói. Có chút việc, đi thôi. Triệu Quốc Đống không nói nhiều. Từ Thu Nhạn nhìn chị gái rồi lái xe qua đường Cẩm Hưng, chạy thẳng đến Thiên Mã Trang. Đây là trung tâm bán ô tô lớn nhất tỉnh An Nguyên. Mặc dù năm 99 thì thị trường ô tô không phát triển mạnh bằng những năm sau đó nhưng một bộ phận giàu có ở An Đô cũng bắt đầu mua xe. Chẳng qua bây giờ không nhiều sự lựa chọn cho mọi người, gia đình bình thường chỉ đi mấy xe sản xuất trong nước là chính. Xe quan chức thường là Audi hoặc Buick, nếu không chỉ có thể chọn xe nhập khẩu. Khi Triệu Quốc Đống bảo Từ Thu Nhạn dừng xe trước cửa hàng, hai chị em Từ Xuân Nhạn liền biết hắn muốn làm gì. Quốc Đống, em định làm gì? Chị đi xe này là được mà, không cần thay đâu. Từ Xuân Nhạn thấy Triệu Quốc Đống xuống xe liền vội vàng gọi Từ Thu Nhạn xuống cùng.
chỉ có nhiều việc cần dùng tiền nhưng em lại không có việc gì cần dùng. Hơn nữa em cũng không muốn ngồi xe mà như đi sông hơi, em quyết định đổi xe khác cho chị. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Quốc Đống, không cần mà. Từ Thu Nhạn cũng khuyên. Sau đêm đó, ba người không còn e ngại nhiều nữa. Đêm đó đã phá vỡ những trở ngại về đạo đức, mà có quan hệ sinh lý cũng khiến mọi người gần nhau hơn. Không cần ư, nhiều chuyện không cần thiết nhưng có thể sống tốt thì sao lại phải ngược đãi mình. Triệu Quốc Đống cười nói rồi khẽ vỗ vào mông Từ Thu Nhạn. Đi thôi, chuyện này nghe em, đừng nghe Xuân Nhạn. Từ Thu Nhạn run lên rồi vội vàng nhìn quanh. Bây giờ là giữa trưa nên không có khách, nhân viên bán hàng cũng ngồi bên trong cho đỡ nóng. Gần tiếng sau Từ Thu Nhạn đã nhờ một xe Toyota S60 ra khỏi cửa hàng, xe auto trực tiếp được để lại nhờ bán hộ. Từ Xuân Nhạn có chút không yên tâm, điều hòa bật số to làm xe nhanh chóng mát mẻ. Triệu Quốc Đống nhìn Từ Xuân Nhạn mà cười nói. Sao thế? Quốc Đống, chị cảm thấy em. Được rồi, hai người có phải là cảm thấy em đã làm cho hai chị em nhiều phải không? Không, em cảm thấy giữa chúng ta không nên suy nghĩ ai dành cho nhau nhiều hơn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Chẳng qua em cũng nghĩ chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ, cái khác đều không quan trọng, phải không? Từ Xuân Nhạn run lên mà nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng rất thản nhiên nhìn cô. Một tay cầm tay Từ Xuân Nhạn, tay kia đặt lên đôi vai đang run run của Từ Thu Nhạn. Quyển 10, chương 9-12. Vừa nãy thị trưởng Đặng đã thông báo tình hình kinh tế toàn thị xã. Về tổng thể kinh tế của Hoài Khánh chúng ta là rất bình thường, không có gì đặc sắc, cũng không có điểm sáng đáng nhìn, khoảng cách với các nơi khác càng lúc càng lớn. Tôi không biết các vị đang ngồi đây có cảm thấy áp lực hay không, nhưng tôi thấy có. Lên tỉnh họp. Mỗi lần lãnh đạo tỉnh nhắc tới sự phát triển kinh tế của các nơi, tôi lại thấy xấu hổ và chỉ sợ lãnh đạo nhắc tới Hoài Khánh chúng ta, yêu cầu trả lời. Triệu Quốc Đống chống tay lên bàn mà nhìn xuống dưới. Thưa các đồng chí, bây giờ là tháng 8, số liệu quý 2 đã đặt trước mặt các vị, mọi người tự nhìn xem trong 3 tháng qua mình đã làm được gì. Có tính toán gì với công việc nửa năm tới không? Tôi hy vọng mọi người đều có tính toán, không nên hy vọng ngồi một chỗ chờ cơ hội tới. Mọi người nhìn đi, bây giờ là lúc giành giật từng giây để phát triển, nếu như anh thật sự cảm thấy mình khó có thể đảm nhiệm thì tôi xin khuyên anh sớm viết đơn xin từ chức với thị ủy, ủy ban, không nên ép ủy ban phải chịu đau mà điều chỉnh anh. Lời nói sắc bén khiến các vị bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách công tác kinh tế các quận, huyện bên dưới và lãnh đạo các cục trên thị xã run lên và thấy như có lưỡi dao sắc bén kề bên cổ mình. Năm nay kinh tế Hoài Khánh phát triển hơn năm trước. Năm ngoái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh xếp top 3 từ dưới lên của tỉnh, năm nay kinh tế của Hoài Khánh đã hồi phục nhất định, kéo tới lớp trung bình của tỉnh nhưng vẫn không làm vị thị trưởng Triệu này hài lòng. Lãnh đạo quận, huyện bên dưới cũng dần quen với tác phong làm việc của thị trưởng Triệu, xuống đến không hỏi gì nhiều mà chỉ hỏi mấy chỉ tiêu. Tăng trưởng GDP, thu tài chính tăng lên bao nhiêu, thu nhập của dân chúng tăng lên bao nhiêu, sau đó hỏi anh có ý định gì không? Vị thị trưởng Triệu này rất khó đối phó, là quỷ muốn lấy mạng người, chuyên môn chọn chỗ hiểm mà nhằm vào, làm cho anh lúc nào cũng phải suy nghĩ làm như thế nào cải tiến, làm như thế nào để phát triển, để đột phá. Có lẽ mọi người có ý kiến với tôi, nhưng tôi nói với các đồng chí đây là do thực tế mà mới phải nói như vậy. Hoài Khánh đã đánh mất mấy năm quý giá NaHS, bây giờ Hoài Khánh chúng ta quá lạc hậu sẽ bị đánh, đây là lời của Chủ tịch Mao. Bây giờ bị đánh thể hiện ở nhiều phương diện, chúng ta thu hút đầu tư bị người coi thường, chúng ta có chính sách gì cũng không nghĩ đến chúng ta trước, đây đều là bị đánh. Nhìn Vĩnh Lương mấy năm trước là sao, bây giờ là sao? Người đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Mấy hôm trước một vị phó ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến thăm Vĩnh Lương, sau đó là chủ tịch ứng đến Vĩnh Lương, rồi lại một vị ủy viên quốc vụ viện đến khảo sát tỉnh liền điểm danh chọn Vĩnh Lương. Nhưng Hoài Khánh chúng ta thì sao? Ha ha, nói khó nghe chính là tôi tới Hoài Khánh gần năm nhưng chưa có lãnh đạo tỉnh nào tới, đây là chênh lệch, đây là khác nhau. Có thể rất nhiều người ngồi đây không thích nghe nhưng các anh muốn không nghe thì phải phấn đấu lên. Chúng ta phải thay đổi cục diện trước mắt, như vậy chỉ có thể nỗ lực hơn người khác, chỉ như vậy chúng ta mới có thể đuổi kịp người phía trước. Triệu Quốc Đống nói với giọng rất tức giận nhưng lại rất thực tế, rất đúng, làm người ta bị kích thích về thần kinh. Làm người ta vô thức suy nghĩ theo hắn. Là do trụ cột sản xuất công nghiệp Hoài Khánh chúng ta kém. Không phải, ngũ đoá kim hoa của Hoài Khánh đã từng nổi tiếng cả nước,
công nghiệp cơ khí thì từ kỹ thuật hay quy mô đều đứng top 3 trong các thị xã của toàn quốc. Là khoa học kỹ thuật của chúng ta kém, trụ cột giáo dục kém ư? Không phải, Học viện Công nghiệp An Nguyên cùng với Học viện Xây dựng Công trình An Nguyên đều ở Hoài Khánh chúng ta, có thể nói về khoa học kỹ thuật chỉ kém mình An Đô. Vậy do thành thị Hoài Khánh kém, phương tiện trụ cột kém ư, phát triển nông nghiệp và kinh doanh đa loại hình kém ư? Không phải, phương tiện trụ cột của Hoài Khánh xếp hàng đầu của tỉnh, các ngành khác đều có ưu thế nhưng sao Hoài Khánh chúng ta vẫn xếp cuối của tỉnh? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới mà nói. Không cái gì khác, tôi thấy là do lòng người tản mát, tâm tư rối loạn. Chuyện 2 năm trước đã là quá khứ, bây giờ chúng ta nên tỉnh lại, toàn tâm toàn ý mong phát triển. Hội nghị đã tan, các cán bộ túm tụm đi ra ngoài, ánh mắt tìm quanh như tìm kiếm mục tiêu. Hứa Kiều Thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Đặng Nhược Hiền bây giờ đã phụ trách mảng công nghiệp, mà mảng xây dựng thành thị, giao thông và đất đai giao cho Hứa Kiều phụ trách. Mảng bảo vệ môi trường, văn hóa, thông tin, xuất bản tin tức giao cho trợ lý thị trưởng Lý Trường Giang phụ trách. Mà mảng khoa học kỹ thuật giao cho Đặng Nhược Hiền, vệ sinh giao cho An Nhiên. Mà mảng thu hút đầu tư do Phó Thị trưởng An Nhiên phụ trách bây giờ lại giao cho Phó Thị trưởng Thường trực Triệu Quốc Đống. Một loạt biến đổi này coi như đã xong. Đặng Nhược Hiền chủ quản công nghiệp và khoa học kỹ thuật chính là thay thế Khổng Kính Nguyên. Mặc dù Khổng Kính Nguyên vẫn còn là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhưng mọi người đều biết Khổng Kính Nguyên rời đi là sớm muộn. Đặng Nhược Hiền rất có thể thay Khổng Kính Nguyên làm thường vụ thị ủy. Hà Chiếu Thành mặt lúc nào cũng cứng nhắc nên khó nhận ra có tâm trạng gì, nhưng khó có thể tin được y không có dao động vì việc của Khổng Kính Nguyên. Không ít người có thể thấy trong thời gian này Hà Chiếu Thành có vẻ già đi không ít. Chủ tịch Lệ Quyên, lại có chuyện gì vậy? Triệu Quốc Đống thấy Vương Lệ Quyên đến văn phòng mình liền cười nói. Thị trưởng Triệu có ý gì thế? Không có việc gì không thể tìm ngài sao, nghĩ tôi là ôn thần sao? Vương Lệ Quyên cười cười đầy quyến rũ rồi nói. Được rồi Lệ Quyên, chị không có việc sẽ không tới, nếu không có bao giờ thấy chị tới chỗ tôi không? Lệnh Hồ, cậu nói có đúng không? Triệu Quốc Đống không buồn ngẩng đầu lên. Lệnh Hồ, cậu đứng làm trung gian xem tôi có đến mức như vậy không? Vương Lệ Quyên gắt giọng nói. Em gái tôi gọi tới bảo tôi mời thị trưởng Triệu về Ninh Lăng nghỉ phép, tránh màu hè. Nhìn thái độ của thị trưởng Triệu như vậy có phải làm đau lòng người ta không? Mặt trời chắc mọc từ phía tây rồi. Lệ Quyên mà có lòng tốt hẹn tôi tới Ninh Lăng nghỉ hè sao? Triệu Quốc Đống nhìn Vương Lệ Quyên. Nói đi, có chuyện gì? Vương Lệ Quyên chỉ cười cười không nói. Lệnh Hồ Triều biết hai người có chuyện quan trọng cần nói nên biết ý ra ngoài. Lệ Quyên, xem ra chị đúng là có việc rồi, còn phải tránh Lệnh Hồ sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nhìn Vương Lệ Quyên. Vương Lệ Quyên ăn mặc rất hợp mốt nhưng không quá đường hoàng. Cô mặc chiếc áo trắng bó sát người, trên ngực thuê một đóa hoa hồng đẹp, bên dưới là chiếc váy màu đen, chiếc giày màu đen. Tôi thật lòng đến mời ngài về Ninh Lăng nghỉ phép mà. Hoài Khánh mặc dù có hoàn cảnh đẹp nhưng khí hậu không thể bằng Hoa Lâm được. Ngâm suối nước nóng, sức khỏe tốt có thể ngâm suối lạnh mà. Vương Lệ Quyên cười hì hì nói. Ồ, điều này thì tôi tin, mấy người bạn bên Ninh Lăng cũng gọi tôi sang đó tránh nóng, nghỉ ngơi. Tôi trong thời gian này đúng là khá mệt nên muốn về. Ha ha, Triệu Quốc Đống ưỡn người nói. Nhưng bây giờ có rất nhiều việc nên đâu có thời gian. Dành ra 2-3 ngày, thứ 6 đi. Tối chủ nhật về vẫn kịp mà. Vương Lệ Quyên cười nói. Triệu Quốc Đống cảm thấy Vương Lệ Quyên nhất định có việc nên nhìn thẳng vào mặt cô. Lệ Quyên, có phải không có việc gì không? Có chuyện thì nói thẳng đi, chị và tôi còn cần giấu như vậy sao? Ừ, đúng là có chút việc. Vương Lệ Quyên do dự một chút rồi xấu hổ nói. Thị trưởng Triệu, nghe nói chủ tịch Mã ở quận tôi sẽ điều lên cục lao động thị xã. Triệu Quốc Đống nghe thấy thế liền cười nói. Ừ, đúng là có việc này. Lão Mã đủ tuổi và kinh nghiệm, vị trí chủ tịch quận lại bị chị đoạt lấy, y cũng là từ thị xã phái xuống nên quay về là bình thường. Vậy chức phó chủ tịch thường trực quận sẽ sinh ra từ đâu? Vương Lệ Quyên đảo mắt đầy quyến rũ. Quyển 10, chương 9-13. Lệ Quyên, chị hỏi cái này làm gì? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương. Chị nên hỏi Lữ Thu Thần mới đúng chứ? Sao lại hỏi tôi? Trưởng ban Lữ là cái cửa sắt, muốn tìm được thông tin là rất khó khăn. Vương Lệ Quyên không giấu giếm. Tôi tới hỏi ngài chính là do chúng ta có quan hệ kia mà. Lệ Quyên, nói chuyện thì phải chú ý một chút,
rất dễ làm người ta hiểu lầm đó. Tôi và chị không có quan hệ gì, câu kia đúng là làm tôi muốn ngất đó. Triệu Quốc Đống đứng lên trừng mắt nhìn Vương Lệ Quyên. Thị trưởng Triệu, đây là do ngài suy nghĩ miên man, tôi nói là ngài và em gái tôi. Vương Lệ Quyên chưa nói xong đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Lệ Quyên, tôi và em gái chị là trong sạch, không có quan hệ gì. Vương Lệ Quyên vừa tức vừa vội, mặt đỏ ửng lên, mũi cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thị trưởng Triệu, tôi nói là ngài từng là lãnh đạo của Lệ Mai, có quan hệ này thì cũng không nên giống người bình thường mà. Ừ, Lệ Quyên, quan hệ và sâu xa là sự giải thích khác hẳn nhau, phải dùng cẩn thận. Triệu Quốc Đống lúc này mới cười nói. Theo tôi biết việc này vẫn chưa xác định, mặc dù thị xã cũng đã bàn về việc của Lão Mã nhưng ai làm phó chủ tịch thường trực quận trị thì chưa có ý tưởng, có lẽ ban tổ chức cán bộ đang khảo sát, tôi cũng không quá quan tâm. Chẳng qua tạm thời còn chưa có dấu hiệu thảo luận trong hội nghị thường ủy. Thị trưởng Triệu, thị xã chưa có ý tưởng hay là đã chọn người chỉ là chưa xác định. Vương Lệ Quyên vội vàng nói. Lệ Quyên, chị sao thế? Sao lại quan tâm việc này? Chị sợ gì? Chẳng lẽ một phó chủ tịch thường trực lại có đánh ngã chị là chủ tịch quận sao? Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên bỏ văn bản xuống. Thị trưởng Triệu, lời này có vấn đề. Tôi thật ra nghe nói ngài là phó thị trưởng thường trực còn lợi hại hơn thị trưởng Hà. Mỗi lần ngài xuống làm các bí thư, chủ tịch đều sợ, sợ ngài tìm ra vấn đề của bọn họ. Vương Lệ Quyên tránh câu hỏi của Triệu Quốc Đống. Ha ha, tôi vốn là người ác mà, bí thư Trần cùng thị trưởng Hà làm mặt đỏ, tôi chỉ có thể làm mặt đen. Triệu Quốc Đống đã sớm nghe đồn về việc này, có lời còn nói hắn áp đảo bí thư và thị trưởng. Đối với lời này Triệu Quốc Đống chỉ cười cười một tiếng và bỏ qua. Nếu nói hắn bá đạo thì đúng, nhưng việc phó mà áp đảo trưởng đúng là vô căn cứ. Sao, chị và bí thư Khuông cũng thấy tôi như vậy? Bí thư Khuông thấy sao thì tôi không rõ, tôi thật ra không sợ việc này. Chỉ ra vấn đề thì chúng tôi sửa lại, điểm nào còn thiếu lập tức đền bù, đó là việc tốt. Vương Lệ Quyên đây là nói thật. Sự bá đạo của Triệu Quốc Đống đã truyền khắp Hoài Khánh. Từ công tác thu hồi nợ đã cho thấy vấn đề này, có không ít người tự xưng có mặt mày trong thị xã đã thua trong tay hắn. Sau đó Mã Cam Sương, Khổng Kính Nguyên, thậm chí là An Nhiên cùng Lưu Liên Sương đều mất mặt với hắn. Người như vậy thì bí thư và chủ tịch quận, huyện dám ra vẻ với hắn. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không phải tự nhiên gây hấn mà là chỉ ra điểm còn tồn tại trong công việc của quận, huyện, của các phòng ban, hơn nữa luôn đưa ra được ý kiến cải tiến. Vì như vậy nên Triệu Quốc Đống mới tạo thành hình tượng mâu thuẫn trong mắt lãnh đạo quận, huyện. Cô có thể không ngại không phải vì có quan hệ đặc biệt từ trước với Triệu Quốc Đống sao? Ngay cả Khuông Dương cũng phục cô dám nói chuyện không ngại ngần trước mặt Triệu Quốc Đống. Nguyên nhân chính là đối phương không biết mình có quan hệ riêng với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không để ý tới lời khen của Vương Lệ Quyên. Phó Bí thư quận ủy Hoài Châu, Phó Chủ tịch thường trực quận Mã Phương sắp lên làm Cục trưởng Cục Lao động thị xã, như vậy sẽ có không ít người nhìn vào chức này. Bí thư quận ủy Khuông Dương cùng Chủ tịch quận Vương Lệ Quyên đều có người lựa chọn, mà thị xã cũng có quan điểm của mình. Ít nhất Triệu Quốc Đống biết Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong và trưởng ban tổ chức cán bộ Lữ Thu Thần có quan điểm khác nhau. Mà ở vấn đề này Trần Anh Lộc lại chưa tỏ thái độ rõ ràng. Về phần Hà Chiếu Thành thì theo Triệu Quốc Đống biết quyền lên tiếng của Hà Chiếu Thành còn không bằng Đàm Lập Phong và Lữ Thu Thần. Một thị trưởng là Phó Bí thư Thị ủy thứ nhất mà ở vấn đề nhân sự có lẽ không có quyền quyết định nhưng anh tuyệt đối không thể không có quyền lên tiếng và sức ảnh hưởng thì anh lấy đâu ra năng lực để được lãnh đạo quận, huyện tôn trọng. Anh dù có ba đầu sáu tay nhưng nếu không có cán bộ bán mạng làm việc theo ý đồ của anh thì sẽ không làm được gì. Mà anh muốn có người bán mạng cho anh thì anh phải suy nghĩ cho tiền đồ chính trị của nhân viên. Nếu anh không làm được việc này thì sớm muộn sẽ không có người giúp anh nữa. Hà Chiếu Thành không có sức ảnh hưởng quá lớn trong vấn đề nhân sự, nói cách khác điều này cần Trần Anh Lộc quyết định. Nếu chị có lựa chọn thích hợp thì tôi đề nghị chị tốt nhất đến tìm bí thư Trần, nói ra quan điểm của mình, mong được bí thư Trần ủng hộ. Triệu Quốc Đống dừng một chút. Vị trí này có nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, theo tôi biết bí thư Đàm và trưởng ban Lữ có ý kiến khác nhau về vấn đề này, cho nên quyền quyết định chính là trong tay bí thư Trần. Về phần người khác thì chị cũng biết chỉ giơ tay trong hội nghị thường ủy mà thôi, trừ khi dính tới vấn đề của bọn họ. Vương Lệ Quyên biết Triệu Quốc Đống đây là nói thật nhưng cô cũng có khó xử của mình. Nếu cô mạo muội đến tìm Trần Anh Lộc, thứ nhất Trần Anh Lộc có nghe hay không là một chuyện,
nghe xong có cái nhìn gì hay không mới là quan trọng nhất. Ở vấn đề nhân sự thì bí thư và chủ tịch quận luôn có ý kiến khác nhau. Nhưng không thể nghi ngờ bí thư mới là người có tiếng nói hơn cả, như vậy cô sẽ dễ khiến bí thư Trần có ấn tượng không tốt. Vương Lệ Quyên do dự thì Triệu Quốc Đống có thể nhận ra. Một chủ tịch quận đúng là không có bao quyền lên tiếng khi chọn phó chủ tịch, về phần phó chủ tịch thường trực thì càng yếu hơn nữa. Bí thư quận ủy trong việc này có quyền lên tiếng rất lớn, đồng thời còn phải xem sức ảnh hưởng của bí thư quận ủy ở trên thị xã. Giống lúc trước hắn ở Tây Giang không phải cũng rất tự tin sao, nhưng ai làm phó chủ tịch thường trực lại không thể theo ý của hắn. Sao, sợ làm bí thư Trần không hài lòng? Triệu Quốc Đống cười nói. Vương Lệ Quyên có chút xấu hổ gật đầu. Như vậy đi, mai tôi mời mấy công ty sản xuất thiết bị ô tô Chiết Giang tới khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở khu khai phát, tôi sẽ mời bọn họ, thị trưởng Hà tối mai bận nên bí thư Trần sẽ tham gia. Chị nếu có thời gian thì tới, đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội nhắc tới, còn đâu xem biểu hiện của chị với bí thư Trần. Hả, vậy thì tốt quá, nhưng tôi tùy tiện vào có tiện không? Không có gì, mấy người bạn đó đều do tôi dùng quan hệ cá nhân mời tới, không nhất định có mục đích điều tra. Đầu tiên chỉ là xem có được hay không thôi. Vương Lệ Quyên chỉ có giỏi thì kéo người từ khu khai phát sang Hoài Châu, tôi rất vui vẻ. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Vậy mai Dã Bình không nuốt sống tôi mới là lạ. Vương Lệ Quyên nói. Thị trưởng Triệu, tôi sẽ tìm cơ hội nói là có công việc báo cáo với ngài, như vậy sẽ tự nhiên hơn. Được đó, chị tính toán rất chu đáo. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chị có phải muốn để lão Tang lên? Tàng Khắc Minh là thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận nhiều năm ở Hoài Châu, có quan hệ tốt với Vương Lệ Quyên. Rất nhiều công việc Tàng Khắc Minh đều ủng hộ Vương Lệ Quyên, lúc này Mã Phương lên thị xã, Khuông Dương muốn trưởng ban tổ chức cán bộ Địch Huy lên thay. Vương Lệ Quyên cũng không phải ngại đối phương nhưng mà lo ở nhiều vấn đề không hòa hợp với mình, như vậy sẽ khiến công việc Hoài Châu bị kéo xuống. Triệu Quốc Đống nghe Vương Lệ Quyên giới thiệu và cũng biết việc có chút khó xử. Địch Huy cùng Tàng Khắc Minh thì hắn đều biết, nhưng Tàng Khắc Minh thì quen hơn vì ở bên chính quyền, làm việc cũng chăm chỉ và có năng lực. Tính cách Địch Huy rất cứng rắn, nếu làm phó chủ tịch thường trực quận thì chỉ sợ cũng sẽ là người hay gây sự như hắn ở chức phó thị trưởng thường trực này. Vương Lệ Quyên tất nhiên không muốn có người như vậy sang bên giúp mình. Như vậy đi, chị và tôi bàn ở đây cũng vô dụng, tối mai tìm cơ hội hỏi bí thư Trần đi. Triệu Quốc Đống cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Vương Lệ Quyên nếu tới tìm hắn, hắn không thể từ chối. Triệu Quốc Đống biết việc này chính là để Vương Lệ Quyên tạo uy tín ở Hoài Châu, đồng thời cũng là lúc để hắn tạo uy tín với Vương Lệ Quyên cùng Tàng Khắc Minh. Quyển 10, chương 9-14. Triệu Quốc Đống một bên nghe điện một bên nói với Trần Anh Lộc. Người phụ nữ này đúng là nhạy bén, nghe được tối nay thị xã mời khách từ Chiết Giang tới liền tìm mọi người đến. Chị ta lấy lý do báo cáo công việc mà tới. Tôi nói mình đang ở văn phòng bí thư Trần mà cũng không sợ. Ồ, Vương Lệ Quyên sao? Quốc Đống, nghe ý của cậu thì văn phòng của tôi là hầm rồng hang hổ sao? Người khác không dám tới mà cậu có thể tùy tiện tới sao? Trần Anh Lộc châm điếu thuốc rồi nói. Muốn đến thì đến, đây cũng là cuộc gặp mặt thôi mà. Trần Anh Lộc có thể nghe thấy mà tới tức là lãnh đạo chú tâm trong công việc, đây là lãnh đạo mà chúng ta mong thấy. Bảo Vương Lệ Quyên tới đây gặp nhà đầu tư Chiết Giang cũng là việc tốt mà. Quốc Đống, có một số người sau hội nghị bắt đầu phản ánh nói cậu nói chuyện không tốt, phê bình người mà không để ý mặt mũi, cái gì mà tội nhân lịch sử, tôi thấy có người nghe thấy nóng cả tai lên. Tôi nói không phải mắng tàn nhẫn mà là cậu mắng quá nhẹ, quá ít. Anh suốt ngày ở văn phòng đọc báo, xem văn bản, uống trà thì sao có thể phát triển kinh tế. Không làm việc thì thừa dịp sớm mà từ chức đi. Đừng có ảnh hưởng đến sự phát triển, lời này tôi đồng ý. Năm ngoái còn nói cục diện chưa ổn định, bây giờ thì sao? Đã hơn nửa năm qua đi vẫn là như vậy, trên bàn vẫn bày mấy miếng thịt đó, như vậy sao có thể ăn nói với thị ủy? Trần Anh Lộc cũng có chút tức giận. Phê bình bọn họ vài câu, bọn họ nghĩ mình không cho mặt mũi. Nếu không làm tốt thì ai có thể cho mặt mũi cơ chứ? Cả ngày không biết tiến thủ, chỉ biết chui chui lên chức. Cán bộ như vậy thì tôi thấy thị ủy nên xử lý vài người. Trần Anh Lộc bây giờ đã không còn là Trần Anh Lộc của hơn năm trước. Bây giờ y tự tin mình khống chế được cục diện Hoài Khánh cho nên mới dồn sang việc phát triển kinh tế Hoài Khánh. Y mới 46 tuổi nếu có thể đạt thành tích ở Hoài Khánh thì sẽ kiếm được chức tốt hơn. Trong mắt y thì Hà Chiếu Thành không phải thị trưởng đủ tư cách.
Trước đó để Hà Chiếu Thành làm thị trưởng chính là sai lầm của tỉnh. Khi thấy Hà Chiếu Thành thích hợp làm bên ủy ban kỷ luật hoặc là đảng ủy chính pháp. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của y, cũng như A trên tỉnh điều Triệu Quốc Đống tới làm phó thị trưởng thường trực là đúng đắn. Mới đầu y còn nghi ngờ có phải tên này đến quá độ hay không. Nhưng mấy công việc trong hơn nửa năm qua Triệu Quốc Đống làm rất tốt, đã kéo lại nhiều tài chính cho thị xã, lại được lãnh đạo tỉnh khen ngợi cũng làm Trần Anh Lộc thấy có mặt mũi. Việc cải cách nhà máy cơ giới làm Trần Anh Lộc cảm thấy sự kiên định và nhạy bén trong công tác kinh tế của Triệu Quốc Đống. Tập đoàn Gia Hoa đã có vấn đề, Trần Anh Lộc thông qua một số con đường biết bên Phúc Kiến đang đả kích mạnh tội phạm buôn lậu, tập đoàn Gia Hoa bị dính vào và không thể thực hiện việc mua nhà máy cơ giới. Mà Triệu Quốc Đống vẫn nghi ngờ việc định giá tài sản nhà máy cơ giới là chính xác. Nguyên giám đốc nhà máy Chu Đức Siêu cùng tay chân lợi dụng chế độ khiếm khuyết của nhà máy mà thông đồng với bên ngoài biến thiết bị có giá trên 30 triệu xuống còn có 3 triệu, đồng thời việc thu hồi tiền hàng cũng kéo dài. Những việc này làm Trần Anh Lộc rất giật mình. Bây giờ Đặng Nhược Hiền phụ trách cải cách nhà máy cơ giới An Vũ cùng với công ty bên Hồ Nam đều tỏ vẻ muốn mua nhà máy cơ giới. Hai bên đang đàm phán, điều này cũng cho thấy việc cải cách nhà máy cơ giới đã thấy ánh rạng động. Mà Trần Anh Lộc coi trọng Triệu Quốc Đống nhất là không tham gia vào đó. Ở tình huống như vậy nên Trần Anh Lộc mới hy vọng Triệu Quốc Đống giúp mình gánh vác việc chấn hưng kinh tế Hoài Khánh. Kinh tế Hoài Khánh năm nay mặc dù khôi phục nhưng thấy Ninh Lăng cùng Vĩnh Lương đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả Thông Thành cùng Thiên Châu cũng có xu thế tăng tốc, Trần Anh Lộc cảm thấy sốt ruột. Bí thư Trần, tôi cũng đồng ý với quan điểm của ngài. Anh không muốn làm việc thì đừng làm ảnh hưởng tới mọi người. Triệu Quốc Đống gật đầu, một bên cầm cốc rót thêm nước cho Trần Anh Lộc. Thị ủy phải thay đổi tư tưởng ở việc này, đặt cán bộ có tác phong kiên định lên vị trí quan trọng. Nhất là khi phân công công việc ở Quy Ninh, Hoài Châu cùng quận Khánh Châu cùng khu khai phát thì thị ủy càng phải thận trọng cân nhắc. Điều này quan hệ đến sự chấn hưng của kinh tế Hoài Khánh. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Thư ký của Trần Anh Lộc hai lần hé cửa thì thấy ông chủ cùng thị trưởng Triệu nói chuyện rất vui vẻ. Y biết Trần Anh Lộc rất ghét ai phá ngang cuộc nói chuyện, y nhìn đồng hồ và đi ra để đẩy một cuộc hẹn sang hôm sau. Thư ký đang suy nghĩ liền thấy một người đi tới. Chủ tịch quận Vương, chị tìm bí thư Trần. Thư ký cũng gặp Vương Lệ Quyên mấy lần, nhưng khi đó Vương Lệ Quyên đều đi cùng Khuông Dương. Hôm nay sợ là không được rồi, bí thư Trần có chuyện quan trọng. Ồ, thư ký đái. Nhưng thị trưởng Triệu nói đang ở văn phòng bí thư Trần, bảo tôi tới mà. Vương Lệ Quyên rất ngạc nhiên nói. Thị trưởng Triệu không ở chỗ bí thư Trần sao? Hả, thị trưởng Triệu gọi chị tới. Thị trưởng Triệu đang ở trong, hai lãnh đạo đang nói chuyện. Bí thư Trần không thích người khác quấy rầy cuộc nói chuyện cho nên, nếu thị trưởng Triệu bảo chị tới thì vậy chị mau vào. Thư ký không nghĩ Triệu Quốc Đống gọi Vương Lệ Quyên tới nên vội vàng dẫn Vương Lệ Quyên vào trong. Đẩy cửa ra. Vương Lệ Quyên liền thấy bí thư Trần đang ngồi bên trong, Triệu Quốc Đống cũng rất thoải mái dựa lưng vào ghế nói chuyện với bí thư Trần. Bí thư Trần, thị trưởng Triệu, tôi không quấy rầy hai lãnh đạo nói chuyện chứ. Vương Lệ Quyên hơi cúi người một chút. Vào đi, chủ tịch Lệ Quyên, bí thư Trần vừa nói tới Hoài Châu. Xu thế phát triển của Hoài Châu năm nay cũng được, nhưng còn một khoảng cách với yêu cầu của thị ủy, ủy ban. Triệu Quốc Đống cười cười ra hiệu Vương Lệ Quyên vào. Chị là chủ tịch quận thì định làm như thế nào để đột phá trong nửa năm tới? Vương Lệ Quyên đáp. Tôi không phải nghe nói nhà đầu tư Chiết Giang đến Hoài Khánh làm khách sao? Hoài Châu là trung tâm của Hoài Khánh, vị trí địa lý và hoàn cảnh đều tốt, phương tiện trụ cột cũng xếp hàng đầu nên muốn gặp nhà đầu tư để mời bọn họ tới Hoài Châu khảo sát một chút. Vương Lệ Quyên đúng là giỏi tìm lý do, rất nhanh chuyển sang việc Hoài Châu chuẩn bị phát triển thêm khu khai phát Hoài Châu. Lợi dụng việc khu khai phát Hoài Châu có hai công ty sản xuất giày mà phát triển mấy ngành như giày, đồ chơi, ví. Điều này làm Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống khá hứng thú. Hoài Châu làm như thế nào để đột phá ở ngành sản xuất này? Trần Anh Lộc có chút tò mò. Trong này có một nguyên nhân là năm ngoái khi chủ tịch quận Tang năm ngoái khi sang Quảng Đông khảo sát thì vừa lúc gặp không ít người Hoài Châu làm thuê bên đó. Chủ tịch Tang nói chuyện với bọn họ về cuộc sống và công việc ở đây và biết Hoài Châu có nhiều người làm ở bên đó, hơn nữa có không ít người phụ trách kỹ thuật và kinh doanh. Vương Lệ Quyên thấy Trần Anh Lộc hứng thú nên nói. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên tình hình kinh doanh của các công ty khu vực Duyên Hải gặp khó khăn, các công ty liền cắt giảm nhân viên và tiền lương nên nhiều người muốn về quê gây dựng sự nghiệp.
không ít người trong bọn họ có không ít khách hàng và biết kỹ thuật sản xuất, nhưng thiếu tài chính và chính sách giúp đỡ nên không dám làm. Lão Tang lúc ấy cổ vũ bọn họ về, quận ủy và ủy ban quận có thể giúp đỡ chính sách nhất định, hơn nữa còn cho bọn họ số điện thoại liên lạc. Năm ngoái có mấy người về liền tìm lão Tang cũng cổ vũ bọn họ tự chủ phát triển, hơn nữa còn yêu cầu ngân hàng, quỹ tín dụng ủng hộ ở mức tối đa. Cho nên có hai công ty giày được thành lập. Quyển 10, chương 95. Nửa tiếng thoáng cái trôi qua, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 6 trong không tối. Khách Chiết Giang rất nhanh sẽ tới. Quế Toàn Hữu cùng Mai Dã Bình tiếp mấy người Chiết Giang đi quanh khu khai phát cả ngày để tìm hiểu phương tiện trụ cột khu khai phát. Bí thư Trần, ngài xem có phải nên đi không? Chủ tịch Lệ Quyên nếu có công việc cần báo cáo thì đợi lúc ăn rồi nói. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, chủ tịch Lệ Quyên, hôm nay cùng đi, tôi cũng muốn xem ý tưởng phát triển của Hoài Châu trong năm nay là như thế nào. Trần Anh Lộc hài lòng gật đầu. Vương Lệ Quyên giỏi nói chuyện, phân tích công việc ngăn nắp, nắm rõ số liệu kinh tế. Trần Anh Lộc thích cán bộ như vậy. Bí thư Trần, vậy có tiện không? Chủ nhiệm Mai mà thấy tôi tham gia thì mặt không khỏi xa sầm lại mới lạ. Vương Lệ Quyên yêu kiều cười nói. Lệ Quyên, chỉ coi Mai Dã Bình kém hàm dưỡng như vậy sao? Dù mất hứng cũng không lộ ra ngoài mặt đâu. Trần Anh Lộc cười ha hả nói. Đi thô, Hoài Châu và khu khai phát có thể bù đắp cho nhau. Hạng mục không thích hợp ở Hoài Châu có thể đưa tới khu khai phát, hạng mục không thích hợp ở khu khai phát có thể đưa sang Hoài Châu mà, đây là vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Nếu bí thư Trần đã nói như vậy thì tôi mặt dày đi xin một bữa ăn vậy. Vương Lệ Quyên nói, bữa tối tổ chức ở nhà hàng Hồ Thiên, nhà hàng này quy mô không cao nhưng được cái cạnh hồ, ngồi trên tầng 3 có thể nhìn hồ nước bên dưới. Từng có nhiều kế hoạch khai thác xây dựng khu này nhưng vì lo phá vỡ hoàn cảnh sinh thái của Hoài Khánh nên Đại hội đại biểu nhân dân thị xã phản đối mà không thực hiện được. Theo Triệu Quốc Đống thấy đúng là bởi vì sự cứng nhắc và hơi cổ hủ của Đại hội đại biểu nhân dân nên Hoài Khánh mới giữ được không khí tốt như thế này. Triệu Quốc Đống lái xe, Vương Lệ Quyên ngồi vào xe, hai người phối hợp khá ăn ý. Trần Anh Lộc tất nhiên sẽ không tự lái xe mà đi một xe buýt khác. Lệ Quyên, xem ra có cửa rồi đó. Triệu Quốc Đống nhìn qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe mà Trần Anh Lộc ngồi. Thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký Tiêu Triều cũng đi theo Trần Anh Lộc. Vị đại tổng quản này coi như nửa bước không rời Trần Anh Lộc. Đối phương cũng mẫn cảm với việc Triệu Quốc Đống thường xuyên tới nói chuyện với Trần Anh Lộc, nhưng đây là ý của Trần Anh Lộc nên y không làm gì được. Thị trưởng Triệu, bây giờ còn chưa thể nói rõ, bí thư Trần chỉ hơi có chút ấn tượng tốt đối với lão Tang mà thôi. Tôi cũng chuyên môn khen lão Tang một phen. Không biết bí thư Trần có nhìn ra không? Vương Lệ Quyên khi cười trông rất đẹp. Hai chị em Vương Lệ Quyên lúc cười đều quyến rũ. Lúc này Vương Lệ Quyên thoạt nhìn như cô gái mới lớn vậy. Hừ, tâm tư này của chị mà còn có thể giấu được bí thư Trần. Khen và không khen cũng là một chuyện. Chỉ cần chị nói ra tên của ai là bí thư Trần sẽ biết là có chuyện gì. Chỉ sợ ngay cả tôi bố trí việc này cho chị thì bí thư Trần cũng có thể thấy rõ ràng. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xe buýt gầm cao, sàn nặng làm hắn cảm thấy thoải mái. Chị cho rằng bí thư thị ủy không hiểu gì với chuyện bên dưới sao? Không có chút ánh mắt và tâm tư thì sao có thể ngồi được vị trí đó? Vậy tôi nên làm như thế nào bây giờ? Vương Lệ Quyên có chút giật mình và vội vàng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cái này cũng không có gì, tôi làm cầu nối giúp chị, cho thấy khuynh hướng của chúng ta là đủ, được hay không thì thực ra cũng cần Trần Anh Lộc vỗ bàn quyết định mà. Khuông Dương đi thông lữ thu thần, lão Tăng có lẽ là đi gõ cửa Đàm Lập Phong. Nhưng Đàm Lập Phong biết chuyện này chưa nắm chắc, lữ thu thần cũng mơ hồ đại biểu thái độ của bí thư Trần, cho nên không dám xác minh rõ ràng cho Tăng Khắc Minh, vì thế Tăng Khắc Minh mới có chút ngồi không yên. Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh không hề có vẻ gì không ổn khi bị Trần Anh Lộc nhìn ra ý đồ của mình. Ừ, lão Tăng cũng nói chuyện với tôi là mình nỗ lực rất nhiều nhưng hiệu quả không quá tốt nên khá buồn bực. Vương Lệ Quyên rất hàm xúc tiết lộ vấn đề này. Vương Lệ Quyên biết chuyện Tang Khắc Minh đi gõ cửa chỗ Đàm Lập Phong, nhưng Tang Khắc Minh cố mấy lần mà không được đáp án rõ ràng nên biết khó khăn là rất lớn. Tang Khắc Minh sau khi về liền có chút mất mát, Vương Lệ Quyên hỏi qua tình hình liền biết chi tiết trong đó nên muốn giúp Tang Khắc Minh một phen. Thứ nhất có thể tăng sức ảnh hưởng và địa vị của cô ở Hoài Châu, mà Tang Khắc Minh cũng đúng là phối hợp ăn ý với cô. Vì thế cô mới tìm tới Triệu Quốc Đống. Trong Hoài Châu không ai biết được cô còn có quan hệ sâu xa kia với Triệu Quốc Đống.
Mặc dù cả Hoài Khánh thì chỉ có Quế Toàn Hữu và Lệnh Hồ Triều biết được, cho nên Vương Lệ Quyên cũng không ngại người khác nói gì mình. Trần Anh Lộc khẽ nhắm mắt lại, Tiêu Triều ngồi bên nghĩ bí thư Trần muốn nghỉ ngơi. Mã Phương đã đến cục lao động làm chưa? Trần Anh Lộc đột nhiên hỏi như vậy làm Tiêu Triều trong lúc nhất thời chưa có phản ứng. Y ngẩn ra rồi nói. Văn bản thì chưa, sang tuần sau mới chính thức có. Ồ, ý của Thu Thần là để Địch Huy thay vị trí của Mã Phương, anh thấy sao? Trần Anh Lộc mở mắt nhìn Tiêu Triều. Tiêu Triều hơi nghẹn lời. Lữ Thu Thần cùng Khuông Dương quan hệ tốt, Khuông Dương muốn cho Địch Huy lên thì tất nhiên sẽ tìm Lữ Thu Thần, nhưng ông chủ Trần chưa tỏ thái độ nên Lữ Thu Thần cũng không dám xác định, còn hỏi qua mình xem bí thư có lựa chọn nào khác không. Tiêu Triều cũng không rõ thái độ của Trần Anh Lộc ở vấn đề này, cũng chưa nghe Trần Anh Lộc nói việc này với mình bao giờ. Tiêu Triều suy nghĩ thật nhanh và cân nhắc sao Trần Anh Lộc lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Xe đằng trước là Triệu Quốc Đống cùng Vương Lệ Quyên. Vương Lệ Quyên tìm bí thư Trần nhất định là vì chức phó chủ tịch thường trực Hoài Châu để chống sau khi Mã Phương đi. Nghe nói Vương Lệ Quyên cùng Đàm Lập Phong cùng có ý đẩy Tang Khắc Minh lên. Tang Khắc Minh này về nhân phẩm cũng khá ổn, công việc cũng kiên định, lên làm phó chủ tịch thường trực thì cũng tiện phối hợp với Vương Lệ Quyên. Chẳng qua Lữ Thu Thần hỏi ý kiến mình nhưng thực ra muốn lúc thích hợp mình nói giúp với bí thư Trần. Nhưng bây giờ bí thư Trần chủ động hỏi vấn đề này thì y không khỏi cân nhắc chuyện này. Bí thư Trần, Địch Huy, năng lực đều tốt, làm phó chủ tịch thường trực thì không vấn đề, nhưng tính cách của y khá cứng rắn, nói tốt thì là có khí phách, nếu mặt không tốt thì nói là bá đạo. Quan trọng nhất nằm ở chỗ Vương Lệ Quyên là chủ tịch quận. Làm một nữ chủ tịch quận nếu như chọn một phó chủ tịch thường trực như vậy để phối hợp thì dễ có chuyện phó đoạt trưởng. Lúc ấy tôi sợ quan hệ giữa Vương Lệ Quyên cùng Địch Huy sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của bộ máy Hoài Châu. Tiêu Triều suy nghĩ thật nhanh và cuối cùng quyết định phản ánh rõ thực tế. Ừ, tôi cũng nghe nói Địch Huy là người kiên cường, háo thắng, ở Hoài Châu hình như chỉ nghe mình Khuông Dương. Tính cách này là không được, Thu Thần đã nhiều lần đề cập Địch Huy với tôi nhưng tôi chưa tỏ thái độ. Nhưng tôi thấy bây giờ đã như vậy mà để Địch Huy sang bên chính quyền làm thì không biết sẽ mang tới bao mâu thuẫn không cần thiết. Tôi cảm thấy để y làm tiếp ở vị trí hiện nay để rèn luyện một thời gian nữa. Anh có thể truyền đạt ý kiến này của tôi lại cho đồng chí Khuông Dương và đồng chí Địch Huy. Trần Anh Lộc nói khá thẳng như vậy làm Tiêu Triều có chút giật mình, đây tương đương với trực tiếp bác bỏ ý đồ của Lữ Thu Thần. Vâng, tôi nhất định sẽ truyền đạt. Lúc này y đương nhiên không thể nói hàm hồ nên Tiêu Triều đành gật đầu. Không khí bữa tối khá náo nhiệt, ngoài Chu Quốc Bình là người quen cũ của Triệu Quốc Đống ra thì mấy vị khác đều làm trong ngành sản xuất thiết bị ô tô, trong đó còn có hai công ty trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử ô tô đang chuẩn bị đến xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Bích Chỉ An Đô, điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi chú ý. Quy hoạch của khu khai phát đã xác định làm việc công nghệ thông tin, điện tử là sản nghiệp chính để phát triển. Triệu Quốc Đống thậm chí còn chuyên môn thông qua 20 triệu từ tài chính thị xã để cổ vũ cho các công ty điện tử đến đầu tư vào khu khai phát. Nhưng khởi đầu luôn khó khăn, khu khai phát nếu muốn mở cục diện thì cần tìm điểm đột phá. Mấy công ty tới chủ yếu sản xuất thiết bị ô tô, sản phẩm thiết bị nhựa. Mấy công ty trong lĩnh vực này đầu tư vào Hoài Khánh mặc dù quan trọng, nhưng Triệu Quốc Đống càng hy vọng hai công ty sản xuất thiết bị điện tử tới Hoài Khánh hơn. Chu Quốc Bình cũng cảm nhận được thái độ này của Triệu Quốc Đống. Y biết Triệu Quốc Đống là người có chút cơ hội là tuyệt đối không bỏ qua. Mặc dù hai người bạn kia của mình coi trọng điều kiện của khu công nghiệp Bích Chỉ nhưng y cũng cố gắng mời đối phương đến Hoài Khánh. Chu Quốc Bình rất coi trọng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng đến đâu đều mong nơi đó phát triển, hơn nữa không hề đưa tay ra kiếm tiền, đồng thời cũng coi các nhà đầu tư như bạn. Đây là nguyên nhân chính mà Chu Quốc Bình giúp Triệu Quốc Đống. Quyển 10, chương 96. Hai người kia một ở Ôn Châu, một ở Thai Châu. Một sản xuất thiết bị chiếu sáng và đồng hồ, một sản xuất thiết bị truyền khí và thiết bị điện tử trong xe ô tô. Hai người này có quan hệ khá thân với Chu Quốc Bình nhưng đây là lần đầu tới An Nguyên, không quá quen tình hình An Nguyên. Nhà đầu tư Chiết Giang khá đoàn kết, ở các nơi đều có liên minh kinh tế Chiết Giang. Công ty thiết bị Phượng Hoàng của Chu Quốc Bình sau mấy năm phát triển đã thành một trong những nơi cung cấp sản phẩm chính cho công ty An Khí DU. Cũng thành nơi cung cấp hàng hóa cho mấy công ty ô tô Trường An, Quý Hàng. Trong vòng mấy năm công ty Phượng Hoàng đã xây dựng thêm 2 lần, giá trị sản phẩm đã vượt qua 70 triệu, thành công ty đóng thuế lớn nhất huyện Giang Khẩu. Mà Chu Quốc Bình cũng thành phó hội trưởng thương hội nhà đầu tư Chiết Giang ở An Đô.
Chu Quốc Bình mời mấy người bạn Chiết Giang cùng hai vị mới tới An Nguyên đến khảo sát Hoài Khánh. Hai người này vốn không muốn đi vì bọn họ về cơ bản xác định chọn xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Bích Trì. Mặc dù giá đất cao một chút nhưng phương tiện trụ cột ở đây khá kiện toàn, hơn nữa nó còn ở sát bên An Khí DU, điều kiện khá thích hợp. Nhưng sự nhiệt tình và thẳng thắn của Triệu Quốc Đống làm hai người có ấn tượng tốt. Hai người bọn họ cũng từ Chu Quốc Bình mà biết được Triệu Quốc Đống, mà anh em Đào thì cũng có quan hệ mật thiết với bọn họ. Đào Tông Tinh, Đào Tông Hán đầu tư vào khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, bây giờ đã tiến vào giai đoạn có lãi. Mà công ty Tinh Hán cũng cùng tập đoàn Thương Lãng tiến thêm một bước hợp tác khai thác khu du lịch, đồng thời cũng khai thác khu du lịch thung lũng Thương Lãng, hồ Thương Lãng và sông Thương Lãng Tân Châu. Đúng vì nguyên nhân này làm cho bọn họ rất chú ý đến lời nói của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không nói vông vo mà hy vọng bọn họ dành nhiều thời gian khảo sát Hoài Khánh, không nên vội vàng đưa ra quyết định xây dựng nhà máy, xem khu khai phát Hoài Khánh hoặc hoàn cảnh tự nhiên của các quận, huyện khác của Hoài Khánh, cùng thái độ phục vụ của đảng ủy, chính quyền địa phương xem có đáng đầu tư không. Nói thật hai người bọn họ khá hài lòng với hoàn cảnh xã hội, tự nhiên của Hoài Khánh. Hơn nữa sinh thái Hoài Khánh khá tốt, nhiều hồ nước, độ xanh hóa cũng nhiều. Nhưng đây không đủ để bọn họ thay đổi quyết định đầu tư ở đâu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mời bọn họ ở lại Hoài Khánh thêm một thời gian, xem một chút, hiểu rõ tình hình với thái độ thành khẩn nên hai người cũng không tiện từ chối. Ở khu khai phát Bích Trì, đối phương mặc dù hoan nghênh đầu tư xây dựng nhà máy ở Bích Trì nhưng dù sao tốc độ phát triển của khu khai phát Bích Trì mấy năm rất nhanh, có nhiều công ty muốn tới xây dựng nhà máy. Anh muốn bọn họ quá coi trọng là không thể. Lão Chu, công ty Phượng Hoàng của anh đã đạt quy mô như vậy chẳng lẽ không dự định xây dựng thêm nhà máy ở nơi khác sao? Ăn xong mọi người ra ngoài đi dạo, Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng nói. Quốc Đống, nhà máy tôi đã mở rộng thêm 2 lần, sản lượng bây giờ coi như có thể thỏa mãn. Ít nhất trong vòng 2-3 năm tôi không định mở rộng quy mô. Anh đừng có định tính đến tôi, thu hút đầu tư ít nhiều đại biểu thành tích của anh, đây không phải tôi gọi Lão Vương, Lão Nhuế đến sao? Không phải hy vọng Hoài Khánh sẽ đánh động được bọn họ ư. Nếu sớm biết anh tới Hoài Khánh thì tôi đã không mở rộng ở Giang Khẩu mà trực tiếp xây dựng thêm nhà máy ở Hoài Khánh. Chu Quốc Bình trêu Triệu Quốc Đống. Giám đốc Phương, Giám đốc Nhuế, ở Hoài Khánh cái khác tôi không dám nói nhưng hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh xã hội tuyệt đối đứng đầu. Khu khai phát Bích Trì thì tôi cũng đến khảo sát nhiều lần. Nói thật khu khai phát Bích Trì có phương tiện trụ cột và điều kiện đều hoàn thiện. Nhưng chính vì hoàn thiện về các thứ nên anh vào đó đầu tư xây dựng nhà máy thì nhất định khó có thể hưởng thụ đãi ngộ về chính sách và giá đất tốt, hơn nữa cũng vì hàng năm có nhiều công ty tiến vào nên anh cũng rất khó có thái độ phục vụ tốt. Điểm này tôi tin hai vị cũng sẽ nhận ra. Thấy hai người kia cười cười không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng biết lời mình đã chạm vào chỗ đau của bọn họ nên nói tiếp. Điều kiện trụ cột của khu khai phát Hoài Khánh rất tốt, mặc dù không dám nói vượt qua khu khai phát Bích Trì nhưng kém không mấy. Đường nhựa, đất bằng phẳng, điện, nước, thông tin đầy đủ, quan trọng nhất chính là khu khai phát Hoài Khánh đã xác định ngành điện tử và công nghệ thông tin là sản nghiệp chủ đạo. Nói cách khác hễ là công ty trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và tin tức tiến vào khu khai phát Hoài Khánh đều sẽ được ủng hộ với mức độ lớn nhất. Ngoài việc cung cấp chính sách như các khu khai phát khác, thị xã Hoài Khánh cũng bỏ ra 20 triệu để làm khoản vay hỗ trợ cho các công ty. Nói cách khác trong vòng 3 năm công ty được hưởng chính sách vay vốn với lãi suất rất thấp để mua sắm thiết bị, mở rộng quy mô. Triệu Quốc Đống nói như vậy đúng là làm mấy người kia chú ý, bao gồm của Chu Quốc Bình. Chính quyền cung cấp khoản vay với lãi suất rất thấp là điều khó có thể từ chối sức hấp dẫn này. Hai người Vương, Quế và Chu Quốc Bình nhìn nhau. Họ Vương nói, thị trưởng Triệu, lời ngài nói khoản vay kia có bao gồm đầu tư tài sản cố định không? Ừ. Tôi nói là xây dựng nhà máy và mua thiết bị. Đúng, khu khai phát Hoài Khánh mục đích xác định ngành điện tử, tin tức là ngành chủ đạo nhưng về thực tế bây giờ chúng tôi mới ở bước đầu tiên. So sánh với các thành phố lớn thì điều kiện của chúng tôi không tốt cho nên muốn hấp dẫn trong lĩnh vực này thì chúng tôi phải đưa ra điều kiện tốt, khoản vay lãi suất thấp là một trong số đó. Triệu Quốc Đống gật đầu rất bình tĩnh nói. Thực ra theo tôi thấy thì khoản tiền 20 triệu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tôi thật ra cho rằng có thể lợi dụng cách này để cho thấy Hoài Khánh chúng tôi thật sự muốn phát triển ngành sản xuất này, làm cho nhà đầu tư bên ngoài yên tâm xây dựng nhà máy ở khu khai phát Hoài Khánh. Chúng tôi có thể bỏ ra 20 triệu tiền cho vay, như vậy nếu có khó khăn khác thì chúng tôi không thể giải quyết cho các công ty sao?
Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mấy nhà đầu tư Chiết Giang rất chấn động. Vị thị trưởng Triệu đúng là có khí phách, hào phóng làm người ta kính nể. Nhưng thái độ thành khẩn càng làm người ta cảm động, bảo sao Chu Quốc Bình nói người này tuy còn trẻ nhưng phong cách thì lãnh đạo địa phương bình thường không thể so sánh. Đề tài này được đưa ra làm mọi người nói chuyện ăn ý hơn. Nói từ việc kinh tế khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng, đến khu vực đất liền không cảm nhận được uy lực của khủng hoảng kinh tế, những nhà đầu tư đều phỏng đoán xem cơn khủng hoảng bao giờ qua đi. Mà Triệu Quốc Đống cũng rất khéo léo nhắc bọn họ là theo giá đất và nhân công khu vực Duyên Hải không ngừng tăng lên, thị trường trong nội địa sẽ tăng lên, đầu tư sớm là lựa chọn sáng suốt nhất. Cuộc nói chuyện này làm mấy vị khách Chiết Giang có ấn tượng sâu đối với Triệu Quốc Đống. Chu Quốc Bình cũng mừng vì Triệu Quốc Đống càng lúc càng trưởng thành. Theo y thấy Triệu Quốc Đống này đã thay đổi hẳn về chất sau 2-3 năm. Triệu Quốc Đống phát triển nhanh thì về công hay về tư đều đáng để người ta vui mừng. Mấy ngày hôm sau các nhà đầu tư Chiết Giang liền lục tục khảo sát mấy quận, huyện Hoài Châu, Khánh Châu cùng Quy Ninh. Chính quyền địa phương cũng rất nhiệt tình khiến nhà đầu tư Chiết Giang cảm nhận đất nóng Hoài Khánh khác những gì mình tưởng tượng. Triệu Quốc Đống biết nếu muốn chấn hưng nền kinh tế Hoài Khánh thì còn một con đường rất dài để đi. Một thị xã khác với một quận, huyện, từng quận, huyện đều có điều kiện tự nhiên và trụ cột kinh tế khác nhau, suy nghĩ của đảng ủy, chính quyền địa phương các quận, huyện cũng khác nhau. Làm như thế nào để các quận, huyện phát triển và tạo thành sự phát triển chung của thị xã là phải xem nghệ thuật công tác của thị ủy, ủy ban thị xã. Từ từ sẽ được, dục tốc bất đạt, đây là lời Triệu Quốc Đống luôn nhắc nhở mình. Hoài Khánh không phải quận Tây Giang, hắn không phải là bí thư quận ủy. Nếu muốn thực hiện theo ý đồ đặt ra thì ngoài việc vùi đầu làm việc ra thì cũng phải học cách dựa vào lãnh đạo, đồng thời lợi dụng tính năng động chủ quan của cấp dưới và đồng nghiệp. Chỉ có thể tập trung lực lượng và trí tuệ tập thể lại thì mới phát huy được tác dụng một cách lớn nhất. Quyển 10, chương 9-17. Nhận được điện của Trình Nhược Lâm, Triệu Quốc Đống đã qua Vĩnh Lương. Sau khi biết Triệu Quốc Đống về Hoa Lâm nghỉ 2 ngày, Trình Nhược Lâm hâm mộ đến độ thiếu chút nữa bỏ hết công việc trong tay mà đi theo. Cô không đi được liền giao nhiệm vụ cho Triệu Quốc Đống là phải gọi La Băng theo. Triệu Quốc Đống và La Băng lần trước thiếu chút nữa có chuyện, hắn cố gắng để hai người ở cạnh nhau một mình. Hắn biết mình đúng là không thể khống chế trước những người hơn tuổi vú to, mông to. Nhưng Trình Nhược Lâm lại đòi Triệu Quốc Đống phải dẫn La Băng theo, nói là tránh để Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng trêu hoa ghẹo nguyệt. Câu này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì, đây không phải là mang củi đi cứu hỏa sao. Vốn không có lửa lại ôm một đống củi tới không chừng sẽ cháy to. An Đô tháng 8 có thể nói là không phải để đi chơi, vừa ra ngoài cửa là nóng hầm hập, không khí lại buồn bực làm người ta dễ cảm. Nếu có thể về Hoa Lâm hưởng thụ suối nước lạnh đúng là rất thoải mái. Khi Vương Lệ Quyên thấy một chiếc xe Buick nhìn khá lạ dừng trước mặt mình cô còn không đoán ra là Triệu Quốc Đống lái. Thấy Triệu Quốc Đống hạ cửa kính xuống vẫy vẫy tay, cô mới có phản ứng lên xe. Hai người hẹn đến Ninh Lăng. Bên đó cũng đã hẹn Vưu Liên Hương, Giản Hồng, Vương Lệ Mai rồi mọi người tới Hoa Lâm chơi 2 ngày. Vương Lệ Quyên vừa lên xe liền ném ba lô ra sau, cô điều chỉnh vị trí mà dựa lưng. Ừ, hôm nay tôi được hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc gia. Cán bộ cấp phó giám đốc sở làm lái xe cho tôi, đáng để ăn mừng. Thị trưởng Triệu, tôi nghỉ một chút, đến chỗ nghỉ ngài gọi tôi là được. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Chị không biết lái xe đường dài rất mệt sao? Cho dù chị không muốn chia sẻ thì cũng phải nói chuyện với tôi để tôi đỡ ngủ thiếp đi thành một xe hai mạng. Cảnh sát giao thông mà đến xem hiện trường thấy hai xác không làm ầm sao. Không chừng Hoài Khánh lại xôn xao rằng phó thị trưởng và chủ tịch quận quần áo không chỉnh tề chết trong xe. Tôi nhớ hình như đã có chuyện như vậy rồi. Vương Lệ Quyên nghe vậy không khỏi nóng mặt vì lời quạ đen của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, có ai nói như ngài chứ? Người ta chẳng qua là đi nhờ xe của ngài về Ninh Lăng thăm em gái, đâu có đến mức như ngài. Đúng là miệng quạ đen. Cái này tôi chỉ nói là mọi người thêm mắm thêm muối thôi mà. Chị nghĩ xem nếu có tai nạn thì nhất định sẽ kéo chúng ta ra, hơn nữa chị và tôi ăn mặc ít vải rồi kéo mạnh thì quần áo không chỉnh tề là bình thường. Triệu Quốc Đống một bên lái xe và trêu chọc cho đỡ mệt. Được rồi thị trưởng Triệu, tôi coi như phục ngài, ngài đúng là không kiêng kỵ và sợ gì cả. Vương Lệ Quyên oán trách nói. Lái xe thì phải cầu may mắn chứ. Sao phải kiêng kỵ chứ? Chị không phải đảng viên sao? Vậy mà tin chuyện đó ư? Không phải vấn đề tin hay không, ngài không phạm vào kiêng kỵ không được sao? Đây là vấn đề tâm lý thôi.
Vương Lệ Quyên cười cười mở một hộp ô mai rồi do dự một chút đưa lên miệng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi không khách khí cúi đầu dùng môi ngậm quả ô mai trong tay Vương Lệ Quyên, cố tránh không chạm vào tay nhưng mùi hương vẫn làm Triệu Quốc Đống động lòng. Có lẽ cảm thấy không khí hơi mập mờ nên Vương Lệ Quyên nhìn ra ngoài. Chuyện Lão Tang về cơ bản đã xác định, Bí Thư Khuông có chút không vui, chẳng qua y cũng không rõ là ngài ở trong đó gây chuyện. Tôi gây chuyện gì, tôi chỉ là phản ánh cái nhìn của mình mà thôi. Hội nghị thường ủy là hội nghị mở đối với tất cả mọi người, tôi còn sợ ai chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Y có biết hay không cũng không có ý nghĩa với tôi. Tôi đắc tội người đâu có ít. Ngài đương nhiên không sợ rồi, nhưng tôi sợ. Vương Lệ Quyên nói xong mới thấy lời này bị lỗi. Không phải là sợ mà lo quan hệ căng cứng quá sẽ không tiện triển khai công việc. Làm nữ cán bộ thì khi làm việc không được sợ đầu sợ đuôi. Một nữ cán bộ lãnh đạo ở các phương diện đều dễ bị nam cán bộ phân biệt, nếu chị không thể hiện sự khí phách càng dễ bị lên án. Triệu Quốc Đống nhìn đường rồi nói. Đương nhiên có khí phách cũng phải dùng đúng chỗ mới được, không được lỗ mãng của thả, việc này chị phải nắm chắc. Vương Lệ Quyên khẽ gật đầu. Cô phải thừa nhận Triệu Quốc Đống nói có lý. Tăng cường sử dụng nữ cán bộ, cố gắng để nữ cán bộ phát huy tốt năng lực, đó là khẩu hiệu nhưng thực hiện là rất khó khăn. Lão Tang rất cảm ơn ngài, y nói với tôi lúc nào thích hợp sẽ đến gặp ngài. Một lúc lâu sau Vương Lệ Quyên nói. Được rồi, y bây giờ là phó chủ tịch thường trực quận, tôi là phó thị trưởng thường trực, y lúc nào cũng có thể đến văn phòng tôi mà, không cần đặc biệt tới làm gì. Chị biết tôi không thích mấy việc đó mà, nếu thấy nợ tôi thì ghi lên đầu chị đi. Bảo y ủng hộ chị nhiều hơn trong công việc là được. Vương Lệ Quyên cũng biết Triệu Quốc Đống không thích sự khách sáo. Cô nghe Vưu Liên Hương nói Triệu Quốc Đống là người hào sảng, thậm chí đến mức mà người ta không thể tưởng tượng. Vì một câu nói đùa mà mua tặng một chiếc túi sách Pura tặng Vưu Liên Hương, sau đó tặng Vưu Liên Hương cùng giản hồng túi Louis, nói là bạn từ Tokyo mang về. Mặc dù không rõ giá cả nhưng từ thương hiệu cũng biết người làm công ăn lương không thể mua nổi. Mà Vương Lệ Mai cũng thường nói khi Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy đã yêu cầu bên dưới không được tặng quà, thói quen này còn mang từ Hoa Lâm sang, nhất là phong bì thì tuyệt đối không nhận. Điều này nói rõ điều kiện kinh tế của Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Anh dùng đồ hàng hiệu thì không sao, nhưng tiện tay tặng bạn đồ hàng hiệu lại khác. Nhưng Triệu Quốc Đống chưa kết hôn, mà theo lời Vưu Liên Hương và Lệ Mai thì bố mẹ Triệu Quốc Đống là công nhân bình thường, chỉ là mấy người em của hắn kinh doanh ở khu vực Duyên Hải. Xem ra mấy người em rất có tiền. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mới chưa đầy 30, vậy em của hắn bao tuổi, có thể kiếm được bao tiền? Em hắn có tiền thì cũng không thể cung cấp cho hắn tiêu xài hoang phí mà. Triệu Quốc Đống làm Vương Lệ Quyên rất khó hiểu. Lúc trước khi Lệ Mai làm cấp dưới của hắn cũng rất tò mò, tưởng rằng mình đến làm cấp dưới của hắn thì sẽ hiểu rõ. Nhưng càng quen thì trên người hắn lại càng có nhiều nghi vấn. Ngoài kính nể về tác phong làm việc và năng lực của hắn ra, Vương Lệ Quyên cũng rất tò mò về cuộc sống riêng của Triệu Quốc Đống. Lệ Mai cũng loáng thoáng đề cập hắn có đồn đại về quan hệ nam nữ, nhưng lúc làm việc ở Tây Giang lại rất quy củ. Cô đúng là muốn hiểu rõ về người này. Triệu Quốc Đống không rõ Vương Lệ Quyên lại tò mò về mình nhiều như vậy. Hơn 2 tiếng sau, xe đã qua Vĩnh Lương, dọc theo đường đi rất nhiều xe tải xếp thành hàng dài. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận được sự phát triển của Vĩnh Lương đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái như thế nào. Cả nội thành toàn khói bụi. Vĩnh Lương phát triển nhưng dẫn tới ô nhiễm làm cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương rất chú ý. Lần trước khi Ứng Đông Lưu đến kiểm tra công việc Vĩnh Lương đã nói tới việc này và phê bình rất nghiêm khắc. Theo tin tức thì Ứng Đông Lưu đã phê bình không tiếc lời với bí thư và thị trưởng Vĩnh Lương, thậm chí có thể nói ra tức giận mắng to, yêu cầu Vĩnh Lương trong thời gian ngắn phải đưa ra phương án cải thiện hoàn cảnh tự nhiên, phải có hiệu quả trước cuối năm, nếu không tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỏi đến. Phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến hoàn cảnh tự nhiên là anh em sinh đôi. Anh muốn phát triển kinh tế mà lại không bị ảnh hưởng tới hoàn cảnh là không thể. Dù anh phát triển ngành sản xuất nào thì nhất định sẽ mang tới mặt trái. Làm như thế nào giảm thiểu ảnh hưởng thì đó là phải xem trí tuệ chính trị và ánh mắt lâu dài của lãnh đạo địa phương. Quyển 10, chương 9-18. Vương Lệ Quyên thấy Triệu Quốc Đống khi nhìn nội thành Vĩnh Lương thì ánh mắt có chút nuối tiếc, thậm chí còn lắc đầu nên nói. Thị trưởng Triệu, ngài hình như có ấn tượng không tốt với Vĩnh Lương. Nhưng trong hội nghị kinh tế toàn thị xã thì ngài lại khen Vĩnh Lương phát triển. Không, chị nói sai rồi.
Tôi khen tốc độ phát triển của Vĩnh Lương, nhưng lại phản cảm cách làm của bọn họ. Chị nhìn hoàn cảnh Vĩnh Lương xem, cả không khí đầy cho bụi. Tôi dám cam đoan đường từ An Đô đến Vĩnh Lương thì sẽ không gặp nhiều bụi như ở đây. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Muốn nắm chắc việc này là rất khó khăn, nhất là bây giờ chỉ nhằm vào số liệu GDP mà đánh giá một nơi làm tốt công việc hay không. Có thể nói chủ nghĩa GDP là tiêu chuẩn đầu tiên xác định chính quyền địa phương, thậm chí là tiêu chuẩn duy nhất. Bây giờ ở đâu chẳng như vậy. Ngài nhìn từ trung ương đến địa phương đó, nơi nào phát triển kinh tế nhanh nhất thì lãnh đạo ở đó dễ được đề bạt mà. Trung Quốc mất vài chục năm, bây giờ muốn tham gia quốc tế thì tôi thấy gia nhập WTO là sớm hay muộn. Mà một khi tham gia vào WTO thì nhất định phải tuân thủ quy định quốc tế, sẽ gặp hệ thống kinh tế nước ngoài tiến vào. Nếu chúng ta không thể phát triển mình thật nhanh thì tình cảnh sau này càng bất lợi hơn. Vương Lệ Quyên đầy cảm xúc nói. Đúng là như vậy, nhưng chú trọng phát triển thì cũng cần chú trọng bảo vệ hoàn cảnh. Nước ta bây giờ đang trong giai đoạn trước công nghiệp hóa, cũng chính là tiến vào giai đoạn công nghiệp nặng. Ngành sản xuất ở nước ngoài đang tiến vào Trung Quốc theo quy mô lớn, mà nước ta bởi vì từ trung ương đến địa phương đều quá mức chú trọng phát triển kinh tế, rất nhiều ngành sản xuất cùng công ty lạc hậu bị đào thải, thậm chí phát triển đến mức độ nhất định càng ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Mấy vấn đề này nếu không được coi trọng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sinh tồn. Ngày sau muốn khôi phục sẽ phải trả cái giá rất đắt. Triệu Quốc Đống tăng ga, cuối cùng đã chạy qua nội thành Vĩnh Lương. Dọc theo quốc lộ 226 là nơi tập trung nhiều công ty, nhà máy nhất Vĩnh Lương. Xe mới đến thị trấn Hải Yến, Triệu Quốc Đống liền thấy chiếc xe của Tằng Lệnh Thuần trước đây giờ được chuyển sang cho Vương Lệ Mai đi. Xe buýt tới gần nhưng do biển An Đô nên Vương Lệ Mai không quá chú ý. Lệ Mai, lên xe. Vương Lệ Quyên hạ cửa kính xuống rồi gọi em gái. Vương Lệ Mai nhìn rồi vui mừng ra mặt nói. Thị trưởng Triệu, đã lâu không gặp, không thấy ngài về chơi. Lệ Mai, đây không phải tôi đã về sao? Lên xe đi, chị của cô trên đường không ngừng oán giận tôi trước khi đi không bố trí tốt cho chị, hay là sang Hoài Khánh đi. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Sang Hoài Châu làm tránh văn phòng ủy ban quận cho chị cô. Thị trưởng Triệu, có người nói như ngài không? Vương Lệ Quyên yêu kiền nhìn Triệu Quốc Đống. Đi thôi, nếu không Vưu tỷ sẽ sốt ruột. Vương Lệ Mai kích động quên mất nói chuyện với lái xe. Thị trưởng Triệu, xe này là bên Hoài Khánh mới mua sao? Vương Lệ Mai thấy xe thoải mái hơn xe mình nhiều, điều hòa cũng mạnh hơn. Sao thế? Triệu Quốc Đống chỉ biết lời của Vương Lệ Mai có vấn đề. Hi hi, Hoài Khánh đúng là giàu, chính quyền thị xã một hơi mua 6 xe buýt đang thông dụng ở Thượng Hải. Lúc ấy làm cả tỉnh xôn xao, sau đó một số nơi cũng muốn làm theo thì ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản cấm việc lợi dụng tài chính mua xe đắt tiền. Việc này không phải do Hoài Khánh gây ra sao? Vương Lệ Mai làm tránh văn phòng ủy ban quận Tây Giang càng lúc càng phát huy sở trường xã giao. Ngoài chủ tịch quận Tông Kiến có chút đáng ghét ra thì Vương Lệ Mai đúng là thích công việc này. Lệ Mai, em không biết sao? Chuyện này do thị trưởng Triệu làm ra đó. Lúc ấy thị trưởng Triệu nói cấp bậc xe 4 bộ máy Hoài Khánh quá thấp, đòi đổi xe nhưng tài chính không có tiền. Thị trưởng Triệu liền vỗ ngực nói nếu công tác thu hồi nợ có hiệu quả tốt thì sẽ đổi xe. Kết quả công tác thu hồi nợ do thị trưởng Triệu phụ trách làm rất tốt, vốn xác định mua mỗi nơi một xe, cuối cùng liền sang thành 6 xe mới làm mọi người tức giận. Vương Lệ Quyên thừa thế nói. Chị nghe bí thư Trần còn bị tỉnh phê bình. Triệu Quốc Đống biết chuyện này. Lúc ấy mua về thấy có chút không ổn nên định để đó không đi. Nhưng hắn lại nghĩ mua rồi thì cứ đi, kết quả không bao lâu tỉnh biết. Nghe nói chủ tịch Ứng còn điểm danh phê bình Hoài Khánh gây ảnh hưởng không tốt. Triệu Quốc Đống nghe trưởng ban thư ký Tiêu Triều nói ra chuyện này, có lẽ là thật. Ở chuyện này Trần Anh Lộc khá khí phách, dám can đảm nhận trách nhiệm. Được rồi, hai chị em đừng ở đó mà bàn tán rồi chụp mũ cho tôi. Tôi thừa nhận mình là người khởi xướng, tôi có trách nhiệm. Chẳng qua bí thư Trần cũng không nói gì, chỉ là bị tỉnh phê bình vài câu mà thôi. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Vương Lệ Quyên. Lệ Quyên, phải học khí phách như bí thư Trần, đừng có học tính cách trẻ con gì cũng không dám đảm đương thì sẽ không trưởng thành được. Nghe lời là được chứ gì? Tôi, thị trưởng Triệu. Vương Lệ Quyên vốn định làm sôi động không khí bằng cách nói thị trưởng Triệu của tôi nhưng đột nhiên nghĩ đến phía sau còn em gái mình nên vội vàng ngậm miệng không nói. Vương Lệ Mai không chú ý đến câu nói nhầm của chị. Cô hăng hái nói. Thị trưởng Triệu, hai chị em tôi thay phiên làm bên dưới cho ngài, đây là duyên phận,
ngài phải giúp chị tôi nhiều mới đúng. Triệu Quốc Đống vừa mới đưa tay nhấp ngụm nước và chuẩn bị khởi động xe thì nghe Vương Lệ Mai nói câu làm người ta phải suy nghĩ miên man. Hắn lập tức phun nước trong mồm ra, liên tục ho khan. Hai chị em thấy Triệu Quốc Đống như vậy đều ngẩn ra và lập tức có phản ứng đến độ đỏ mặt. Vương Lệ Mai vừa xấu hổ vừa giận mà đấm vào vai Triệu Quốc Đống. Có lãnh đạo nào như ngài, suốt ngày nghĩ xấu xa, hạ lưu. Vương Lệ Quyên má đỏ bừng lên và cũng tức giận. Chẳng qua việc này không thể trách Triệu Quốc Đống, cho dù ai nghe câu này chẳng phỉ suy nghĩ, đây không phải là tư tưởng xấu, hay nghĩ bậy mà là do lời nói có vấn đề, khó trách hắn có phản ứng quá độ. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay lên đầu hàng. Tôi hèn hạ, vô sỉ là được chứ gì, tôi không làm gì với chị mà. Nhưng Lệ Mai, nói thật là chị nói đúng là quá hung dữ, tôi dám cá là ai nghe thấy đều phải suy nghĩ. Chuyện này làm không khí trở nên hài hòa hơn nhiều. Chẳng qua hai cô suy nghĩ một chút và thấy không thể trách được Triệu Quốc Đống. Ai bảo Vương Lệ Mai nói chuyện lại không quá để ý. Cũng may chỉ có Triệu Quốc Đống và hai chị em, có người ngoài không phải xấu hổ chết sao. Triệu Quốc Đống đến cửa thị ủy Ninh Lăng liền gọi điện cho Giản Hồng. Giản Hồng rất nhanh chạy xe Nissan 98 đi ra, đây là xe mới của Vưu Liên Hương. Triệu Quốc Đống lại đi một vòng đón La Băng, hai xe sáu người nhanh chóng chạy về phía nam Ninh Lăng. Vương Lệ Mai không quá xa lạ La Băng, dù sao La Băng trước cũng là trưởng phòng thông tin Hoa Lâm, hai người là mỹ nữ trong ngành. Chẳng qua tính cách La Băng khá lạnh nhạt, không thích giao tiếp. La Băng lên xe mới phát hiện ra có hai chị em Vương Lệ Mai, Triệu Quốc Đống giới thiệu qua loa rồi chạy thẳng đến Hoa Lâm. Không khí trong xe hơi vi diệu nhưng Triệu Quốc Đống không buồn giải thích. La Băng nhận được điện của Triệu Quốc Đống cũng có chút lo lắng. Sau chuyện hôm đó đã là gần năm. Hai người đều vô thức cố gắng né tránh nhau ra, tránh xuất hiện chuyện như lần trước. Mặc dù gặp ở chỗ Trình Nhược Lâm hai lần nhưng đều cố khống chế mình. Ngay cả Trình Nhược Lâm đều nói quan hệ của hai người sao lại trở nên lạ lùng như vậy. Khi Triệu Quốc Đống gọi tới bảo cô là hai tiếng sau hắn đến Ninh Lăng, mời cô cuối tuần cùng bạn đến Ninh Lăng nghỉ, La Băng cũng không biết sao mình lại lập tức đồng ý. Chẳng lẽ sâu trong lòng mình mong đợi cuộc gặp gỡ này? Quyển 10, chương 9-19. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã xây dựng xong giai đoạn 2. Triệu Quốc Đống cùng Minh Hư đạo trưởng đi thăm Kỳ Lân Quan. Chính điện đã được xây dựng lại nhưng làm theo kiểu cổ. Minh Hư rất chào đón khi Triệu Quốc Đống tới. Nói Triệu Quốc Đống là người có công tái tạo lịch sử của Kỳ Lân Quan cũng không quá. Nếu không phải lúc ấy Triệu Quốc Đống nghĩ cách để nơi này được công nhận, nghĩ cách phát triển khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân thì Kỳ Lân Quan đâu được như hôm nay. Cho nên người khác tới y có thể không tiếp, nhưng Triệu Quốc Đống đến thì Minh Hư nhất định sẽ đi cùng. Minh Hư đạo trưởng, xem ra Kỳ Lân Quan đã khác hẳn trước đây, quy mô lớn hơn mấy lần, lượng khách cũng gấp chục lần phải không? Thêm vài phần náo nhiệt nhưng giảm thanh tĩnh, đúng là có được thì có mất. Triệu Quốc Đống bùi ngùi nói. Triệu thí chủ nói đúng, hương khói của Kỳ Lân Quan đã nhiều hơn trước nhưng bần đạo lại thấy rất phiền não, rất nhiều thứ không muốn quản lại không thể không quản. Minh Hư đạo trưởng mặt mày buồn bã là điều Triệu Quốc Đống có thể nhận ra. Triệu Quốc Đống cũng thầm nói với tính cách của Minh Hư đạo trưởng thì sẽ không cự tuyệt với Hồng Trần. Chỉ cần có thể vì lợi ích và danh tiếng Kỳ Lân Quan thì phiền não hơn nữa Minh Hư đạo trưởng cũng sẽ làm. Nhập thế tức là xuất thế, Minh Hư đạo trưởng nhất định đã thấy rõ điều này. Triệu Quốc Đống cười nói. Cũng đúng, bần đạo thật ra cảm thấy Triệu thí chủ có duyên với đạo giáo. Ồ, đúng. Trong quan có một vị du phương đạo trưởng nói là biết thí chủ. Không biết thí chủ có biết người này không? Khi Minh Hư đạo trưởng miêu tả về người kia làm Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn liên tục hỏi Minh Hư đạo trưởng là người đó còn ở đây không? Minh Hư đạo trưởng không rõ, hàng năm có không ít đạo sĩ tới Kỳ Lân Quan hành hương, thường cũng có 30 đạo sĩ bên ngoài đến ở Kỳ Lân Quan khá lâu. Kỳ Lân Quan bây giờ nhiều tiền nên không tiếc từng đó, lo ăn, lo ở được cho bọn họ. Khi Triệu Quốc Đống đến chỗ ở của sư phụ thì đối phương đã đi trước đó nửa tháng. Triệu Quốc Đống dựa cửa đứng đó và nhớ lại chuyện trước đây. Hắn không hy vọng xa vời là có thể gặp sư phụ, chỉ cần biết sư phụ còn khỏe mạnh là đủ. Tâm trạng biết tin sư phụ của Triệu Quốc Đống đúng là không thể giấu, điều này làm mấy người Vưu Liên Hương cảm thấy tò mò không biết sao hắn lại có tâm sự. Nhưng hỏi thì Triệu Quốc Đống lại ra vẻ thần bí không giải thích. Ồ! Tôi nói thấy xe của trưởng ban Vưu ở cửa quan thì đoán có phải trưởng ban Vưu đến Kỳ Lân Quan không? Không ngờ trưởng ban Vưu cùng trưởng ban thư ký Giản cũng ở đây.
Ngoài sân có tiếng ồm ồm vang lên. Triệu Quốc Đống nghe thấy hơi quen tai, lại thấy La Băng hơi biến sắc liền cười thầm trong lòng, không ngờ gặp phải tên này ở đây. Vưu Liên Hương và Giản Hồng không khỏi nhíu mày, tất nhiên không ngờ lại gặp Trần Đại Lực ở đây. Trần Đại Lực vào nhìn thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở giữa làm nghiên cứu trở nên cứng đờ lại, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thị trưởng Triệu, ngài về lúc nào vậy, sao không báo một tiếng? Sao vậy Đại Lực, chẳng lẽ tôi về Hoa Lâm còn cần đến chỗ anh lấy giấy thông hành sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đối phương rồi cúi đầu gắp thức ăn. Trần Đại Lực không hề phật lòng với câu nói châm chọc của Triệu Quốc Đống. Da mặt y đúng là dày như da trâu. Trần Đại Lực cười nói. Thị trưởng Triệu, xem ngài nói kìa, ngài đây không phải nói xấu tôi sao? Ngài có thể về Hoa Lâm là làm Hoa Lâm được vinh dự. Kỳ Lân Quan còn không phải trở nên nổi tiếng trong tay ngài sao? Trưởng Ban Vưu, trưởng Ban Giản, hai vị nói có đúng không? Đối mặt người như vậy thì đúng là không thể dùng lẽ thường mà hình dung. Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực không buồn nói chuyện. Hắn vốn muốn cho Trần Đại Lực một bài học nhưng người ta không cho hắn cơ hội, mặt lúc nào cũng cười cười ra vẻ nịnh bợ lấy lòng. Đại Lực, tôi nói mình ở Hoa Lâm 3 năm sao không phát hiện nhân tài là anh chứ? Tôi vừa đi, anh liền nhảy lên mấy cấp, xem ra tôi không có mắt, không biết nhìn người rồi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Sao, làm cục trưởng cục thông tin có tốt không? Đâu có, thị trưởng Triệu, không có ngài bồi dưỡng thì Trần Đại Lực tôi đâu có ngày hôm nay. Trần Đại Lực mặt mày vẫn tươi cười. Bỏ đi, anh đừng đứng đây làm tôi mất hứng ăn. Chúng tôi đang ăn, anh đi làm việc của mình đi. Triệu Quốc Đống không muốn khách khí với đối phương liền trực tiếp nói. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Trần Đại Lực biến sắc và có chút tức giận. Đúng thế. Lúc trước mình ở Hoa Lâm đúng là hơi ngông cuồng, chẳng qua cũng không làm gì con La Băng mà. Hơn nữa con điếm La Băng cũng không quan hệ gì với họ Triệu, không phải ả Trình Nhược Lâm có quan hệ với hắn sao? Mình nói lấy lòng mà đối phương vẫn như vậy làm Trần Đại Lực thẹn quá hóa giận. Dù có Vưu Liên Hương và Giản Hồng ở đây thì Vưu Liên Hương cũng phải nghe Bí Thư Hoàng, về phần Giản Hồng chờ đến khi làm được trưởng ban thư ký thị ủy may ra mới có thể có quyền lên tiếng. Thị trưởng Triệu. Xem ra tôi đúng là làm ngài mất hứng rồi, xin lỗi. Chẳng qua tôi muốn nói một câu, Trần Đại Lực tôi không có tật xấu gì cả, chẳng qua hành vi hơi quá một chút, chẳng qua thật sự không có ý nhằm vào ngài, cho nên mời ngài đừng hiểu nhầm. Trần Đại Lực lạnh nhạt nói như vậy làm Triệu Quốc Đống đang buồn bực sáng mắt lên. Thú vị, mình còn tưởng Trần Đại Lực đúng là có thể nhịn, như vậy hắn phải đánh giá lại đối phương. Trần Đại Lực, anh nhằm vào tôi hay không thì không quan hệ. Nhưng anh phải nhớ đừng để tôi nghĩ anh nhằm vào tôi. Tôi tính cách nói tốt cũng tốt, nói không tốt thì cũng đúng, là kẻ nhỏ nhen, có thù phải trả. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói như vậy làm mặt Trần Đại Lực lúc trắng lúc đỏ, một lúc lâu sau mới nói được. Thị trưởng Triệu, ngài nói gì vậy, còn nhớ lúc đó. Ồ, thì ra có người cảm thấy tôi đã đi. Đúng thế, tôi đã rời khỏi Ninh Lăng nhưng biết đâu ngày nào đó tôi về thì sao. Vậy thì sợ có người ăn không ngon ngủ không yên. Triệu Quốc Đống nhìn Trần Đại Lực, khinh thường nói. Anh tự thu xếp cho mình đi. Nhìn Trần Đại Lực xám xịt rời đi, Vưu Liên Hương và Giản Hồng khẽ lắc đầu. Trần Đại Lực bây giờ được Hoàng Lăng coi trọng, mặc dù hai người có thân phận quan trọng hơn Trần Đại Lực nhưng lúc này các cô mở miệng nói là không tiện. Hoàng Lăng sao lại dùng kẻ như vậy? Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tâm trạng đang tốt lại bị người này phá vỡ, đúng là mất hứng. Quốc Đống, cậu không cần phải mất hứng với kẻ như vậy. Nếu trước không phải do Hoàng Côn dung túng thì Trần Đại Lực đâu to gan như vậy. Y không phải chỉ là con chó thích sinh sự sao. Tôi thật ra thấy Hoàng Côn mới không ra gì. Vưu Liên Hương nói. Hừ, tôi cũng biết, nhìn thấy Y là tôi tức giận không phát tiết là không thoải mái. Tôi cũng muốn xem tên Trần Đại Lực có thể duy trì được bao lâu. Nếu lần sau gặp mà Y vẫn tươi cười như hôm nay thì tôi coi Y là nhân tài. Về phần Hoàng Côn người này ra vẻ rộng rãi nhưng thật ra hẹp hòi. Tôi dám nói là con chó giữ cửa cũng là đánh giá cao y. Hoa Lâm nếu không phải có Đường Diệu Văn thì có lẽ sẽ như ngôi sao chổi. Đáng tiếc Đường Diệu Văn chỉ là người kéo xe mà không biết ngẩng đầu nhìn đường. Nếu không Hoàng Côn đâu có thể ngồi yên ở vị trí bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống nói sắc bén như vậy làm Vưu Liên Hương và Giản Hồng cười khổ một tiếng. Triệu Quốc Đống phân tích quá chính xác. Cục diện huyện Hoa Lâm bây giờ chính là như vậy. Hoàng Côn không có bản lĩnh gì nhưng lại có thể khống chế tốt cục diện trong huyện.
Đường Diệu Văn làm việc thật nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc của Hoàng Côn, vì thế quan hệ hai người này càng lúc càng căng thẳng khiến kinh tế Hoa Lâm cũng bị ảnh hưởng. Điều này Vưu Liên Hương là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy nắm rõ, chỉ là Hoàng Lăng tạm thời không muốn điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm nên cô cũng chịu. Quyển 10, chương 100. Khu du lịch đã sớm để dành một hồ nước cho mấy người Triệu Quốc Đống, bên cạnh còn có mấy ao nhỏ. Nơi này vừa vặn để mọi người cùng ngâm mình trong hồ lớn, cũng có thể để một mình hoặc một hai người ở riêng và nói chuyện. Triệu Quốc Đống và La Băng chọn một ao nhỏ, điểm này cũng không làm người ta nghi ngờ. Dù sao ai cũng biết Triệu Quốc Đống vừa nãy nhằm vào Trần Đại Lực là vì La Băng. Triệu Quốc Đống bây giờ ngồi nói chuyện với La Băng có lẽ chính là muốn hiểu thêm về biểu hiện của Trần Đại Lực sau khi lên thị xã. Cũng được, hai tháng nay hắn còn biết giữ quy củ. Nhưng có một hai lần uống giả say nói linh tinh, bị tôi mắng liền im ngay. La Băng ngồi trong ao nước dùng khăn lau cơ thể mình. Ồ, hắn bây giờ ngoan ngoãn như vậy sao? Lạ đó. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ Trần Đại Lực lên làm cục trưởng thì cuộc sống La Băng sẽ không quá tốt, như vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp điều La Băng đến Hoài Khánh, nếu không đúng là khó ăn nói với Trình Nhược Lâm. Có lẽ do sự quan tâm của trưởng ban Vưu và trưởng ban Giản với tôi nên Trần Đại Lực biết được mà không dám làm càn. La Băng khẽ thở dài một tiếng. Nhưng bên cạnh có người như vậy đúng là không thoải mái. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. La Băng, thực ra chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn có thể làm gì chứ? Hắn chẳng lẽ có thể đuổi chị sao? Hắn nếu thật sự biết như vậy thì đỡ, tôi cũng không phải suốt ngày đề phòng hắn. La Băng liếc nhìn Triệu Quốc Đống. Tâm tư phụ nữ thực ra khác đàn ông, điều mà đàn ông thấy không sao nhưng phụ nữ chúng tôi lại thấy nó rất quan trọng. Triệu Quốc Đống gật đầu, La Băng rất coi trọng thanh danh của mình nên mấy năm ở Hoa Lâm đều tỏ vẻ lạnh nhạt để tránh cho đàn ông làm phiền. Chẳng qua La Băng có vẻ không bài xích, xa lánh hắn. La Băng cảm nhận được Triệu Quốc Đống đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô cố ngồi sâu xuống nước. La Băng mặc bộ đồ hai mảnh trông rất quyến rũ, bộ ngực căng tròn làm áo tắm căng phồng lên. Nhưng loại áo tắm này thường có cổ áo thấp và lộ ra nửa vòng cung và khe sâu quyến rũ kia. La Băng cũng thấy áo tắm của mình hơi nhỏ một chút, nhưng đây đã là cỡ lớn nhất, non nửa vú lộ ra ngoài làm cho thi thoảng phải kéo kéo áo tắm để phòng lộ ra quá nhiều. Nhưng mặc dù như vậy cô cũng biết nếu có người ngoài ở đây thì đúng là xấu hổ chết được. Cũng may Triệu Quốc Đống này thì khác, thứ cần sờ hắn đã sờ, để hắn nhìn một chút cũng không sao. Ánh mắt nóng rực của Triệu Quốc Đống làm La Băng run lên. Sau lần đó, một năm qua cô đã nhiều lần mơ về cảnh mình và đối phương đùa chơi, mỗi lần như vậy bên dưới lại ẩm ướt khiến cô phải đi tắm. Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng không có nghĩa La Băng không nghĩ tới điều này. La Băng có đôi khi thầm nghĩ nếu đêm đó hắn ở phòng mình thì có lẽ cuộc sống của mình đã hoàn toàn khác. Trình Nhược Lâm đã nhiều lần trêu cô, có vẻ muốn nghe ngóng tình hình. Miệng La Băng rất chặt, ngay cả Trình Nhược Lâm có quan hệ mật thiết cũng không thể lộ. Tình cảm là thứ đặc biệt, La Băng thừa nhận mình có cảm tình với Triệu Quốc Đống, thậm chí nó còn đang phát triển. Nhất là đêm đó làm cho ngọn lửa tình giấu kín trong lòng cô đang trỗi dậy. Nếu không phải lấy nghị lực lớn khắc chế lại thì La Băng không biết mình đã đi đến bước nào. Triệu Quốc Đống cũng lẳng lặng đánh giá người phụ nữ ngồi trước mắt mình khoảng 1 mét. La Băng rất đẹp, cả người đầy hấp dẫn khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng. Mái tóc đen dài buộc lại sau đầu. Vài sợi tán loạn rơi xuống dính vào chiếc cổ trắng, dọc theo chiếc dây áo tắm màu xanh, cặp vú căng tròn càng đẹp hơn khi ngâm trong nước. A La Băng khẽ kêu lên khi tay Triệu Quốc Đống đặt trên tóc cô. Nhưng hơi thở nóng rực trên người hắn làm cô không nhịn được run lên. La Băng không chống cự mà chỉ hơi trốn tránh đôi tay của đối phương. Triệu Quốc Đống không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn trêu đối phương một chút. La Băng hoảng hốt né tránh càng làm hắn muốn chinh phục thêm. Khẽ ngồi xuống bên cạnh La Băng, tay hắn đưa xuống ôm lấy eo La Băng ở trong nước, lúc này La Băng không thể chống cự nổi nên để mặc tay đối phương di chuyển trên người mình. La Băng không có mặt mũi nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô khẽ nhắm mắt lại, hai má đỏ hồng, cặp mông đã từ từ ngồi trên đùi Triệu Quốc Đống. Cổ quý của hắn đã không thể khống chế mà ngóc đầu dậy rồi chạm vào giữa hai chân La Băng. Tư thế này làm La Băng rất xấu hổ nhưng lại mong chờ. Triệu Quốc Đống rất từ tốn mà kiên định vén áo tắm của cô lên, một đôi vú hoàn mỹ đã lộ ra. La Băng rất xấu hổ nhưng lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Cô biết Triệu Quốc Đống vẫn thèm muốn ngực mình.
thực ra không phải mình Triệu Quốc Đống mà ai lần đầu nhìn cô đều không nhịn được nhìn đến ngực, sau đó tới mông, cuối cùng lại vòng về ngực. Triệu Quốc Đống đúng là đang bị hấp dẫn hết vào đó. Ngực La Băng không hề rủ xuống, phú cao vút, điểm đỏ màu hồng rất đẹp, khi Triệu Quốc Đống khẽ xoa một chút làm nó cứng lên. Dòng nước nóng vừa vặn chạy ở bên dưới mông La Băng, Triệu Quốc Đống không thể chịu nổi dán sát mặt mình vào giữa ngực cô. Hắn như đứa trẻ con tham lam bú mút núm vú đó. La Băng bị kích thích run lên như điện giật, lúc này cô không thể có chống cự gì, chỉ có thể ôm chặt đầu Triệu Quốc Đống, ép chặt đầu hắn vào mình. Vật bên dưới đang muốn chạm vào cấm địa mà đã lâu không ai tiếp xúc tới. Đồ tắm của cả hai đã thành trở ngại lớn nhất, một tay Triệu Quốc Đống đã đưa xuống dưới mông La Băng, chỉ còn cách một chiếc quần mỏng là chạm được vào đóa hoa thần bí đó. La Băng thậm chí quên đi mấy chục mét bên ngoài có người đang tắm, cũng quên đi Trình Nhược Lâm, lúc này cô đang chìm trong lửa dục. Triệu Quốc Đống cũng là như vậy, có lẽ do hoàn cảnh kích thích hắn, La Băng lại là trái táo chín mà không ai chinh phục, hắn muốn ăn nó. Mặc dù trong hoàn cảnh này nhưng Triệu Quốc Đống tin mấy người Vưu Liên Hương sẽ không sang đây. Hắn hoàn toàn có thể ở đây ăn cháo táo mà thèm muốn từ lâu. Vấn đề nằm ở chỗ như vậy có thích hợp không? Sau lần La Băng say rượu, Triệu Quốc Đống đã biết cô có cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng gần như không, chồng cũ của cô bị bệnh nên cô chưa được nếm thử quan hệ nam nữ chính thức. Quyển 10, chương 101. La Băng như vậy nên Triệu Quốc Đống càng thấy thương tiếc cho cô. Từ một người được bao nhiêu mong đợi rồi phải xuống xã, cuối cùng dựa vào cố gắng của mình mà tiến lên từng bước, kết quả gặp đả kích về hôn nhân khiến nhiều người phụ nữ không thể gượng dậy. Nhưng La Băng vẫn có thể kiên trì đi tới. Đôi nam nữ ngồi trên miệng núi nửa không nhịn được run lên. Đôi mắt đẹp của La Băng đã mở, đôi môi anh đào khẽ hé ra, vẻ mặt si mê làm cho mọi người đàn ông có thể điên cuồng. Triệu Quốc Đống khẽ giơ mặt cô lên rồi hôn. Bước cuối cùng chỉ còn là trong nháy mắt. Tay Triệu Quốc Đống đã đẩy quần bơi của La Băng sang bên, nước nóng mật ngọt như trào ra, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận được miếng thịt nóng ấm đang mong mình tiến vào. Thị trưởng Triệu, thị trưởng Triệu. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vương Lệ Mai và kéo đôi nam nữ trở lại thực tế. La Băng hốt hoảng vùng tránh, một bên kéo áo tắm xuống rồi quay người nghẹn ngào nói với Triệu Quốc Đống. Như vậy có thể bị nhìn ra không? Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc thu lại bàn tay và khẽ vuốt lên mặt đối phương. Nửa bên vú vẫn còn run rẩy, điểm đỏ hồng vẫn vươn ra làm Triệu Quốc Đống không nhịn được đưa tay sờ soạng. Anh! La Băng u oán trừng mắt nhìn hắn, bây giờ là lúc nào mà còn? Triệu Quốc Đống lưu luyến bỏ tay ra cười nói. Còn có hơn chục mét mà, đâu nhanh như vậy, chẳng qua vẻ mặt của chị sẽ lộ đó. Vậy sao bây giờ? La Băng hốt hoảng đi lên trên. Mới đi được hai bước thì lại thấy bên dưới có chút không đúng. Cô cúi đầu nhìn thì thấy quần bơi đã bị Triệu Quốc Đống đẩy ra, chỗ bí ẩn lộ hơn phân nửa trước mắt hắn. Cô vừa xấu hổ vừa vội vàng ngồi xuống sửa lại quần, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đang bị chấn động khi nhìn thấy, giữa hai chân trắng nõn là đám cỏ đen, miếng thịt đỏ và khe rãnh sâu đúng là làm hắn ghi nhớ suốt đời. Vương Lệ Mai cố ý đi chậm vì nghĩ hai người kia có chuyện cần bàn. Mình tùy tiện xuất hiện có chút không ổn. La Băng này lúc ở Hoa Lâm nghe nói bị Trần Đại Lực và Hoàng Côn làm khó dễ. Điều này khiến cho Triệu Quốc Đống gây khó khăn cho người ứng cử vào chức phó chủ tịch huyện Hoa Lâm do Hoàng Côn đề cử, cuối cùng làm cho việc vốn nghĩ thành công lại thất bại. Bây giờ Trần Đại Lực là lãnh đạo của La Băng lại xuất hiện và bị Triệu Quốc Đống mắng cho một trận, ngày sau khó tránh khỏi Trần Đại Lực chút giận lên đầu La Băng. Triệu Quốc Đống nói chuyện với La Băng chắc là nghĩ biện pháp giúp. Chẳng qua cô không ngờ hai người nghĩ biện pháp bằng cách kia. Triệu Quốc Đống thấy mặt La Băng đỏ như lửa nên cũng lo cô lộ ra nên vội vàng đi lên trước và định lên bờ gặp Vương Lệ Mai. Chẳng qua vật bên dưới đang dựng đứng, hắn chỉ có thể ngâm mình trong nước và cho nó dần bình thường lại. Lúc này Triệu Quốc Đống mới vội vàng nhảy lên bờ. Triệu Quốc Đống một bên nói cảm ơn một bên nhìn số máy, là Cổ Tiểu Âu gọi tới. Nghe điện Triệu Quốc Đống mới biết Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San. Đồng Úc không có việc gì nên muốn tới Hoài Khánh chơi. Triệu Quốc Đống nói mình không ở Hoài Khánh mà về Hoa Lâm, Cổ Tiểu Âu liền nói đến ngay Hoa Lâm, bảo Triệu Quốc Đống bố trí chỗ cho các cô. Triệu Quốc Đống vội vàng can vì bây giờ đã là 8 giờ, từ An Đô đến Hoa Lâm cũng hơn 4 tiếng vậy không phải đến đêm sao. Nhưng tính của Cổ Tiểu Âu đã quyết định thì không ai khuyên nổi, Triệu Quốc Đống khuyên mấy câu mà vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bảo Cổ Tiểu Âu đưa máy cho Kiều San rồi dặn ba cô đi từ từ, cẩn thận.
hắn thà chờ muộn một chút cũng muốn các cô cẩn thận. Khi Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, La Băng lúc này đã về hồ chính bên kia với mấy người Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương hỏi Triệu Quốc Đống là ai gọi mà nghe hơn chục phút, Triệu Quốc Đống đành bất đắc dĩ nói có mấy cô em gái tới, điều này làm mấy cô Vưu Liên Hương có chút kỳ quái. Cũng may Triệu Quốc Đống không thèm để ý, nếu hắn dám nói thì cũng không sợ mấy cô này châm chọc. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đang có chút nuối tiếc việc với La Băng. Cặp ngực to và bờ mông của La Băng đúng là có thể so sánh với Vưu Liên Hương, nhất là khi hai cô trèo lên bờ, ngực nhấp nhô khiến cho quần bơi không che lấp hết cánh mông trắng nõn. Ba cô gái cổ Tiểu Âu đến 1 giờ đêm mới tới nơi, Triệu Quốc Đống mỗi ngày đều tập luyện nên không mệt, chẳng qua mấy cô gái khác chỉ nói chuyện đến hơn 11 giờ rồi đi ngủ. Ba cô cổ Tiểu Âu xuống xe cũng không chịu nổi, bọn họ lên phòng rửa mặt rồi vào giường ngủ. Triệu Quốc Đống về đến phòng đã là 2 giờ. Hắn đang định nghỉ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cổ Tiểu Âu mặc váy ngủ lẻn vào. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, khách sạn nhiều người quen như vậy. Mặc dù mọi người sớm ngủ nhưng Kiều San cùng Đồng Úc cũng ở một gian phòng, cổ Tiểu Âu lại sang phòng hắn là sao? Sáng mai cổ Tiểu Âu lại không dậy sớm thì không phải bị phát hiện ư? Nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của cổ Tiểu Âu, hắn cũng không đành lòng từ chối nên đành phải ôm lấy cô mà lên giường. Cũng may cổ Tiểu Âu rất mệt, chỉ vài phút sau đã ngủ. Khi cổ Tiểu Âu mơ màng cảm thấy có người ôm mình, cô khẽ mở mắt thấy là Triệu Quốc Đống thì yên tâm ôm eo hắn, để mặc hắn bế mình về phòng. Triệu Quốc Đống làm xong thì trời đã gần sáng, thời tiết trên núi rất mát mẻ khiến hắn không khỏi muốn ra ngoài đi dạo. Triệu Quốc Đống mất nửa tiếng đi vòng quanh núi và phát hiện không ít người cũng có suy nghĩ giống mình. Khu du lịch có nhiều khách thuê phòng nhiều ngày để đến đây nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống giới thiệu ba người cổ Tiểu Âu với mấy người Vưu Liên Hương, dù là Vưu Liên Hương, Vương Lệ Quyên hay La Băng đều rung động về vẻ ngoài của mấy cô cổ Tiểu Âu. Cổ Tiểu Âu cao 1m78, Kiều San cùng Đồng Úc cũng ao 1m75, dáng người phải nói là chuẩn, hơn nữa đều mặc quần bò, sáu đôi chân dài trắng nõn đúng là đang thi đùi đẹp với nhau. Cổ Tiểu Âu có dòng máu Lai nên càng hấp dẫn hơn cả, mũi cao, da tây trắng nõn, mái tóc tết đuôi ngựa trông khá động lòng. Kiều San lại có cặp mắt thông minh, miệng luôn nở nụ cười tinh nghịch làm người khác muốn véo mặt cô. Đồng Úc lại có dáng người thon thả nhất trong ba cô, tóc dài, trên mặt luôn lộ ra vẻ ngượng ngùng làm người ta thấy thương tiếc. Ba cô gái xinh đẹp như vậy làm Vưu Liên Hương rất chấn động, nhưng khí chất của mấy người Vưu Liên Hương cũng làm ba cô cổ Tiểu Âu giật mình. Triệu Quốc Đống đúng là không biết nói gì, bảy tá người phụ nữ đi cùng một người đàn ông đúng là không thỏa đáng. Phải tìm cách lượn đi nếu không sẽ có phiền phức không đáng có. Cũng may ba cô cổ Tiểu Âu lên đến núi liền bị hoàn cảnh thiên nhiên hấp dẫn và gào ầm lên đòi đi leo núi. Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ, cũng may có Vương Lệ Mai nên giao hết cho cô. La Băng sau khi cùng với Triệu Quốc Đống nên bây giờ rất xấu hổ và chủ động cùng đi vào núi với ba cô cổ Tiểu Âu. Vương Lệ Mai tất nhiên là chào đón, năm cô gái ăn sáng xong liền trực tiếp vào thẳng núi Hốt Luân. Bên dưới núi Hốt Luân cũng xây dựng nhiều khách sạn, chẳng qua các thắng cảnh xung quanh núi thì còn nhiều chỗ đợi khai thác, còn chờ ba công trình mới khiến cho phương viên khu vực rừng nguyên thủy hơn 10 km quanh núi Hốt Luân bao vào đó. Công ty Tinh Lãng mặc dù cũng đã đưa ra kế hoạch giai đoạn 3 của khu du lịch nhưng dù sao với năng lực tài chính của công ty bây giờ là không dễ nếu cùng làm với khu du lịch bên huyện Thương Lãng. Quyển 10, chương 102. Triệu Quốc Đống đã tới núi Hốt Luân nhiều lần nên không có hứng thú. Vưu Liên Hương và Giản Hồng cũng không có hứng thú, Vương Lệ Quyên cũng đi một vòng rồi thấy mình không tiện xen vào nên để mặc mấy người Vương Lệ Mai đi chơi. Quốc Đống, bao giờ thì về Ninh Lăng? Vưu Liên Hương nói. Vưu tỷ, tôi hôm nay không phải về sao? Triệu Quốc Đống vừa nói như vậy liền nghĩ ra ý trong câu nói của đối phương. Hắn ngẩn ra rồi cười nói. Vưu tỷ, chị không phải bảo tôi về Ninh Lăng làm đó chứ? Vì tên Trần Đại Lực nên về xử lý sao? Không, tôi nói đây là sự thật, tôi nghe người trên tỉnh nói cậu biểu hiện rất xuất sắc ở Hoài Khánh, mấy lãnh đạo tỉnh đều khen việc đã đặt cậu tới Hoài Khánh là đúng đắn. Chẳng qua nếu cậu biểu hiện ở Hoài Khánh quá xuất sắc thì thị trưởng Hà ở đó sẽ như thế nào? Lãnh đạo chẳng lẽ không suy nghĩ đến chuyện phó đoạt trưởng sao? Vưu Liên Hương hiểu rõ tình hình của Triệu Quốc Đống, thậm chí còn có thể biết ấn tượng của Triệu Quốc Đống trong mắt lãnh đạo tỉnh. Xem ra nửa năm qua cô cũng không nhàn nhã. Cô vừa nghi ngờ Hoàng Lăng, đồng thời cũng cân nhắc xem làm như thế nào ngồi ổn định trên vị trí. Hà Chiếu Thành hình như đã công tác ở Hoài Khánh được một thời gian,
cùng lên chức với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc chưa đi thì về cơ bản y không có cơ hội. Mà tôi thấy trên tỉnh muốn Trần Anh Lộc ở Hoài Khánh một thời gian, ít nhất Hoài Khánh khởi sắc thì Trần Anh Lộc mới đi được. Mà Hà Chiếu Thành bị kẹp ở giữa cậu Trần Anh Lộc, tiếng tăm bị cậu đoạt hết, chẳng lẽ còn cứ tiếp tục như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Có lẽ hôm qua hắn nói chuyện với Trần Đại Lực làm Vưu Liên Hương có chút xúc động, cho nên Vưu Liên Hương mới có thể nói như vậy. Vưu tỷ, tôi về làm gì? Làm phó thị trưởng thường trực ư? Vậy còn thị trưởng Trương? Triệu Quốc Đống cười nói. Nghiêm Lập Dân có lẽ sẽ đi, nghe nói rất có thể lên làm phó giám đốc thường trực sở công an, cũng có nói y lên đảng ủy chính pháp tỉnh làm phó bí thư, cậu tới vừa lúc có thể thay y. Vưu Liên Hương lạnh nhạt nhìn Triệu Quốc Đống, cô không tin Triệu Quốc Đống không biết gì về bên Ninh Lăng này. Về làm phó bí thư Ninh Lăng chẳng lẽ làm người ta mong chờ hơn là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh sao? Vưu tỷ, tôi chưa nghe thấy việc lão Nghiêm sẽ động đó. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói, đây là hắn nói thật, trong thời gian này hắn dồn hết tâm trí vào mấy việc bên Hoài Khánh, không nhiều thời gian lên tỉnh, cũng không có tâm trạng nghe ngóng việc không liên quan tới mình. Lão Nghiêm mà đi thì chị Vưu tỷ có thể nhận mà. Chẳng lẽ chị không sợ tôi về chiếm vị trí đó của mình sao? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Nói gì thế, Vưu tỷ này mà là người như vậy sao? Ha ha, đùa chút thôi mà Vưu tỷ, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ninh Lăng bây giờ đang phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 toàn tỉnh. Nghe nói lãnh đạo tỉnh đều khen về khí phách của Hoàng Lăng. Theo xu thế này thì trong 3, 5 năm Ninh Lăng nhảy vào nhóm thứ 2 là không khó. Thị trưởng Triệu, Ninh Lăng phát triển đúng là nhanh, nhất là đầu tư từ ngoài càng xếp thứ 2 toàn tỉnh và chỉ kém mình An Đô, tốc độ tăng trưởng cũng cao và ném các thị xã khác ở phía xa. Nhưng đây là công lao do ngài tạo trụ cột, mấy hạng mục đầu tư lớn của thị xã đều là về khu khai phát, đều nhằm vào trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện mà tới. Thoáng cái khiến cho chỉ tiêu của thị xã tăng mạnh. Giản Hồng gật đầu nói. Bí thư Lưu Như Hoài cùng chủ nhiệm Lô Miễn Dương đã nhiều lần nhắc tới ngài, nói tất cả đều do tâm huyết của ngài mà đạt được trụ sở đó, bọn họ đều nhờ ngài, nếu không khu khai phát sao được như bây giờ. Giản Hồng, lời này về sau chị không nên nhắc tới, giống như khu khai phát không có tôi sẽ không phát triển vậy. Trái đất vận chuyển liên tục có dựa vào ai đâu. Dù tôi lúc làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát đã thực hiện một số chuyện nhưng đó là do mọi người đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa công việc sau này do Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương cố gắng đạt được, không quan hệ đến tôi. Triệu Quốc Đống không muốn dựa vào mấy việc trước đó mà kể công. Vương Lệ Quyên ngồi bên lẳng lặng nghe mấy người nói với tình hình Ninh Lăng. Ở chuyện bên Ninh Lăng thì cô sớm nghe được nhiều, quán trà này khá yên tĩnh, bốn người tìm một chỗ vắng người rồi nói chuyện. Vưu tỷ, Hoàng Lăng bây giờ thế nào rồi? Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương nhân lúc Giản Hồng và Vương Lệ Quyên nói chuyện liền tìm cơ hội đi ra ngoài. Ừ, có lần đầu thì sao không có lần hai? Miệng y càng lúc càng lớn, chẳng qua cách làm cũng càng lúc càng khéo. Không ít công trình xây dựng ở khu khai phát đều dính tới y, nhưng y khá xảo quyệt, chuyện không ăn một mình, đều lưu cho người ngoài miếng thịt nên coi như tuân thủ quy củ trong ngành. Vưu Liên Hương cười cười đầy châm biếm. Không biết y nghĩ như thế nào mà làm chuyện đó nữa. Chẳng lẽ không nghe nói thò tay dài sẽ bị túm tay sao? Tôi thấy sớm muộn sẽ có việc. Triệu Quốc Đống im lặng. Hoàng Lăng được lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao, cho rằng có khí phách, dám nói dám làm. Kinh tế Ninh Lăng trong tay y đúng là phát triển rất nhanh, điều này Triệu Quốc Đống phải thừa nhận. Hắn rời đi, mấy hạng mục ở khu khai phát gặp khó khăn nhưng cuối cùng đều do Hoàng Lăng dứt khoát quyết định làm như thế nào để hỗ trợ các công ty về tài chính. Chính sách, trong này khá mạo hiểm. Cuối cùng các công ty cũng cảm động và đầu tư vào Ninh Lăng. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Lăng, kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, điều này khiến không ít lời chê Hoàng Lăng bị ép xuống. Không phải không ai phản ánh vấn đề lên ủy ban kỷ luật, nhưng dính đến mấy vấn đề xây dựng thì muốn điều tra cũng khó khăn trừ khi anh có chứng cứ thực sự. Còn đâu vài phong thư tố cáo sẽ khó khiến ủy ban kỷ luật điều tra giám đốc sở. Vưu tỷ, tôi vẫn nói câu đó, cẩn thận. Giữ sự vô tư, không được tới quá gần y. Y làm như vậy thì sớm muộn sẽ ngã. Người như vậy nếu trực diện chống lại sẽ không hay, không chừng y chưa ngã xuống thì chị đã hy sinh trước. Chị hùa theo thì khi y ngã thì chị cũng bị liên quan. Vưu tỷ phải nắm chắc chừng mực. Triệu Quốc Đống biết trong thời gian này Vưu Liên Hương khá khó khăn.
Hoàng Lăng đang đầy khí thế, không ai dám chặn đường đó chính là sẽ bị đá sang bên. Ngay cả Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh đều có ấn tượng tốt đối với Hoàng Lăng. Vưu Liên Hương buồn bã nói. Quốc Đống, bây giờ Hoàng Lăng cũng cảm nhận ra gì đó. Vốn do Giản Hồng làm tránh văn phòng thị ủy nhưng cuối cùng lại dở quẻ và do một người từ ngoài điều tới. Lần trước tôi bác bỏ ý kiến của y về điều chỉnh nhân sự nên bị mắng một trận. Bây giờ Nghiêm Lập Dân theo sát Hoàng Lăng, tôi đoán Nghiêm Lập Dân cũng cảm thấy có vẻ không đúng nên đang muốn chạy đi. Ai cũng không muốn bị thùng thuốc nổ này làm tan xương. Lục Kiếm Dân. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Lục Kiếm Dân, hừ, bây giờ đi lại không quá chặt với Thư Chí Cao, y như con rùa rút đầu và không nói gì. Trong hội nghị thường ủy chỉ ngồi im như pho tượng, cũng không biết người này đang nghĩ gì. Vưu Liên Hương nói. Tôi bây giờ đưa mắt thì thấy toàn người xa lạ. Lam Quang và Trương Thiên Phóng thì bây giờ cũng là như vậy, có thể không nói sẽ không nói, bị ép thì chỉ lên tiếng về mảng mình phụ trách. Chu Xuân Tú cùng Tiêu Phượng Minh, Mao Bình lại thân thiện với nhau. Quyển 10, chương 103. Ra khỏi khách sạn Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống cùng Đặng Nhược Hiền bắt tay Phó Tổng Giám Đốc Cơ Giới An Vũ Thích Chí Phong. Tổng Giám Đốc Thích, kinh doanh không còn vẫn có tình cảm. Hoài Khánh chúng tôi nhiệt liệt chào đón Tổng Giám Đốc Thích đến mua nhà máy cơ giới, nhưng vị Tổng Giám Đốc Kim có vẻ quá kiêu ngạo. Chúng tôi là làm kinh doanh, hai bên ngang hàng mà. Cơ giới An Vũ có thể có lựa chọn khác, đồng thời nhà máy cơ giới cũng có thể chọn đối tượng hợp tác khác. Chúng tôi hy vọng hợp tác với cơ giới An Vũ nhưng nếu nghĩ nhà máy cơ giới là ăn may thì người đó đã sai. Thích Chí Phong có ấn tượng tốt đối với vị phó thị trưởng thường trực này. Trong lúc đàm phán Triệu Quốc Đống không nói nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo thứ gì đó có trọng lượng, làm cho xu thế đang nghiêng về cơ giới An Vũ đảo lộn. Điều này làm cho Tổng Giám Đốc Công ty và y cũng có chút tức giận. Vì thế khi Triệu Quốc Đống xuất hiện, Kim Phụng Thù liền kiên quyết không trao đổi với hắn. Thị trưởng Triệu nói quá lời, Tổng Giám Đốc Kim chỉ là thấy bị thị trưởng Triệu gây áp lực nên mới giận dỗi. Chúng ta thay mặt hai bên đàm phán nên đều đại diện lợi ích bên mình. Có chút mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Tổng Giám Đốc Thích không cần lo lắng, tôi không hẹp hòi như vậy. Chẳng qua nhờ Tổng Giám Đốc Thích nói với vị Tổng Giám Đốc Kim rằng tốt nhất là cân nhắc làm như thế nào để cho con sư tử ngủ đã lâu tỉnh lại. Nhà máy cơ giới có nhiều khách hàng, vấn đề chất lượng sản phẩm cũng đã được giải quyết, cũng có đơn đặt hàng ở nước ngoài, hơi có gắng một chút là tài nguyên rất lớn. Chúng tôi suy nghĩ nhà máy cơ giới ở tại Hoài Khánh và mang lại nguồn thuế cho thị xã nên mới nhân nhượng lớn đến thế. Nếu như cơ giới An Vũ nghĩ chúng tôi chỉ muốn ném bao quần áo xuống rồi mặc kệ nhân viên nhà máy nên muốn đưa giá đến mức nào cũng được, như vậy chỉ sợ các anh nghĩ sai. Triệu Quốc Đống dừng lại và nhìn chằm chằm vào Thích Chí Phong khiến đối phương ngẩn ra. Triệu Quốc Đống này quá nhạy bén, một chút tâm tư bên cơ giới An Vũ mà hắn cũng có thể nhận ra. Họ Kim có ý gì xem ra không có hiệu quả với đối phương, ngược lại còn khiến đối phương tức giận. Nếu vì vậy mà khiến cơ giới An Vũ không thể mua lại nhà máy cơ giới thì đúng là khó có thể giải quyết. Cơ giới An Vũ vì việc này đã bỏ không ít tâm huyết, không thể không thành công. Nói chuyện vài câu với đối phương, Triệu Quốc Đống liền lên xe rời đi. Triệu Quốc Đống lên xe rồi gọi cho Đặng Nhược Hiền. Lão Đặng, có lẽ tôi đốt mồi lửa hôm nay đã đủ rồi đó. Thích Chí Phong rất khôn khéo, họ Kim chỉ là con rối mà thôi. Thích Chí Phong chính là lợi dụng họ Kim làm tấm chắn, anh kiên trì thêm một chút, tôi nghĩ bọn họ cũng tới lúc ngả bài rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Đúng, không thể nhân nhượng, anh phải ra vẻ nghiêm túc, làm người ác thì cũng để tôi làm rồi, NS còn sợ gì. Nói tôi tức, cảm thấy dẫn sói vào nhà, cảm thấy mất mặt vì hai tháng phí công nên muốn đổi ngựa. Ừ, anh xem rồi nói. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và thở dài một tiếng. Chuyện giả thần giả quỷ này đúng là tốn công sức, cơ giới An Vũ đúng là khó đối phó, người Hàn Quốc lúc trước vốn nghĩ khó chơi, cuối cùng mới phát hiện người Trung Quốc càng khó đối phó hơn. Tổng Giám Đốc Hàn Quốc trong cuộc đàm phán này chỉ tham gia cho có, chính thức quyết định là do vị phó Tổng Giám Đốc kia, mỗi một điểm, điều khoản đều phải dây dưa, hơn nữa thường lấy các điểm mà Hoài Khánh đã đàm phán với Gia Hoa ra bàn lại, điểm này khiến Hoài Khánh rất bị động. Nếu không phải do hắn đứng ra kết hợp cùng Đặng Nhược Hiền thì đúng là khó đối phó được đối phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài cửa sổ mà khẽ gật đầu. Tháng sau hắn sẽ kết hôn. Tất cả công việc chuẩn bị không khiến Triệu Quốc Đống tốn nhiều tâm trí. Lưu Nhược Đồng cũng không khỏi phải lo gì mấy, nhưng thật ra Lưu Kiều lại khá tận tâm, gần như làm bảo mẫu cho hắn và Lưu Nhược Đồng.
Từ mua nhà đến lắp đặt đều do Lưu Kiều bố trí. Lưu gia cũng không thiếu chút tiền đó nhưng bên nhà trai phải lo. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý, việc này đã có Trường Xuyên lo. Tiệc rượu mới là điều làm người ta tốn tâm trí, cuối cùng chọn ở khách sạn Côn Luân. Không vì gì khác mà Triệu Quốc Đống lúc lên Bắc Kinh hay ở đó nên quen. Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng không chắc. Hắn bây giờ như con chim bay lượn tự do, hắn không biết cuộc sống về sau sẽ có nghĩa gì. Nhưng đi đến bước này thì nếu đột nhiên nói không có tự do thì không phải cũng vô ích sao? Hôn nhân không phải vì hai người, đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Hôn nhân chính trị ư, mình muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để giảm thời gian phấn đấu trong chính trị sao? Hay chỉ đơn thuần kiếm một tấm mai rùa để tránh né dư luận? Lưu Nhược Đồng là như vậy, nhưng hắn thì sao? Triệu Quốc Đống nghĩ tới đây liền cười khổ một tiếng. Cuộc đời có đôi khi đúng là cô đơn và nhàm chán, ngay cả than thở cũng thấy dối trá. Việc cải cách cơ giới cải cách về cơ bản đã xác định xong, công viên Nghĩa Trang quốc tế cũng đang toàn diện xây dựng. Tập đoàn Gia Viên đầu tư rất lớn, bên Hoài Khánh đang tuyên truyền, quảng cáo mạnh. Lấy danh tiếng mấy vị danh nhân, công viên Nghĩa Trang quốc tế Thương Long Dục đã chính thức đứng ở trong các khu vực phong thủy tốt. Ngoài vị trí địa lý có chút hạn chế ra thì thương hiệu Thương Long Dục có thể nói đã bắt đầu được người Trung Quốc ở nước ngoài chú ý. Hai tuần trước trưởng ban tuyên giáo gọi tới hỏi một ngôi mộ, đối phương còn nói rõ bí thư Ninh được một lãnh đạo Trung ương nhờ, muốn thay một Hoa Kiều ở châu Âu chọn, tiền không vấn đề gì, chủ yếu phải được khách hài lòng. Triệu Quốc Đống cũng tốn nhiều tâm trí, tự mình lên Thương Long Dục làm thầy phong thủy một phen, mất cả ngày mới xác định được vị trí. Sau khi xác định xong liền mời hai vị chuyên gia phong thủy đến xem, xác định phong thủy tốt mới dám gọi lên báo cáo. Cuối cùng vị con cháu người Trung Quốc ở châu Âu kia cùng một vị phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đi cùng tới xem mộ và khá hài lòng, còn chuyên môn nói cảm ơn Triệu Quốc Đống, sau đó Hàn Độ cũng gọi tới nói cảm ơn, nói bí thư Ninh rất hài lòng với việc này. Triệu Quốc Đống đúng là giật mình, không nghĩ mình nghĩ cách kiếm tiền nên mới nghĩ ra hạng mục công viên Nghĩa Trang lại mang tới lợi ích về chính trị. Công tác thu hút đầu tư trong thời gian này cũng có hiệu quả, nhưng nếu muốn một bước lên trời như khu khai phát Ninh Lăng thì không thực tế. Cũng may Trần Anh Lộc hiểu cho tình hình hiện tại của Hoài Khánh. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong tới Hoài Khánh một chuyến và khảo sát tình hình phát triển của kinh tế tư nhân tại Quy Ninh cùng Hoài Châu. Trần Anh Lộc, Chiếu Thành cùng Đặng Nhược Hiền đi cùng. Triệu Quốc Đống cùng lãnh đạo thị xã khác tham gia bữa tiệc chiêu đãi. Nhâm Vi Phong khẳng định về sự phát triển kinh tế trong năm của Hoài Khánh, nhưng đây mới là khẳng định. Trong bữa ăn Nhâm Vi Phong cũng nói về tình hình phát triển của Ninh Lăng và Kiến Dương, cho rằng hình thức phát triển của hai nơi này rất tốt. Mà so sánh tuy Vĩnh Lương có tốc độ phát triển nhanh hơn Kiến Dương nhưng lại ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh rất chú trọng việc này. Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu rất tức giận và lo lắng về hoàn cảnh tự nhiên xuống cấp của Vĩnh Lương. Yêu cầu tất cả các nơi trong tỉnh khi phát triển kinh tế thì cũng phải bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, quyết không thể hy sinh hạnh phúc của con cháu vì sự phát triển nhất thời. Mà Bí thư Ninh cũng đồng ý với quan điểm này, trong một hội nghị cũng đã nhấn mạnh. Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc lời nói của Nhâm Vi Phong. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu không quá hòa hợp. Ninh Pháp có quan điểm phát triển kinh tế áp đảo tất cả, nhưng Ứng Đông Lưu lại nhấn mạnh phát triển kinh tế đồng thời cũng phải kết hợp bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng bây giờ quan điểm của Ninh Pháp dần thay đổi. Mặc dù y vẫn nhấn mạnh phát triển nhưng cũng đưa ra hàm ý phải phát triển khoa học, không thể manh động và hy sinh hoàn cảnh để phát triển kinh tế. Ý kiến của hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ở vài phương diện khác nhau, nhưng việc xử lý sai lầm trong phát triển ở Vĩnh Lương lại nhất trí. Đây là hiện tượng để người ta vui mừng. Hoài Khánh thì sao? Hoài Khánh nên đi như thế nào? Tìm cách nào để có con đường phát triển của mình? Quyển 11, chương 1. Cởi chiếc áo vét trên người vứt xuống ghế, Triệu Quốc Đống cảm thấy chưa hôm nay mệt như hôm nay. Bắt đầu từ mấy hôm trước đã chuẩn bị, mặc dù chị gái Triệu Linh San đã tới giúp, còn có cả Vân Hải, thêm cả việc trước đó Lưu Kiều đã chuẩn bị khá ổn. Nhược Đồng cũng xin nghỉ phép một tuần, chẳng qua hai hôm nay Triệu Quốc Đống cũng rất bận. Sáng vừa mở mắt ra Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đã bắt đầu bận rộn, các việc vặt thì có người giúp nhưng có một số việc không thể thoát thân. Thiếp mời đã được gửi đi nhưng đó đều là do Lưu Nhược Đồng đi cùng Lưu Kiều mang đi mời. Triệu Quốc Đống là chú rể nếu không lộ mặt đi mời cũng không thích hợp. Kết quả khách quan trọng đều phải tới mời một lần, Triệu Quốc Đống cùng Lưu Nhược Đồng chạy một vòng. Cũng may bây giờ chỉ cần gọi điện hỏi chút, tới một chút, không có ở đó thì hẹn thời gian.
Mấy ngày trôi qua vẫn làm mỗi hành vi như vậy, mặt luôn phải tỏ vẻ cung kính, thân thiện, điều này khiến Triệu Quốc Đống cảm nhận sao hôn nhân chỉ nên làm một lần. Buổi lễ long trọng, tiếng cười, vỗ tay, chúc tụng, phụ huynh hai bên nhắc nhở, bạn bè kỳ vọng. Cũng may tất cả đều coi như xong. Tiếng bước chân từ sau truyền lại nhưng Triệu Quốc Đống không quá chú ý, hắn chỉ lẳng lặng đứng trước cửa sổ suy nghĩ. Đây là một căn nhà sang trọng nằm ở trung tâm Bắc Kinh đã được Lưu Kiều chọn cho bọn họ. Triệu Quốc Đống không quá quan tâm việc này do hắn không thường xuyên ở Bắc Kinh. Hơn nữa ở Bắc Kinh thì hắn cũng đã có nhà, căn nhà tứ hợp viện kia là nơi thích hợp nhất để hắn thả lỏng tâm trạng. Về phần Lưu Nhược Đồng thì cô cũng có nhà ở tập thể Bộ Ngoại giao. Triệu Quốc Đống đã tới xem thì thấy bố trí khá đẹp, chỉ là hơi nhỏ một chút. Đây là nhà của bọn họ, nói cách khác khi cả hai cùng có mặt ở Bắc Kinh thì mới đến đây. Lúc nào thì bay? Giọng Lưu Nhược Đồng rất dễ nghe, Triệu Quốc Đống thích giọng nói bình tĩnh không mang theo chút bụi trần của cô, dù hắn biết giọng nói đó tạm thời không thuộc về mình. Chiều mai, bên kia đã bố trí xong, không cần em quan tâm. Em chỉ cần ra mặt là được. Ando còn phải thực hiện một lần nhưng với quy mô nhỏ hơn, giới hạn trong người thân thiết mà không tiện lên Bắc Kinh. Sau khi xong bọn họ sẽ sang Chiết Giang du lịch rồi lên Hoàng Sơn và Cửu Hoa Sơn. Lưu Nhược Đồng khẽ cười cười một tiếng, cô nhìn Triệu Quốc Đống. Em cảm thấy hai chúng ta từ đầu đến đuôi đều là người ngoài, thậm chí cả bạn bè bình thường cũng không phải, có phải là quá khách khí không? Dù sao trên pháp luật chúng ta cũng là vợ chồng, đây giống như là nghĩa vụ của em. Còn anh thì cũng tìm mọi cách không lộ mặt. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Lưu Nhược Đồng. Nhược Đồng, xem ra anh đúng là chưa quen với thân phận mới này. Đúng thế, chúng ta tốt hơn hết là làm bạn bè bình thường giống như trước khi kết hôn, anh thấy chúng ta phải thoát khỏi tâm lý đó, đi ra bóng ma. Kết hôn rồi mà, đã thành vợ chồng thì phải hơn bạn bè chứ. Pháp luật đã trói hai chúng ta lại với nhau, có phải là nên trao đổi nhau không? Lưu Nhược Đồng có chút phục miệng lưỡi của Triệu Quốc Đống, gì từ miệng hắn đều nói ra đầy lý lẽ. Em đồng ý, có lẽ chúng ta nên học cách làm quen với cuộc sống mới này. Mặc kệ cuộc sống đó có phải điều chúng ta muốn hay không, ít nhất cũng phải quen với nó thì mới phát hiện chúng ta có thể thích ứng hay không. Đây không phải cuộc sống chúng ta muốn, nếu như không thể thì chúng ta làm như thế nào để thay đổi hoàn cảnh hoặc là thay đổi chính mình. Lưu Nhược Đồng cũng cảm thấy hôn nhân giữa mình và Triệu Quốc Đống đúng là chuyện ly kỳ. Hai người lại kết hợp lại, đây có phải duyên phận không? Hai người đều là người có lý trí, hơn nữa quan hệ của hai người bây giờ là rất phi diệu, điều này vừa phù hợp nhu cầu thực tế, vừa phù hợp lợi ích lâu dài, cũng có thể thỏa mãn gia đình và quan hệ xã hội của hai bên. Vậy em dự định như thế nào? Triệu Quốc Đống cười cười ngồi xuống ghế, ai cũng nói đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng. Hai người lại có tâm trạng mà trao đổi cũng khá thú vị. Ừ, vậy chúng ta nói chuyện có được không? Lưu Nhược Đồng cười cười gật đầu nói. Ban đêm thường rất mê người, có thể ngồi uống trà, nói chuyện cũng không uổng một đêm mà. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi cười phá lên. Nhược Đồng đúng là nho nhã, xem ra chúng ta đã sớm nên như vậy phải không? Muốn nói chuyện gì, hay là muốn biết gì? Vậy bắt đầu từ quan hệ giữa anh và tập đoàn Thương Lãng có được không? Nếu nói Lưu Nhược Đồng không hứng thú về Triệu Quốc Đống là giả, ít nhất cô rất tò mò vì Triệu Quốc Đống một tay tạo ra được tập đoàn Thương Lãng lớn đến thế. Cô lớn lên trong gia tộc lớn mạnh, anh chị em khi nói chuyện đều nói về việc đấu đá trong quan trường khiến cô buồn chán. Chuyện quan thương cấu kết đối với cô thì càng dơ bẩn hơn. Nhưng Triệu Quốc Đống từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, tạo ra một tập đoàn Thương Lãng cạnh tranh được với các công ty kinh doanh nước suối hàng đầu Trung Quốc, năng lực này làm người ta không thể coi thường. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nhược Đồng, sao, em cũng thấy hứng thú với đoạn lịch sử này sao? Trường Xuyên đã sớm nói chuyện với hắn về việc Lưu Kiều đến thăm tập đoàn Thương Lãng, cũng đã trao đổi với lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thương Lãng. Trường Xuyên có thể nhìn ra Lưu Kiều đại biểu công ty đầu tư Trung Hoa rất hứng thú về việc hợp tác với tập đoàn Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng bây giờ mặc dù không quá khó khăn về tài chính nhưng nếu muốn mở rộng quy mô trong lĩnh vực thuốc và bất động sản thì có thêm tài chính cũng tốt. Cho nên Trường Xuyên và Lưu Kiều nói chuyện rất ăn ý. Nhất là công ty đầu tư Trung Hoa có hứng thú lớn với mảng bất động sản của tập đoàn Thương Lãng ở Thượng Hải, rất hy vọng có thể tham gia, hơn nữa còn nói sẽ phát huy ưu thế về tài chính, quan hệ. Trường Xuyên và Kiều Huy đều tỏ vẻ hoan nghênh, hơn nữa cuộc đàm phán khá thuận lợi.
Ba bên dự định sẽ hợp tác mấy công trình ở khi Trường Ninh và Hồng Khẩu. Công ty đầu tư Trung Hoa cũng không có tham dự vào sự hợp tác giữa Thương Lãng cùng Thiên Phu về việc xây dựng quảng trường quốc tế cách tòa nhà Thương Lãng không đầy 2 km. Đây cũng là hạng mục lớn nhất mà công ty chí nghiệp Thương Lãng cùng địa ốc Thiên Phu Thượng Hải hợp tác nhau. Dự tính đầu tư của dự án tổng thể này bao gồm quảng trường, khách sạn, nhà hàng. Với tổng diện tích trên 800.000 m², tiền đầu tư trên 2 tỷ. Lưu Nhược Đồng càng hiểu rõ về Triệu Quốc Đống thì càng thấy hắn như ở trong sương mù, đây là kết luận mà Lưu Kiều nói với cô. Thương Lãng là đế quốc khổng lồ còn không nói, đây là tập đoàn của Triệu gia. Nhưng Lưu Kiều còn phát hiện tập đoàn Thiên Phu khởi nguồn từ tỉnh An Nguyên lại có quan hệ dày đặc với Triệu gia. Mảng xây dựng của Thương Lãng về cơ bản đều do Thiên Phu phụ trách. Hơn nữa công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng hợp tác rất nhiều với địa ốc Thiên Phu. Mà nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Phu cũng đang dần mở rộng, không ngừng mua đất ở Bắc Kinh, được coi là con ngựa mới xuất hiện trong giới bất động sản Bắc Kinh, đồng thời cũng được nhà kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh coi là kẻ nhiều tiền nhưng chuyên phá hoại. Chẳng qua bản thân Lưu Kiều lại không cho là như vậy. Thiên Phu Bắc Kinh có can đảm mua nhiều đất và xây dựng nhiều như vậy một phần là do Tổng Giám đốc Địa ốc Thiên Phu Kiều Huy có quan hệ rất rộng trong hệ thống ngân hàng, nhưng anh có quan hệ rộng không phải vay vốn ngân hàng là dễ dàng. Nếu không có quy hoạch khoa học và có thể thuyết phục hệ thống ngân hàng tin tưởng quy hoạch của anh có thể kiếm tiền thì anh không thể làm lớn đến thế. Mà điều càng quan trọng hơn chính là Thiên Phu nếu không đủ tự tin thì không dám to gan làm lớn đến thế. Từ tháng 5 sau khi Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống đính hôn, Lưu Kiều vẫn chú ý sự phát triển của Thương Lãng cùng Thiên Phu. Lưu Kiều nghi ngờ một loạt động tác của Thiên Phu ở Bắc Kinh và Thượng Hải đều là do Triệu Quốc Đống đứng sau lưng suối bẩy, đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của cô. Mảng xây dựng của Thiên Phu cũng liên tục nhận các đoạn đường cao tốc, cạnh tranh với các công ty xây dựng hàng đầu Trung Quốc mà không hề thua kém, điều này cũng thể hiện lịch sử huy hoàng và chất lượng công trình của Thiên Phu, đồng thời cũng để lộ ra thực lực của công ty xây dựng Thiên Phu không hề thua kém các công ty nhà nước. Lưu Kiều chỉ nói mấy việc với nhân viên quan trọng của Lưu gia, nhưng cô lại nói hết những nghi vấn của mình cho Lưu Nhược Đồng nghe. Cô cảm thấy Lưu Nhược Đồng có quyền biết tất cả, giống như Triệu Quốc Đống có quyền biết tất cả về Lưu Nhược Đồng. Em đúng là tò mò, không phải là tò mò vì những thứ anh làm ra, mà tò mò về quá trình thực hiện đó. Mắt Lưu Nhược Đồng sáng lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Cũng được, có một số việc từ đầu anh đã không định giấu em. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 11, chương 2. Đêm tân hôn đã trôi qua trong cuộc trò chuyện, ngay cả Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều cảm thấy sau khi kết hôn mà mình trở nên hòa hợp hơn. Bữa tiệc ở An Đô tổ chức với quy mô không lớn nhưng khá long trọng. Ngoài bạn bè của Triệu Quốc Đống ra, bên Hoài Khánh và Ninh Lăng thì ngoài lãnh đạo không thể không mời còn đâu không mấy người biết Triệu Quốc Đống kết hôn. Tuần trăng mật hơn 10 ngày đã kết thúc, hai người không cố gắng đi xem nhiều mà chỉ chạy quanh, có đôi khi đến chỗ nào đó thấy hay liền ở đó một đêm. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm nhưng cũng không cố ý khoe khoang. Tình hình Thương Lãng thì Lưu Nhược Đồng biết đôi chút, cô chỉ thấy tò mò sao 7-8 năm trước Triệu Quốc Đống lại có thể làm như vậy, có thể khiến hai người em trai tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Về phần Thiên Phu, Triệu Quốc Đống chỉ nói qua bố mình đại biểu mình nắm cổ phần ở Thiên Phu, chẳng qua Triệu gia không tham gia việc kinh doanh cụ thể ở Thiên Phu, hắn cùng lắm chỉ đưa ra triển vọng về sự phát triển và hướng đi cho Thiên Phu mà thôi. Lưu Nhược Đồng cũng không hỏi nhiều, cô cũng lặng lẽ giới thiệu về mình. Chỉ cần trong phạm vi cho phép thì cô cũng không giấu. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Lưu Nhược Đồng hồi còn học đại học đã là quân nhân, bây giờ chính xác mà nói đã trải qua 2 năm khảo sát, cô đã là một quân nhân đóng bên ngoài, lúc nào cũng có thể được phái sang nước ngoài. Điều này có hơi khác so với trước đây Triệu Quốc Đống nghĩ Lưu Nhược Đồng là gián điệp ngoại giao, chẳng qua thân phận này cũng khá mẫn cảm. Lưu Nhược Đồng không nói nhiều về công việc của mình, nhưng cũng thích dẫn ra chuyện của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng nói ra những quan điểm đầy sắc bén của mình trong lĩnh vực quốc tế, điều này làm Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc. Cán bộ địa phương thường không hiểu mấy về vấn đề quốc tế, Lưu Nhược Đồng thấy bọn họ xem khá nông cạn, nếu như bàn về cấp độ sâu thì thứ nhất bọn họ không thể có tài liệu chi tiết, hơn nữa cũng không có khả năng và tâm trí để phân tích phương diện này. Nhưng những lời nói của Triệu Quốc Đống lại khác hẳn. Là nhân viên đặc biệt của Bộ Ngoại giao, Lưu Nhược Đồng nhận thức vấn đề rất mẫn cảm. Điều này đúng như Lưu Kiều nói, càng hiểu về Triệu Quốc Đống thì càng thấy hắn như trong sương mù, như con rồng thấy đầu không thấy đuôi.
khả năng phân tích và phán đoán tình hình quốc tế của Triệu Quốc Đống khiến Lưu Nhược Đồng không thể tin đây là cán bộ địa phương chưa đầy 30 tuổi. Nửa tuần trăng mật được hai người dành để tranh luận vấn đề chính trị quốc tế. Cuộc sống sau hôn nhân dần trở lại bình thường, còn bình thường hơn so với Triệu Quốc Đống tưởng tượng. Điều này làm Triệu Quốc Đống vừa có chút thất vọng vừa thấy được an ủi. Lưu Nhược Đồng có thể nửa năm tới sẽ sang nước ngoài, ở điểm này Lưu Nhược Đồng cũng không giấu. Lãnh đạo cấp trên đã hỏi ý kiến Lưu Nhược Đồng, cô cũng muốn nhân lúc còn trẻ ra ngoài học tập kinh nghiệm, trên bộ tôn trọng ý kiến của Lưu Nhược Đồng. Quốc Đống, kết hôn là việc tốt, nếu không dù cậu không nhớ tới thì tổ chức cũng tính tới cho cậu. Nhâm Vi Phong giơ chén lên, y hôm đó vì có việc nên không tham gia hôn lễ của Triệu Quốc Đống. Cảm ơn Chủ tịch Nhâm quan tâm tôi trong công việc và cuộc sống. Triệu Quốc Đống cười nói. Như vậy cũng tốt, nếu không lại có người luôn nhớ tôi chưa lập gia đình. Nhâm Vi Phong cùng Trịnh Kiện và Tiêu Hoa Sơn cùng cười nói. Cậu còn nghĩ mình là người được vạn người mê sao? Cái này không chắc, Quốc Đống là nhân tài thì nhất định có không ít cô gái nhớ nhung. Theo tôi biết có không ít cô gái ở thị ủy, ủy ban Hoài Khánh mong chờ được làm bạn gái của Quốc Đống đó. Tiêu Hoa Sơn nói. Đâu có đến mức như giám đốc Tiêu nói. Tôi giữ mình trong sạch mà. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nói. Chủ tịch Nhâm, nghe nói sang năm trên tỉnh xác định 4 chỉ tiêu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Nhâm Vi Phong nhướng mày nói. Quốc Đống, tin tức cửa cậu nhanh nhạy đó. Sao, Hoài Khánh có ý định à? Ha ha, Chủ tịch Nhâm, toàn bộ tỉnh có 14 thành phố, thị xã, ai không có ý này? Triệu Quốc Đống không giấu giếm. Chẳng qua tôi nghĩ rằng muốn làm được cũng cần thực lực. Ý của cậu Hoài Khánh có thực lực mà nơi khác không có. Nhâm Vi Phong hỏi lại một câu. Chủ tịch Nhâm, tôi không nói như vậy, nhưng nhất định có một số thị xã không có thực lực này, đây là thực tế. Để lên thị trường chứng khoán chính là một cách giải khốn cho công ty nhà nước, ai có thể dùng tốt tức là có thể làm cho công ty, nhà máy đó trở lại con đường huy hoàng. Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén, nhưng hắn biết Nhâm Vi Phong không thích nghe người nói vòng vo. Quốc Đống, xem ra cậu cũng có cái nhìn của mình trong chuyện này đó. Chẳng lẽ có ý kiến với chính sách quốc gia? Ừ, cậu cảm thấy công ty nào ở Hoài Khánh đủ điều kiện niêm yết lên thị trường chứng khoán? Nhâm Vi Phong nhíu mày nói. Y biết đầu óc Triệu Quốc Đống rất nhạy bén. Chủ tịch Nhâm, đây thực ra không phải cái nhìn của cá nhân tôi. Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã trải qua vô số lần tham khảo mà. Thị trường chứng khoán bây giờ thành nơi để công ty trên đó huy động tiền, mà tiền đó như là tiền cứu mạng công ty nhà nước đang gặp khó khăn. Khi công tác cải cách công ty nhà nước bắt đầu từ mấy năm trước, thị trường chứng khoán đã bơm bao nhiêu máu cho các công ty nhà nước. Cải cách công ty nhà nước mấy năm nhưng hiệu quả vẫn càng lúc càng kém. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Bây giờ các nơi đều cân nhắc làm như thế nào để đẩy bao quần áo nặng nề nhất của thành phố, thị xã lên thị trường chứng khoán, mong kiếm được ít tiền mà chống đỡ vài năm, nếu không được thì ít nhất còn cái xác, như vậy ai muốn mua lại cái xác cũng phải rót tiền vào mà. Nếu không dựa vào gì cho anh dùng cái xác này, đây thực ra chính là cách để bơm máu. Chẳng qua đến cuối cùng công ty, nhân viên công ty sẽ như thế nào? Ai sẽ gặp đen đủi? Trịnh Kiện và Tiêu Hoa Sơn im lặng không nói. Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bọn họ đương nhiên rõ ràng tình hình thị trường chứng khoán bây giờ. Chẳng qua hàng năm các tỉnh đều đưa các công ty khó khăn nhất vào chỉ tiêu để niêm yết lên thị trường chứng khoán, đây là chính sách mà quốc gia và chính quyền không công bố nhưng ngầm hiểu là vậy. Đây là muốn thông qua thị trường chứng khoán để kiếm một khoản tài chính để cứu giúp các công ty khó khăn. Vì thế các công ty đã cải cách hoặc chuyển đổi hình thức và hoạt động hơi tốt một chút thì rất khó đạt được chỉ tiêu niêm yết lên thị trường chứng khoán. Về phần công ty tư nhân thiếu tài chính nhưng đầy sức sống thì đừng mơ đạt được chỉ tiêu này. Nhâm Vi Phong cũng không xa lạ gì với quan điểm của Triệu Quốc Đống, quan điểm này các chuyên gia kinh tế hay nói tới nhưng tình hình thực tế vốn là như vậy. Lãnh đạo ở đâu cũng không dám để một công ty phá sản, nó sẽ mang tới hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên làm như thế nào để lợi dụng tốt nhất tiền cứu mạng thì phải cân nhắc giải quyết vấn đề khó khăn nhất mà. Quốc Đống, nếu từ góc độ kinh tế thì thích hợp nhất để niêm yết lên thị trường chứng khoán phải là các công ty có tương lai nhưng thiếu tài chính. Nhưng đảng ủy, chính quyền địa phương lại không thể không tổng hợp tạo ra sự cân bằng. Bất cứ một vấn đề kinh tế nào thì không chỉ đơn giản là kinh tế, còn phải cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế. Cho nên khi cân nhắc việc niêm yết lên thị trường chứng khoán thì có những thứ phải bỏ. Ở điểm này khi cậu lên vị trí của tôi thì sẽ hiểu chỗ khổ của tôi.
Nhâm Vi Phong từ tốn nói, y cũng có cái nhìn của cá nhân, nhưng là phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, tỉnh nhiều công ty nhà nước như vậy, làm như thế nào để đạt được sự thăng bằng cũng là cả một vấn đề. Triệu Quốc Đống không phải lãnh đạo thành phố, thị xã đầu tiên nhắc đến việc này, cũng không phải người cuối cùng. Quyển 11, chương 3. Tiễn Nhâm Vi Phong, Triệu Quốc Đống lười biết lên xe buýt 3. Không Trịnh Kiện, Tiêu Hoa Sơn cũng lên. Quốc Đống, cậu thật sự nhằm vào chỉ tiêu này ư? Không nhằm vào là không được. Hôm nay chẳng qua chỉ là dò hỏi Chủ tịch Nhâm mà thôi, xem ra rất khó khăn. Chủ tịch Nhâm không phải dễ dàng thay đổi nguyên tắc, điểm này tôi hiểu. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi chỉ mới lộ ra một chút đã bị bịt miệng. Ha ha, Chủ tịch Nhâm đúng là cẩn thận. Quốc Đống, cậu không phải hôm nay mới biết Chủ tịch Nhâm mà. Tiêu Hoa Sơn cười nói. Chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán khiến bao người mong chờ. Tôi thấy Chủ tịch Nhâm cũng không nhất định quyết định được, chỉ sợ Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ủy đều rất chú ý. Ừ, Hoa Sơn nói đúng, mấy chỉ tiêu, tỉnh có nhiều công ty trực thuộc như vậy cơ mà, công ty các thành phố thị xã cũng muốn được phần. Hưu vào tay ai thì còn chưa rõ. Vây quanh chỉ tiêu công ty lên thị trường chứng khoán khiến trên tỉnh xuất hiện dòng chảy ngầm. Công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém cỏi khiến tỉnh và các thành phố, thị xã không thở nổi. Một hai năm nay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến khu vực Duyên Hải ảnh hưởng mạnh, khu vực Trung Tây mặc dù không rõ ràng như vậy nhưng cũng khiến công ty nhà nước gặp khó khăn. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này không dễ vận động, nhưng không dễ thì hắn cũng phải cố. Từ giọng điệu của Nhâm Vi Phong hôm nay thì công ty trực thuộc thị xã muốn được chỉ tiêu là khó. Tỉnh sẽ suy nghĩ đặt vào công ty trực thuộc tỉnh, không chú ý mấy công ty thuộc thị xã. Đương nhiên điều này có liên quan đến vị trí của Nhâm Vi Phong, nhưng y làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mà có thái độ như vậy thì về cơ bản đại biểu ý kiến của tỉnh, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút thất vọng nên cân nhắc xem làm việc này như thế nào. Trong năm đóa hoa của Hoài Khánh thì có 3 công ty thuộc tỉnh. Công ty cơ khí nặng Trung Nam, nhà máy lò hơi Trung Nam, nhà máy thiết bị An Nguyên. Nhà máy lò hơi Trung Nam 2 năm trước đã niêm yết lên thị trường chứng khoán thì không tính tới. Mà công ty máy công cụ An Nguyên cùng nhà máy cơ giới lại thuộc thị xã, Triệu Quốc Đống vốn có ý để công ty máy công cụ An Nguyên niêm yết, nhưng bây giờ xem ra khả năng này không thực tế. Các nơi đều cân nhắc để công ty thuộc thị xã, thành phố mình niêm yết lên thị trường chứng khoán, nhưng ngoài An Đô, Miên Châu cùng Kiến Dương thì còn có tư cách, các nơi khác muốn nhét vào ánh mắt của tỉnh sợ là rất khó khăn. Đến khi về biệt thự Thiền Loan, Triệu Quốc Đống cũng còn đang cân nhắc chuyện này. Kinh tế Hoài Khánh đang phát triển không nóng không lạnh, nó giống như đang tập luyện võ thuật vậy, muốn đột phá bình cảnh nhưng mãi không làm được. Trạng thái này thì mặc dù Đặng Nhược Hiền đã phụ trách mảng công nghiệp, nhưng Đặng Nhược Hiền tiếp nhận chưa lâu, bây giờ đang ở giai đoạn quen thuộc công việc. Chuyện của nhà máy cơ giới coi như đã xong và khiến thị ủy, ủy ban thư giãn đôi chút. Nhưng Hoài Khánh nếu muốn tiến triển hơn nữa ở phương diện này thì không thể dừng lại với thành tích trước mắt, còn phải đột phá tiếp. Cù Vận Bạch nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút do dự. Cô vốn định khuyên Triệu Quốc Đống chú ý ảnh hưởng một chút, hắn kết hôn chưa đầy tháng đã tới chỗ cô, tuy nói không ai biết nhưng về mặt tâm lý cũng có chút trở ngại, cô thấy áy náy với vợ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm Cù Vận Bạch, nói căn nguyên của hắn và Lưu Nhược Đồng ra. Cù Vận Bạch từ chối cho ý kiến, đối với chuyện này cô không có quyền lên tiếng, tỏ thái độ gì cũng không thích hợp. Triệu Quốc Đống quyết định thì không phải ai cũng có thể thay đổi, nhất là ở chuyện này nếu Triệu Quốc Đống đã có quyết định tức là đã suy nghĩ rất nhiều. Cù Vận Bạch cuối cùng không từ chối việc Triệu Quốc Đống đến chỗ mình ở. Ở sâu trong lòng cô cũng rất muốn, hơn tháng nay hai người chỉ gọi điện và không gặp mặt. Cô sao không nghĩ tới Triệu Quốc Đống? Triệu Quốc Đống biết tình hình bây giờ khá xấu hổ, theo lý thuyết mới cưới thì vợ chồng cần quấn lấy nhau. Nhưng tình hình lại là như vậy. Lưu Nhược Đồng cũng hoặc sáng hoặc tối ám chỉ, Triệu Quốc Đống đành phải giả ngây giả dại không nghe được gì. Vì thế hai người không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Sự an toàn ở biệt thự Thiền Loan là rất tốt nên Triệu Quốc Đống không quá lo ai đến gây chuyện. Khổng Kính Nguyên đã chính thức lên làm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh, mặc dù không nói rõ nhưng coi như bị đẩy vào đó ngồi chờ hết tuổi. Vấn đề ở nhà máy cơ giới mặc dù không tra ra y có vấn đề nhưng trách nhiệm là không thể tránh khỏi. Hơn nữa Mã Cam Sương chưa bị bắt, rất nhiều điểm có quan hệ với y, bây giờ chỉ là thiếu điểm mấu chốt mà thôi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn rất cẩn thận, hắn đi vòng hai vòng thấy không có vấn đề rồi mới tiến vào biệt thự. Cù Vận Bạch chờ Triệu Quốc Đống ở cửa, hai tháng không gặp,
cửa vừa đóng đã hóa thành những nụ hôn nồng cháy. Cũng may Cù Vận Bạch khá giỏi khống chế tình cảm nên khi Triệu Quốc Đống đưa tay cởi khóa áo lót thì cô mới từ si mê tỉnh lại mà oán trách gõ tay hắn. Sau cơn ân ái, Cù Vận Bạch nằm trong lòng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn cô mà không biết chán. Hai người nói chuyện về thời gian qua. Đối với Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống không hề đề phòng gì. Trong mắt Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Cô không phải vợ nhưng vượt qua cả vợ. Ở bên cô, hắn có thể chia sẻ mọi thứ với cô, nhất là những điều trong công việc thì thổ lộ với Cù Vận Bạch là cách để hắn phát tiết tốt nhất. Em muốn để công ty của Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Nghe nói chỉ tiêu này các nơi cạnh tranh rất mạnh, ngay cả thành phố Ando cũng không quá nắm chắc. Cù Vận Bạch dựa cằm lên ngực Triệu Quốc Đống. Em cũng chỉ là thử xem thái độ của Chủ tịch Nhâm như thế nào và thấy đúng trong suy nghĩ của em. Công ty thuộc thị xã Hoài Khánh muốn giành chỉ tiêu là không thực tế. Nhưng thấy các nơi đều hoạt động thì không thử em sẽ không cam tâm. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trên tỉnh lại chỉ có mấy chỉ tiêu nên không dễ dàng thả lỏng tay. Quốc Đống, chị thật ra cảm thấy nếu công ty thuộc thị xã không được thì em có thể tính tới công ty thuộc tỉnh đóng ở Hoài Khánh. Cù Vận Bạch nói. Chị thấy em không nhất định phân chia công ty thuộc tỉnh và thị xã rõ ràng như vậy. Công ty thuộc tỉnh nếu làm thì cũng có cơ quan cấp trên giúp. Cơ quan thuộc tên xấu xa thì chỉ có thể dựa vào đảng ủy và chính quyền địa phương. Chị thấy nếu đảng ủy, chính quyền địa phương và ngành trên tỉnh cùng giúp một công ty thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Vận Bạch, để em vận động giúp công ty thuộc tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng hơi động tâm. Thành công thì cũng không lộ ra đó là thành tích của Hoài Khánh, sợ rằng như vậy không thỏa đáng. Quốc Đống, em hình như không phải người hẹp hòi như vậy mà. Công ty lên thị trường chứng khoán mang đến chỗ tốt không chỉ cho chính bọn họ, chẳng lẽ không có lợi cho thị xã em sao? Đương nhiên công ty thuộc tỉnh lên thị trường chứng khoán sẽ không mang tới nhiều lợi ích bằng công ty thuộc thị xã, nhưng khi công ty thị xã không có cơ hội thì sao không giúp công ty tỉnh? Cù Vận Bạch nói làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Công ty lên thị trường chứng khoán ngoài có thể khiến công ty đó một lần nữa sống dậy, hơn nữa còn mang tới sức ảnh hưởng khá lớn. Một thị xã nếu có hai công ty lên thị trường chứng khoán, ít nhất thành thị đó được nhiều người biết đến. Công ty nếu phát triển thì cũng sẽ kéo theo các ngành liên quan phát triển. Nhất là ngành sản xuất cơ khí chế tạo thì càng có hiệu quả rõ ràng hơn. Hoài Khánh phải thay đổi cách suy nghĩ, nghĩ xa hơn một chút, không thể hạn chế trong lợi ích trước mắt. Nếu như giúp công ty thuộc tỉnh thì sẽ được trên tỉnh ủng hộ, ít nhất có thể làm Nhâm Vi Phong có ấn tượng tốt đối với em. Cù Vận Bạch phân tích làm tim Triệu Quốc Đống đập rất mạnh. Đúng thế, nếu mấy bên cùng hợp lực thì khả năng một công ty tỉnh ở Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán sẽ lớn hơn nhiều, điều này khiến cho lãnh đạo tỉnh đánh giá hắn có cái nhìn đại cuộc. Đây chính là ý kiến hay. Quyển 11, chương 4. Triệu Quốc Đống cố làm vẻ mặt mình được bình tĩnh nhưng trong lòng y đang rất khó chịu. Đầu năm y tới Thanh Bình khảo sát một lần, hơn nữa còn nói chuyện với huyện ủy. Ủy ban huyện Thanh Bình về việc thành lập trụ sở thí nghiệm nông nghiệp ở đây. Mà Học viện Nông nghiệp An Nguyên vì nể mặt hắn nên cũng rất nhiệt tình đưa ra ý tưởng hợp tác. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là cơ hội rất tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng tài nguyên của Thanh Bình để phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và đặc sắc. Nhưng khi Triệu Quốc Đống tới Thanh Bình một lần nữa thì thấy đó là công trình sống dở chết dở. Trụ sở nông nghiệp sinh thái có 60 mẫu nhưng ngoài một tấm biển méo mó ra thì chỉ có tường vây. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không phải không biết việc này. Học viện Nông nghiệp An Nguyên gặp Cục Nông nghiệp Hoài Khánh và nói chuyện khá có hiệu quả. Học viện Nông nghiệp An Nguyên hợp tác với An Nguyên tại Hoài Châu cùng Khánh Châu đang tiến triển rất nhanh. Trụ sở trồng rau đại bằng ở Hoài Châu rất nhanh đã hình thành sản xuất với quy mô lớn, Ủy ban quận cũng đẩy mạnh các hộ nông dân trồng rau, lập hiệp hội trồng rau. Hiệp hội này không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đã tạo được mối liên hệ mật thiết với thị trường bán rau khổng lồ ở Ando, hơn nữa còn đang mở rộng ra tỉnh Tần phía Bắc. Khánh Châu vốn có truyền thống trồng cây giống, sau khi được Học viện Nông nghiệp An Nguyên ủng hộ về khoa học kỹ thuật nên đã tăng cường quy mô và chất lượng. Học viện Nông nghiệp An Nguyên và nhân viên kỹ thuật của Sở Nông nghiệp tỉnh được Khánh Châu rất chào đón, chính quyền quận và xã đều tích cực phối hợp, ủng hộ Học viện Nông nghiệp An Nguyên, điều này làm cho ngành trồng cây giống nhanh chóng tạo thành mô hình lớn ở Khánh Châu. Quy Ninh cùng Học viện Nông nghiệp An Nguyên hợp tác càng tốt hơn. Xã Nông Ngoại của huyện đã cùng Học viện Nông nghiệp An Nguyên thành lập công ty nông nghiệp sinh thái 7 màu, thuê 450 mẫu đất tốt để xây dựng trụ sở trồng hoa nhằm vào thị trường Ando. Hoài Châu,
Khánh Châu cùng với Quy Ninh đã hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên gần năm và mang hiệu quả rất tốt. Nhưng Thanh Bình có điều kiện tốt nhất được Triệu Quốc Đống đặt nhiều hy vọng thì lại làm hắn rất khó chịu. Lão Lam, tôi thấy hạng mục giữa huyện hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên không tiến triển gì thì phải. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Hắn không muốn có xung đột với Lam Hữu Phương ở vấn đề này. Không phải hắn ngại đối phương. Lam Hữu Phương do Hà Chiếu Thành một tay đề bạt lên làm phó chủ tịch thường trực, mảng nông nghiệp và kinh doanh đa ngành nghề lại do Tiền Nguyên Huy phụ trách, Triệu Quốc Đống không muốn đưa tay quá dài. Thị trưởng Triệu, chúng tôi không phải không muốn hợp tác với Học viện Nông nghiệp An Nguyên, nhưng điều kiện mà Học viện Nông nghiệp An Nguyên đưa ra quá khắt khe, hơn nữa rất nhiều dân chúng không hiểu, cán bộ cơ sở cũng có ý kiến cho nên việc thuê đất mãi không thực hiện được. Huyện và xã cũng làm công tác tư tưởng rất nhiều nhưng dân chúng kiên quyết phản đối nên gác lại. Sau đó Học viện Nông nghiệp An Nguyên hình như không còn hứng thú nữa nên chuyện thành như thế này. Lam Hữu Phương không cảm nhận thấy Triệu Quốc Đống đang tức giận. Triệu Quốc Đống cười lạnh trong lòng, đây là vấn đề ánh mắt và năng lực của lãnh đạo huyện. Thực hiện nền nông nghiệp hiện đại hóa thì dù ở đâu đều được đảng ủy, chính quyền địa phương hoan nghênh, đương nhiên nông dân bình thường chưa chắc có ánh mắt sâu sắc, như vậy cần chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời phải chọn điểm làm mẫu. Dân chúng thấy hiệu quả kinh tế rõ ràng thì đương nhiên sẽ làm theo. Học viện Nông nghiệp An Nguyên đã hợp tác nhiều với các nơi, cũng đạt thành tích làm người ta phải thán phục. Nhưng bên Thanh Bình lại lấy lý do dân chúng nghi ngờ nên không tích cực chủ động giải thích, để mặc nó. Bề ngoài là nghe theo ý của dân chúng nhưng trên thực tế đây là lười biếng, thiếu năng động. Lão Lam, Học viện Nông nghiệp An Nguyên nổi tiếng cả nước về việc hợp tác với các nơi. Nhiều huyện khó khăn ở tỉnh An Nguyên chúng ta cũng được lợi từ hình thức này mà khiến nông dân tăng thu nhập. Ở điểm này Thanh Bình đã đi chậm một bước, tôi hy vọng anh cùng đồng chí phụ trách mảng nông nghiệp chăm chú nghiên cứu công việc, làm như thế nào để nông dân tích cực lên, thực hiện được nguyện vọng tăng thu nhập của nông dân. Ở điểm này tôi thấy việc lợi dụng kỹ thuật của Học viện Nông nghiệp An Nguyên sẽ rất có tương lai. Lam Hữu Phương lạnh nhạt nhìn Triệu Quốc Đống, theo y thấy vị thị trưởng Triệu này chỉ biết đứng chỉ trỏ. Thanh Bình trước đây đã bị thiệt bao lần vì việc này rồi, ai chẳng sợ lặp lại. Một đơn vị nông nghiệp đến khảo sát, hợp tác, cổ vũ trồng quất ngọt, Thanh Bình cũng làm nhưng khi thu hoạch thì giá cả giảm mạnh và không thể bán được. Bên mua hàng không ngừng ép giá, thậm chí hủy hợp đồng khiến nông dân tổn thất nặng nề. Kết quả sau đó đổi sang trồng nho và gặp việc như trước, nông dân thậm chí còn vây quanh chính quyền xã, chạy lên kiện ở ủy ban huyện, chuyện này Lam Hữu Phương sẽ không đi làm nữa. Cho dù ai nói hay đến đâu thì y cũng không chủ động làm. Nông dân có ý kiến của mình, đảng ủy, chính quyền không thể ép buộc mà. Thị trưởng Triệu, tôi biết Học viện Nông nghiệp An Nguyên hợp tác với Hoài Châu Khánh Châu cùng Quy Ninh khá tốt, nhưng điều kiện ở Thanh Bình lại khác. Mấy nơi đó nếu không ở nội thành Hoài Khánh thì cũng gần An Đô, cách An Đô không xa nên có thể lợi dụng thị trường An Đô mà thúc đẩy trồng hoa, rau, nấm. Thanh Bình chúng tôi cách nội thành Hoài Khánh một đoạn. Đảng ủy, chính quyền không thể không suy nghĩ đến nhân tố này. Hơn nữa dân chúng Thanh Bình cũng bị thiệt mấy lần về việc này. Trước đây trồng quýt, táo thì Thanh Bình đều thành công thu hoạch nhưng nông dân lại tổn thất nặng nề, điều này khiến cho nông dân và chính quyền cơ sở không tin tưởng. Cho nên Thanh Bình mới mặc kệ không làm gì. Tâm trạng Triệu Quốc Đống trong thời gian này vốn không tốt, thêm biểu hiện của Lam Hữu Phương càng làm hắn tức giận nên nói chuyện không còn khách khí như trước.